Thế nhưng Tinh Linh Đế Quân không có rút lui, nàng cực lực duy trì tự nhiên lĩnh vực, để tránh cho Thái Sơ Đế Quân giả ý tự bạo, kỳ thực là muốn chạy trốn. Mặc dù có nguy hiểm cực lớn, nhưng tuyệt đối không thể lại để cho bọn tên điên đế cảnh này chạy. Tuyệt đối không thể. Toàn thân Thái Sơ Đế Quân căng cứng, sau đó, đột nhiên giống như là tiết sức lực, ngửa mặt cắm về phía mặt biển. Hắc Ma Đế Quân đã né ra và Tinh Linh Đế Quân đang ở lại đều rất kinh ngạc, cảnh giác thật lâu, mới thử thăm dò tới gần Thái Sơ Đế Quân nơi đó. Đế khu không đầu của Thái Sơ Đế Quân lơ lửng ở trên mặt biển, lồng ngực rách dưới chảy xuôi đế huyết tinh hồng, mặc dù còn tản ra sinh cơ đế cảnh bành trướng, nhưng giống như chết rồi. Không phải tự bạo sao? Sợ đau, từ bỏ. Hắc Ma Đế Quân bóp lấy Thái Sơ Đế Quân, dùng sức lung lay, thể hiện quái dị. Linh hồn không có, đây là tự sát. Tinh Linh Đế Quân tản tự nhiên lĩnh vực ra, dò xét tình huống của Thái Sơ Đế Quân. Giờ khắc này, trong cái khe dưới đáy biển sụp đổ, chín cánh cửa luân hồi phiêu miểu lặng yên khép kín, một đoàn u ảnh phiêu miểu kéo lấy hai hồn ảnh suy yếu dẫy dụa, lặng yên biến mất tại cửa u thâm không hắc ám. Là U Linh Đại Đế. Hắn mang hồn phách Man Hoang Đế Tổ cùng Thái Sơ Đế Quân đi. Sớm tại lúc ở Đế Thành thời điểm, hắn lợi dụng Man Hoang Đế Tổ, kích thích Thái Sơ Đế Quân, lưu lại ấn ký dạ nha ở trên người, sau đó lặng lẽ ẩn núp. Khi Liệp Thần Thương đánh xuyên Thái Sơ Đế Quân, tàn phá ý thức, xâm nhập linh hồn, hắn đã nắm lấy cơ hội, để ấn ký dạ nha trói buộc linh hồn Thái Sơ Đế Quân. Về phần Man Hoang Đế Tổ. Sớm tại thời điểm Man Hoang Đế Tổ tiến công Phong Đô Quỷ Thành, hắn thừa dịp loạn để lại ấn ký cho Man Hoang Đế Tổ. Vốn chỉ là biện pháp đề phòng, để tránh Man Hoang Đế Tổ uy hiếp được hắn. Nhưng, một trận chiến tại Hư Không Đế Thành, hắn thấy được Man Hoang Đế Tổ suy yếu, cái tên siêu cấp nhân ma đã từng quát tháo hồng hoang này giống như không trở về được thời kỳ đỉnh phong đã từng. Chương 3143 đại cục đã định. Cho nên, U Linh Đại Đế sinh ra ý khác, khống chế hắn. Khống chế Thái Sơ Đế Quân. Khi Hắc Ma Tử Chú xâm nhập, khi Chu Tước Niết Bàn tự bạo, khi Càn Khôn Đại Táng hủy diệt, U Linh Đại Đế bắt lấy cơ hội Man Hoang Đế Tổ mệt mỏi, bắt đầu toàn lực xâm nhập. Mặt ngoài đến xem, là Khương Phàm đang ác chiến với Man Hoang Đế Tổ, nhưng trên thực chất cũng là hắn khống chế Man Hoang Đế Tổ. Khi Man Hoang Đế Tổ lọt vào tự bạo tập kích của Khương Thương, cũng chính là thời điểm ấn ký dạ nha triệt để khống chế Man Hoang Đế Tổ. Có thể không chút khách khí khi nói, Khương Phàm phát khởi trận tập kích này, thành tựu cuối cùng chính là U Linh Đại Đế. Tại lúc Khương Phàm điên cuồng luyện hóa siêu cấp đế khu, hắn đã mang theo hồn phách hai vị đế quân, trở về cửu U thâm không. Đến lĩnh vực của hắn, hai bộ hồn phách bị khống chế này sẽ được tiến hành dung luyện chiều sâu, biến thành con rối thật sự thuộc về hắn. Bọn hắn chính là vũ khí quan trọng để hắn hiện đối kháng Khương Phàm, thậm chí là tương lai khống chế thiên hạ. Thái Sơ đột nhiên chết. Sau khi Khương Phàm triệt để dung luyện di cốt Man Hoang Đế Tổ thì mới tản liệt diễm ra. Vốn là cảm giác có vấn đề, nhưng sau khi nghe Thái Sơ Đế Quân chết ngoài ý muốn, hắn càng cảm giác không ổn hơn. U Linh Đại Đế. Đầu tiên chính là Khương Phàm hoài nghi Đại Đế thần bí kia, nếu Man Hoang Đế Tổ không ngừng la lên cái tên đó. Nói rõ khẳng định hắn ở ngay chỗ này, cuối cùng loại tình huống ngoài ý muốn này, cũng hẳn là có liên quan trực tiếp đến hắn. Thật sự có đại đế khác. Hắc Ma Đế Quân rõ ràng sửng sốt một chút. Ngươi cho rằng ta đang nói đùa. Khương Phàm rất im lặng đối với cái tên béo da đen này. Không phải đùa giỡn hay sao? Con ngươi của Hắc Ma Đế Quân có chút mở lớn, nói đều là thật. Cái mê ảnh tại sinh mệnh thần điện kia, cũng là đế sao? Thế giới này làm sao vậy, Thương Huyền lại còn cất giấu ba tôn đế. Lúc nào đế cảnh lại xuất hiện số lượng lớn như thế? U Linh Đại Đế cụ thể là có năng lực gì? Tinh Linh Đế Quân hỏi. Tựa như là thao túng ý thức, nhưng khẳng định không chỉ đơn giản là ý thức. Hắn là đế quân nhân tộc thứ 10 sinh ra tại thời kỳ hồng hoang, lại bị cưỡng ép xóa tên. Nếu như là thế này, Man Hoang Đế Tổ cùng Thái Sơ Đế Quân đã chết rồi sao? Khó mà nói được. Khương Phàm đắng chát lắc đầu, hôm nay rốt cuộc là ai đi săn? Là ai thành toàn ai? Không thể nói là chết rồi, nhưng cũng không đến mức sống lại. Khương Thương đoàn tụ thân thể mệt mỏi giống như là có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, sắc mặt hắn âm trầm khó coi, suýt chút nữa đều nổ chết Khương Phàm, kết quả cuối cùng nổ cái tịch mịch. Nếu như Man Hoang Đế Tổ còn có thể sống, chỉ sợ hắn muốn điên rồi. Thế giới này luôn không như ý như vậy.
Khương Phàm thở ra một hơi, mặc kệ Man Hoang Đế Tổ và Thái Sơ Đế Quân là còn sống hay đã chết, tương lai lại như thế nào, chí ít hôm nay cũng đã thu hoạch được hai tôn đế khu. Ngươi cứ tính như vậy, không đến Cửu U Thâm không chiếu cố đại đế kia. Tinh Linh Đế Quân không tin Khương Phàm có thể nhịn được. U Linh đại đế khống chế Triệu Thanh Duẫn, Triệu Thanh Duẫn khống chế chín cánh cửa địa ngục, bây giờ Cửu U Thâm không đã triệt để phong bế, muốn xông vào là không thể nào. Bây giờ chỉ có thể chờ đợi Thiên Hậu lên trời xưng đế, sau đó mượn dùng năng lực luân hồi long thần, xé mở Cửu U Thâm không. Đến lúc đó, mặc kệ U Linh đại đế có chuẩn bị gì, mặc kệ Triệu Thanh Duẫn đã như thế nào, cùng một chỗ. Toàn bộ, giải quyết, triệt để. Khương Phàm hơi xúc động, vốn cho rằng thiên hạ đã bình định, kết quả vẫn tồn tại uy hiếp như thế này. Ông trời là thật không muốn để cho tính mạng của hắn có một lần thuận lợi. Trước sau dài đến 4 tháng chờ đợi cùng lùng bắt, rốt cuộc cũng xem như hạ màn kết thúc. Mặc dù Man Hoang Đế Tổ cùng Thái Sơ Đế Quân sống chết khó liệu, nhưng cuối cùng là trong thời gian ngắn không có uy hiếp. Hắc Ma Đế Quân mang theo Hắc Ma Đế Tộc, quay về Hắc Ma Đế Thành. Khương Phàm mang theo Hư Không Đế Thành, quay về Thương Huyền Đại Lục. Ngoài ra, Khương Phàm thông báo Hắc Ma Đế Quân cùng Long Đế, thời gian về sau tiếp Thương Huyền chỉ hoãn đến khi Thiên Hậu xưng đế, cụ thể thông báo sau. Mục đích ban đầu của hắn là mời bọn họ tới chứng kiến hắn biến thành, trời, rung động, sau đó triệt để thuần phục bọn hắn. Bây giờ Luân Hồi Đại Táng không có tin tức, chỉ có thể trì hoãn về sau. Hư Không Đế Thành. Không hề nghi ngờ, đế tủy đế huyết sau khi dung luyện Man Hoang Đế Tổ, 8 phần đều cho Thôn Thiên Ma Hoàng. Giúp hắn điều trị tai họa ngầm lưu lại trong trận điên cuồng trước đó kia, sau đó kích phát tiềm lực, tăng hư hóa lên. Còn lại 2 phần, thì giao cho An Minh Hề, ban thưởng công tích nàng mạo hiểm tiến về Hắc Ma Đế Tộc. Về phần Thái Sơ Đế Quân, đế khu hoàn chỉnh dung luyện ra càng nhiều đế cốt cùng đế tủy, để mà tầm bổ Hồng Hoang Thiên Long cùng Đông Hoàng Như Ảnh, thuận tiện cho Kiều Vô Hối một phần, còn có cả bọn người Hướng Vãn Đồng. Cho tới bây giờ, rốt cuộc thiên hạ cũng xem như tạm thời yên ổn, Khương Phàm cũng bắt đầu thăng hoa cho chính hắn. Đầu tiên là xử lý Bạch Hổ Thiếu Hoàng cùng Vĩnh Dạ. Cướp đoạt chúng sinh đại táng cùng Chư Thiên Thần Ma đại táng, hai cái truyền thừa táng diệt siêu cường này. Lấy tình huống thiên hạ hôm nay, có tư cách tiếp nhận hai đại táng này, cũng chỉ có thể là Khương Phàm. Chúng sinh đại táng, lấy Khương Phàm chiến tranh hai đời trước sau đưa tới, trừ hắn ra thì cũng không còn có thể là ai khác. Chư Thiên Thần Ma đại táng, Khương Phàm săn giết thần ma, cũng là số một đương thời, huống chi kiếp trước đăng thiên kiều niết bàn, cũng lưu lại cho hắn vài ngày cướp ấn ký, vừa vặn khả năng hấp dẫn đến đại táng cực đoan này. Đế quân của ta đã chết rồi sao? Bạch Hổ Thiếu Hoàng bị trấn áp ở sâu trong đế thành. Từ đầu đến cuối không biết tình huống bên ngoài, một mực đang nôn nóng và đợi tin tức. Chương 3144 Chư Thiên Lục Táng. Bạch Hổ Đế Quân lưu vong vũ trụ, Bạch Hổ Đế Thành hủy diệt. Huyền Vũ Đế Quân chiến tử, Huyền Vũ Thái Tổ xưng đế, sau đó cũng chiến tử, Huyền Vũ Đế Tộc đổi chủ. Huyết Ma Đế Quân binh giải, sau đó bị giết, Huyết Ma Đế Thành hủy diệt. Bắc Thái Đế Quân tự sát, Bắc Thái Đế Tộc đổi chủ. Thái Sơ Đế Quân mang theo Đế Thành bỏ chạy, nhưng vừa bị kéo về thế giới, Thái Sơ Đế Quân chiến tử, Thái Sơ Đế Thành hủy diệt. Hắc Ma Đế Quân, Long Đế, Tinh Linh Đế Tộc, đều đã cùng Thương Huyền ký kết liên minh hợp tác. Đây chính là kết quả của 8 đại đế tộc, đây chính là cách cục mới của thế giới này. Khương Phàm nói xong, Bạch Hổ Thiếu Hoàng quật cường chống cự hư không chèn ép chiến khu mãnh liệt lắc lư mấy lần, giống như đã mất đi tất cả sức lực, bị đè ép ầm vang nằm xuống. Vĩnh Dạ cùng Huyền Đàm bị trấn áp cũng đều âm thầm kéo căng thân thể, áp chế bi thương cùng đau đớn cuồn cuộn trong lồng ngực, lần lượt nhắm mắt lại. Mặc dù bọn hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất, nhưng khi nghe được tin tức như vậy, vẫn khó mà tiếp nhận được. Đế tộc tám phương đã thống ngự thiên hạ 30.000 năm, sao mà vinh quang, sao mà tôn quý, làm sao để vững chắc địa vị đó, nhưng chỉ mấy chục năm mà thôi, đế tộc nguy nga như trụ trời, vậy mà lại bị hủy diệt, thần phục. Cách cục toàn bộ thế giới đều bị thay đổi triệt để. Trước đó, kỳ thật nội tâm bọn hắn còn có mấy phần mong đợi, đó chính là thiên khải chiến trường còn có ý bên ngoài, phía dưới đế quân sẽ còn phẫn lên phản kháng, kết quả. Không có sao. Bắc Thái Đế Quân, lại còn tự sát. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc là dạng áp bách gì để vị đế quân tự xưng cao ngạo cùng tinh minh kia lựa chọn hiểu rõ bản thân. Vĩnh Dạ bi thống là đế tộc của hắn đều đã từ bỏ tôn nghiêm rời khỏi hệ thống thế giới,
kết quả vẫn bị cứng rắn kéo về, khó thoát kết quả hủy diệt. Hắn tưởng tượng không ra tức giận cùng tuyệt vọng của đế quân ngay lúc đó, cũng tưởng tượng không ra thời điểm tộc dân của hắn bị hủy diệt kêu rên đau thương như thế nào. Huyền Đàm càng bi thống, hai vị đế quân. Rốt cuộc Thái Tổ cũng đã tiến vào đế cảnh được như ý nguyện, kết quả cũng đã chết. Hai vị đế quân toàn lực chống cự, cuối cùng đổi lấy cái gì? Đế thành đổi chủ, hai bộ đế cốt. Khương Phàm quan sát Vĩnh Dạ. Bắt đầu từ ngươi, ta muốn chư thiên thần ma đại táng của ngươi. Vĩnh Dạ mở mắt ra, không tiếp tục gầm thét, không tiếp tục cầu khẩn, bình tĩnh đến giống như tâm đã chết. Thái Sơ đế tộc, không một người nào còn sống sao? Khương Phàm nói. Đế thành trầm luân hư vọng chi hải, ta chỉ giết Thái Sơ đế quân. Vĩnh Dạ chậm rãi gật đầu. Chư thiên thần ma đại táng, ngươi cầm đi đi. Khương Phàm mang theo Vĩnh Dạ, rời khỏi trấn áp cung điện. Chém giết, cảm ngộ truyền thừa. Không có bất kỳ lo lắng gì, siêu cấp đại táng kinh khủng nhất bên trong chư thiên lục táng, trực tiếp lựa chọn Khương Phàm. Sơn Hà đại táng, thiên địa đại táng, nhật nguyệt tinh thần đại táng trong ý thức Khương Phàm, lần lượt xuất hiện cảm ứng, nhưng cảm ứng rất bình thường, không có kích thích quá cường liệt. Bởi vì cùng thuộc đại táng, lại là hệ thống khác biệt, ba cái phía trước là hình dáng táng diệt thế giới, phía sau thì là sinh linh táng diệt trong thế giới thai nghén. Khương Phàm lĩnh ngộ ảo diệu chiều sâu về chư thiên thần ma đại táng. Cùng những gì cảm nhận trước đó tại Vĩnh Dạ cũng không sai biệt lắm, truyền thừa này có thể áp chế thần tính thần ma, thậm chí cướp đoạt năng lượng thần ma, lấy thiên uy vô thượng, gạt bỏ nó. Tại đồng cấp tác chiến, có thể nghịch chuyển tình thế trong nháy mắt, như là chấp nhận ý chỉ của trời, thẩm phán thần ma, cơ hồ chính là tuyệt sát. Truyền thừa này không thể bảo là không mạnh, nhưng rất đáng tiếc, không có bị Vĩnh Dạ dùng ra nên có hiệu quả. Khương Phàm đắm chìm trong đó, cẩn thận cảm ngộ, nhưng rất nhanh đã phát hiện vấn đề, chư thiên thần ma đại táng này giống như có được khả năng vô hạn, mà cảnh giới càng cao, thi triển càng mạnh, đợi đến đế cảnh, thậm chí có thể diễn biến thiên nhận chân chính, đổ sát thần ma, thậm chí chém chết liên hệ pháp tắc của các đế quân. Nhưng cũng chính là bởi vì quá mạnh, đến mức độ khó lĩnh hội cực lớn, độ khó khống chế lại càng lớn hơn. Khương Phàm bế quan trọn vẹn 2 tháng, miễn cưỡng xem như có thể khống chế. Bạch Hổ Thiếu Hoàng, tới phiên ngươi. Khương Phàm đi đến cung điện trấn áp, gặp Bạch Hổ Thiếu Hoàng. Bạch Hổ Thiếu Hoàng đứng thẳng người dậy, xúc động chịu chết, từ đầu đến cuối đều không có nói nửa câu cùng Khương Phàm, hay nhìn Khương Phàm một chút. Khương Phàm giết Thiếu Hoàng, thuận lợi tiếp quản chúng sinh đại táng. Chúng sinh đại táng là ý chí chúng sinh, không chỉ là nhân tộc, yêu tộc, ma tộc cùng linh tộc, càng bao gồm tất cả vật thể có sinh mệnh giữa thế gian, tương đương với diệt sát chúng sinh. Để đổi lấy uy lực tế hiến cực kỳ khủng bố. Khương Phàm vừa cảm ngộ vừa cảnh giác, thậm chí có chút không dám đi khống chế. Lấy đế cảnh thi triển chúng sinh đại táng, chỉ sợ có thể làm cho hơn phân nửa đại lục biến thành tuyệt địa tử vong, vạn vật tuyệt chủng. Nếu như sau khi đón thêm quản luân hồi đại táng, phối hợp hai siêu cấp đại táng này, một trận bộc phát xuống tới, cơ hồ có thể tạo nên một cái địa ngục. Trách không được Đan Hoàng đã từng nói. Chư thiên lục táng là làm cho cả thế giới trở lại hỗn độn, bắt đầu hoàn toàn mới luân hồi. Tại thời điểm Khương Phàm đắm chìm bên trong minh tưởng cảm ngộ, thế giới đã dần dần lâm vào dung chuyển. Huyết ma đại lục bởi vì huyết ma đế thành bị hủy diệt, Thương Huyền bỏ mặc, dần dần trở nên táo bạo, hỗn loạn. Tất cả ma tộc nắm lấy cơ hội điên cuồng chinh chiến, chiếm đoạt tiểu tộc, mở rộng lãnh địa, dùng hết thủ đoạn quật khởi mạnh mẽ. Mặc dù bọn hắn đoán được cuối cùng thôn thiên ma hoàng sẽ tiếp quản nơi này, nhưng không trở ngại bọn hắn bây giờ sẽ trở nên càng mạnh. Dù sao sau khi thôn thiên ma hoàng tiếp quản cũng là cần đến đỡ một ít ma tộc, cũng là cần thắng được ủng hộ, đến lúc đó ai mạnh hơn thì kẻ đó lực lượng thì càng đủ. Hỗn loạn còn phát sinh ở Bạch Hổ Đại Lục cùng Thái Sơ Đại Lục. Chương 3145 số mệnh 1. Mặc dù không biết các đế quân sống hay chết, nhưng đế thành hủy diệt. Trăm vạn dặm Sơn Hà biến thành nơi vô chủ, bọn hắn đương nhiên không thể nào an phận thủ thường, nhất là hung thú tụ tập tại Bạch Hổ Đại Lục nơi đó. Về phần Huyền Vũ Đại Lục cùng Bắc Thái Đại Lục, mặc dù cũng hỗn loạn, nhưng cũng may quy mô cùng trình độ đều còn trong phạm vi chịu đựng. Dù sao đế thành vẫn còn, tân chủ đã xác lập, bọn hắn không dám làm quá phận. Thiên Hậu, Đan Hoàng đều không để ý tới bên ngoài, toàn bộ đắm chìm bên trong bế quan, tìm kiếm đột phá cùng thăng hoa. Thiên Hậu còn không có hư hóa toàn diện sao? Dạ An Nhiên mở ra thế giới ngũ hành của mình,
nghênh đón Khương Phàm tiến đến. Từ khi cuộc chiến Thiên Khải kết thúc, ai cũng bận rộn, đều nhanh một năm không gặp mặt. Ta mới từ chỗ nàng trở về, hư hóa đến giai đoạn cuối cùng, nhưng tựa như bị năng lượng nào đó áp chế. Ý nghĩa trận đột phá này đối với nàng rất đặc biệt, nếu như thành công, tạo nên đế mạch mới, tiếp quản pháp tắc mới. Cho nên, nhất định sẽ có chút long đong. Khương Phàm đi qua bãi cỏ mờ mịt, bước qua dòng suối thanh tịnh, đi tới sâu trong rừng rậm nồng đậm sinh cơ. Chín đại tổ thú liên hợp kích phát, còn có yêu thú thời gian kích thích, hẳn là thiên hậu có thể thành công, ta rất chờ mong pháp tắc nàng lấy được là cái gì. Dạ An Nhiên xuất hiện từ bên trong kén cây do ngũ hành thụ bao viên, mái tóc nàng dài như thác nước, áo xanh tung bay, dáng người mảnh khảnh yêu kiều thướt tha, da thịt trắng noãn lóe ra tia sáng mê người. Nàng giống như là tinh linh tự nhiên mỹ lệ, từ trong ra ngoài tản ra thánh kiệt cùng linh động, lại dẫn mấy phần từ ái cùng tôn quý giống như tạo vật chủ, nét đẹp gọi là một cái hoa mắt thần mê, như là sự vật tuyệt vời nhất giữa thế gian. Bây giờ Dạ An Nhiên đã mạnh hơn thể chất con người, đã giao hòa hoàn mỹ cùng thế giới ngũ hành, thậm chí diễn biến ra khí tức hỗn độn. Khương Phàm nhìn thấy thì rất rung động, thật sự là nhìn từ tiểu cô nương La Phù Sơn mạch bình yên, trưởng thành đến, tạo vật chủ, thế giới ngũ hành bây giờ, theo thực lực tăng trưởng, khí chất cùng dung nhan cũng là kéo dài thăng hoa. Vô Hối còn không có hư hóa sao? Dạ An Nhiên bị ánh nhìn nóng bỏng của Khương Phàm thì có chút mất tự nhiên, má ngọc kiều nộn có chút đỏ ửng. Ai, ta là không ôm hy vọng, thần hoàng là thần mạch, bất diệt đồ đằng cũng không phải diễn sinh pháp tắc đặc biệt mạnh. Bất luận là thần mạch hay là pháp tắc, đều không đủ lấy để Vô Hối trùng kích đế cảnh. Ngược lại là Tịch Nhan, vẫn đang mong mỏi kỳ tích. Khương Phàm lắc đầu, mặc dù rất hy vọng Kiều Vô Hối có thể đột phá, nhưng hy vọng cũng không lớn. Dù là thật sự có kỳ tích xuất hiện, Kiều Vô Hối xuất hiện hư hóa, cũng tuyệt đối không thể nào hoàn thành toàn diện hư hóa. Không thể nào toàn diện hư hóa, càng không thể xưng đế, Kiều Vô Hối hư hóa hay không hư hóa. Thật ra là cũng không khác gì nhau mấy. Tịch Nhan không tự mình tranh đoạt, nhưng đối với Vô Hối lại là chờ mong rất cao. Nói là chờ mong, kỳ thật cũng là nghĩ đến đền bù. Dạ An Nhiên ngược lại là có thể hiểu được tâm tình Tịch Nhan. Địa vị Vô Hối sẽ không thay đổi. Thần linh đỉnh phong, linh văn thần hoàng, bất diệt đồ đằng, thiên phạt thần kiếm, đầy đủ để hắn tiếp quản vạn thế thần triều. Ở trong lòng Khương Phàm, địa vị của Kiều Vô Hối là tuyệt đối không thể nào thay đổi. Khương Thương đâu? Hắn không thích hợp, cũng không cần nơi này, để hắn ở lại tinh linh đế tộc đi. Cũng đúng, hài tử của tinh linh đế quân, nên ở lại tinh linh đế tộc. Đúng vậy a. Khương Phàm cũng thay đổi âm điệu, trực nhìn Dạ An Nhiên, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Hắn không phải hài tử của tinh linh đế quân sao? Dạ An Nhiên dịu dàng cười yếu ớt. Ai nói cho nàng, Như Ảnh. Đầu Khương Phàm ông âm thanh như động đất. Như Ảnh là loại người nói lung tung kia sao? Đó là ai, ta rõ ràng dặn dò qua Đông Hoàng Càn và Đông Hoàng Toại. Khương Phàm tức giận, hai lão gia hỏa kia cũng dám tạo mâu thuẫn gia đình cho hắn. Thiếp không biết cụ thể là ai nói lộ ra miệng, sau đó để lọt đến chỗ Như Yên cô nương nơi đó, Như Yên cô nương không cam lòng, phát vài câu bực tức, sau đó Chu Thanh Thọ cùng Tặc Điểu lại nghe đến. Lại sau đó, chàng hẳn phải biết, Dạ An Nhiên giống như cười mà lại không phải cười nhìn Khương Phàm. Khương Phàm đứng tại chỗ, đầu ông. Hắn cơ hồ có thể nghĩ đến cảnh tượng hai tên gia hỏa Tặc Điểu cùng Chu Thanh Thọ kia tuyên truyền đầy đế thành. Thật thua thiệt hắn còn tưởng rằng chuyện đã được đè xuống. Không cần khó chịu, nếu đều đã tiếp nhận Khương Thương, chuyện mẫu thân cũng sẽ như thế này. Dạ An Nhiên ngược lại là rất đại độ, không biết người khác nghĩ như thế nào. Dù sao nàng là không muốn lại dây dưa trên loại chuyện nhàm chán này, dù sao đó cũng là chuyện hoang đường kiếp trước, không cần thiết lại liên lụy Khương Phàm bây giờ. Khương Phàm lúng túng gãi gãi đầu, hôm nay vốn muốn vuốt ve an ủi, thế này thì tốt rồi, bầu không khí hoàn toàn bị phá hủy. Chàng tìm thiếp có việc. Dạ An Nhiên cười nhìn Khương Phàm. A, không sao. Khương Phàm lắc đầu, rất là phiền muộn. Thiếp mang chàng đi nhìn thế giới ngũ hành bây giờ. Dạ An Nhiên mang theo Khương Phàm bay lên không, nhanh chóng lao lên ngọn núi lớn nguy nga, lên dãy núi uốn lượn, nơi này không chỉ có lớn thụ xâm thiên, linh thảo khắp nơi trên đất, còn tích lũy lấy tinh thạch quảng sắt quý giá. Thậm chí nàng còn bắt đầu quy hoạch hình thái cơ sở thế giới, cố ý phân chia lục địa thành ba bộ phận, bắt đầu vỡ khu vực ra dành dụng thành hải dương. Thế giới ngũ hành bây giờ,
từ phạm vi cũng đã tới gần vạn dặm. Ngũ hành thụ làm thế giới hạch tâm, tỏa ra mê quang ngập trời, năng lượng ngũ hành nồng đậm chập chờn, tư dưỡng thế giới trưởng thành, cũng diễn biến thủy triều hỗn độn. Gốc ngũ hành thụ kia chính là bảo bối thật sự, không chỉ có dung hợp nguyên lực của thần thụ thế giới, còn dung hợp ngũ hành tổ thụ đồ đằng. Chương 3146 số mệnh 2. Hỗn độn xuất hiện, thế giới của thiếp có thể hấp thu năng lượng ngũ hành từ thế giới bên ngoài, tốc độ phát triển sẽ càng lúc càng nhanh, ta dự tính trong vòng nửa năm sẽ có thể đến thần linh đỉnh phong. Dạ An Nhiên thưởng thức mình một lần nữa tạo nên thế giới mới, nồng đậm cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra. Cơ Lăng Huyên và bọn người Thiêu Phượng Mô thì sao? Đều ở nơi này, đồ đằng của bọn họ cần năng lượng nơi này kích phát, đồ đằng cũng có thể kích thích diễn biến núi sông, chúng ta xem như đôi bên cùng có lợi. Bọn họ có hy vọng thành thần không? Xem tạo hóa của chính bọn hắn. Nàng có nghĩ qua trùng kích đế cảnh không? Khương Phàm nhìn Dạ An Nhiên, trong lòng khẽ động, kéo tay của nàng, cơ hội tới. Đế cảnh. Dạ An Nhiên hoảng hốt, ngũ hành xương đế. Ngụ ý ngũ hành sáng thế, vậy hẳn là nguyện vọng của tất cả ngũ hành thụ từ xưa đến nay, nhưng từ đó đến nay vẫn không có người nào thật sự thành công qua, mấu chốt ở nơi này tự nhiên là thế giới ngũ hành muốn biến thành thế giới thật, cần xuất hiện sinh mệnh có trí tuệ gây giống. Cái này không chỉ là vấn đề khó khăn, càng là chuyện trái với trời. Nếu quả như thật thành công, thế giới ngũ hành cũng sẽ không còn là thế giới ngũ hành tự nhiên, mà sẽ là diễn biến ra một loạt hệ thống phức tạp. Ví dụ như âm dương pháp tắc, vận mệnh pháp tắc, sinh tử pháp tắc, vân vân. Dạ An Nhiên đã từng chờ đợi vô kỳ hạn, nhưng bây giờ theo cảnh giới tăng lên, nhất là hiểu biết đối với thiên, cùng, pháp tắc, càng phát ra cảm giác ngũ hành thăng hoa, sáng tạo thế giới mới rất có thể chỉ là một giấc mộng tươi đẹp. Không phải thần thụ thế giới nói có hy vọng sao? Khương Phàm kéo tay Dạ An Nhiên. Lúc đầu Dạ An Nhiên không có kịp phản ứng, cho đến nghênh tiếp ánh mắt Khương Phàm, mới từ bên trong cái nhìn lửa nóng kia mà hiểu ý tứ. Má ngọc lập tức đỏ bừng, vô ý thức liền muốn rút tay về. Bây giờ ta rảnh rỗi, lại cố gắng thử một chút, một lần không được thì hai lần không được, ba lần. Vì tương lai của nàng, vì tâm nguyện của thần thụ thế giới, ta nhiều mệt mỏi đều có thể nhịn. Khương Phàm ôm lấy Dạ An Nhiên, một đầu nhào về phía mặt rừng rậm tươi tốt ở dưới. Đầu tiên chờ chút đã, thiếp còn không có chuẩn bị. À, chàng nhẹ nhàng một chút, đừng xé, y phục của thiếp. Chàng chậm một chút. Tại thời điểm Khương Phàm giống như là con dã thú, trà đạp tiểu tinh linh mỹ diệu kiều nộn Dạ An Nhiên kia, còn có một người đang vì thay đổi vận mệnh mà nỗ lực. Nhị tỷ, có ở nhà không? Bạch Tai lấy dũng khí, bái phỏng An Minh Hề. Bạch Tai. An Minh Hề rất kinh ngạc, mặc dù cùng thuộc huyết sát, nhưng bất luận là trước kia tại Bắc Bộ, hay là sau này đi theo Khương Phàm, đều rất ít gặp mặt, làm sao lúc này lại đột nhiên tới quét dọn. Diễm ca có ở nhà không? Bạch Tai mỉm cười hành lễ. Người tìm Khương Diễm sao, chàng vừa mới đi ra. Người đi tới chỗ Dương Biện nhìn xem. Trong khoảng thời gian này, chàng vẫn luôn đang điều trị linh hồn cho Dương Biện. Không không không, ta là tới tìm tỷ. Có chuyện gì sao? An Minh Hề lại càng cảm thấy kỳ quái. Là có chút việc. Đến đây ngồi. Ai, được. An Minh Hề chỉ là khách khí mời, không nghĩ Bạch Tai lại đến thật. Nàng lưu chuyển đôi mắt đẹp, nhún nhún vai thơm, quay người hỏi. Là coi trọng cô nương nhà ai? Cần tỷ tỷ ta nói giúp ngươi. Bạch Tai nói. Ta đối với nữ tử, không cảm thấy quá hứng thú. An Minh Hề cười nói. Ngươi cũng không tiếp xúc qua nữ tử, làm sao ngươi biết không hứng thú? Trước kia tại Bách Hoa Cung, tình cảnh nguy hiểm, không rảnh để tìm. Sau này đi theo Khương Phàm, bận bịu tu luyện, cũng không rảnh tìm. Bây giờ thanh nhàn rồi. Cũng nên buông lỏng một chút. Lại nói, người cũng đã là thần linh, là cổ kim huyết mạch cốt hoàng hiếm thấy, lại có hủ hủ đồ đằng, không để lại chút huyết mạch, quá lãng phí. Bạch Tai xấu hổ cười cười, không nói. An Minh Hề kỳ quái nhìn hắn. Ta nói đúng, thật sự coi trọng nhà ai cô nương sao? Ai, đừng nói với ta là Hướng Gia nhé. Nàng không có ý kiến đối với Hướng Gia, đối với Hướng Vãn Tình và Hướng Vãn Đồng cũng không có ý kiến. Nhưng đối với Hướng Gia bây giờ, có cái nhìn không quá thiện cảm. Từ khi sau khi Hướng U Mộng đến, Hướng Gia càng trở nên ngày càng sinh động, nhất là những nữ hài tử kia. Nàng đều không muốn nhiều lời. Mặc dù tình yêu nam nữ, cũng không có gì, nhưng chỉ sợ bên trong có ý khác. Chỉ là dính đến vị Hoàng Phi Hướng Vãn Tình kia, nàng thực sự không thể nói nhiều.
Trước đó để Khương Diễm tự mình tâm sự cùng Khương Phàm, Khương Diễm ứng phó hàm hồ, cũng không biết có tán gẫu qua không. Bạch Tai nói, ta tới là vì chuyện tu luyện. Tu luyện, tới tìm ta thỉnh giáo. Chớ có trêu, ngươi cũng đã là thần linh, tỷ tỷ ngươi là ta đây vừa chỉ mới thánh hoàng. Không phải đại đế cho tỷ phân một khối đế cốt lớn sao? Xem như đế cốt linh tủy đi, năng lượng quá mạnh, ta đều không có dám dùng. Có nó, tỷ nhất định có thể thành thần. Linh văn của ta là tế thiên ma thụ, tiềm lực cực hạn chính là thánh hoàng, muốn thăng hoa, cần dị biến cực đoan, ai, khó mà nói được. An Minh Hề lắc đầu, lúc trước từ thánh vương đến thánh hoàng, đều tiêu hao số lượng lớn tài nguyên, thần cốt và thần huyết cũng đã phải dùng mấy viên. Nhị tỷ, ta, khả năng ta rất quá đáng, ta muốn, sử dụng đế cốt linh tủy của tỷ. Bạch Tai liên tục khó xử nhưng vẫn mở miệng, tuy nhiên nói xong cũng nhanh chóng rủ tầm mắt xuống, không dám đối mặt cùng An Minh Hề. Đế cốt linh tủy, không chỉ đơn giản là mấy khối đế cốt, lại còn là loại di cốt siêu cấp nhân ma của man hoang đế tổ kia, trình độ quý giá có thể nghĩ. Huống chi, đây cũng là thù lao mà An Minh Hề nhắc lên nguy hiểm tính mạng đi đến Hắc Ma đế tộc đàm phán mới có được. Lúc này mở miệng yêu cầu, thật sự là có chút không biết điều. Dù là đều là huyết sát, dù là tỷ đệ tương xứng. An Minh Hề nhìn Bạch Tai, rốt cuộc đã hiểu vì sao hắn lại ấp úng như thế. Muốn đế cốt linh tủy. Thật sự mở miệng được. Mặc dù là tỷ đệ tình thâm, nhưng cũng không có sâu như vậy chứ. Chương 3147 chống lại. Trong phòng lâm vào an tĩnh lâu dài. Bạch Tai kiên trì ngồi ở chỗ đó, không nói một lời. An Minh Hề liên tục trần chờ, lại hỏi trước. Có thể nói một chút lý do không? Bạch Tai không dám ngẩng đầu. Ta muốn trùng kích bán đế. Cái gì, ngươi, bán đế, ngươi nghĩ như thế nào? An Minh Hề dở khóc dở cười, suýt chút nữa đã không nhịn được quở trách một trận, bán đế. Đây chính là siêu thần. Một cái chữ siêu, chính là áp đảo phía trên thần linh. Muốn đi đến một bước kia, sao mà gian nan? Đây cũng là loại như thôn thiên ma hoàng, hồng hoang thiên long kia mới có thể làm đến, cho dù là ân sư kiểu vô hối, đến bây giờ đều là ở vào giai đoạn chờ đợi. Ban đầu Bạch Tai chỉ là niết bàn, từ thành thánh đến thánh hoàng, lại đến thành thần. Đều là Khương Phàm dùng một giai đoạn kích thích đi ra, tư chất như vậy, làm thế nào còn có thể lại trùng kích bán đế? Ta không phải thật muốn trở thành bán đế, ta chỉ muốn hư hóa bộ phận, đến vấn đề siêu thần, có thể đi theo đại đế, tái chiến thiên khải. Đại đế bồi dưỡng ta đến bây giờ, ân trọng như núi, ta thật rất muốn cùng ngài ấy đi đến trận chiến cuối cùng. Đại đế khâm điểm 5 vị thị vệ, cũng hầu như đến có một người, bồi tiếp hắn đi đến chiến trường. Bạch Tai cúi đầu, thấp giọng nói. Ta biết ta hy vọng không lớn, nhưng ta muốn thử một lần. Nếu như thành thì sao? Nếu như, thành thì sao? An Minh Hề há to miệng, vậy mà không biết nói cái gì. Phần trung nghĩa này quả thực để cho người ta cảm động, nhưng... cũng phải nhìn tình huống thực tế chứ. Ân sư kiều vô hối đều không có hy vọng, người có hy vọng như thế nào được? Bạch Tai nói. Ta đi tìm đại vương, muốn một khối đế cốt. Cũng tìm tới Lý Dần, hắn cũng cho ta một khối đế cốt, ta còn tìm Đan Hoàng, thỉnh cầu cho ta một viên vô hạn tạo hóa đan. Ta, chỉ muốn thử một lần. An Minh Hề kinh ngạc. Bọn hắn cho, Đan Hoàng đồng ý. Bạch Tai nói. Đại vương cùng Lý Dần đều cho, Đan Hoàng nói có thể cân nhắc. An Minh Hề không phản bác được, thì ra hắn không phải nói đùa, mà là đã làm nhiều cố gắng như vậy. Mặc dù giai đoạn hiện tại tất cả thần linh đều đang cố gắng bế quan. Mưu toàn một tầng cao hơn, nhưng giống như không phải rất ôm hy vọng, duy chỉ có Bạch Tai, kiên định mình nhất định phải thành công, nhất định phải đi đến cuộc chiến sát thiên, cho nên mới thật sự nỗ lực. Bạch Tai khẽ nói, ta đi theo đại đế đến nay, nhiều lần đột phá, sáng tạo kỳ tích, đều là ngày ấy hao phí số lượng lớn tài nguyên bồi dưỡng, lần này, ta muốn tự mình cố gắng, tự mình trưởng thành, rèn đúc kỳ tích thuộc về mình, phản hồi 20 năm vun trồng của đại đế. An Minh Hề nhìn Bạch Tai thật sâu, sắc mặt thoáng hỏa hoãn. Một hồi lâu sau, nàng khẽ than thở một tiếng. Cầm đi đi. Bạch Tai ngẩng đầu, rốt cuộc cũng dám nghênh tiếp ánh mắt của An Minh Hề. Tỷ và Diễm ca thương lượng một chút. An Minh Hề cố gắng tươi cười. Không cần. Nhị tỷ, tạ ơn tỷ. Bạch Tai đứng dậy, chỉnh lý vạt áo, lễ bái thật sâu. Ta thành thần hay không, ý nghĩa không lớn,
còn không bằng để cho ngươi buông tay đánh cược một lần. Ngoài miệng là An Minh Hề nói như vậy, trong lòng vẫn có chút thất lạc, nhưng nếu như Bạch Tai thật sự có thể thành công, cũng đáng. Bạch Tai rời khỏi nơi ở của An Minh Hề, ở trên đường bồi hồi một lát, lại đi tìm tới Tịch Nhan. Bây giờ hắn đã có được 2 khối đế cốt, cộng thêm 1 khối đế cốt linh tủy, nhưng còn muốn làm chút đế huyết, kích phát huyết mạch. Đại Vương và Lý Dần nơi đó, hắn là không có ý tứ không dứt. Hồng Hoang Thiên Long cùng Đông Hoàng Như Ảnh đều đang bế quan chiều sâu, là thời khắc mấu chốt để trùng kích bán đế, hắn không dám đánh nhiễu. Hướng Vãn Đồng nơi đó có đế huyết, là Khương Phàm để bảo đảm nàng trở lại đỉnh phong, tự mình ban cho. Tịch Nhan nơi đó đế huyết, là thôn thiên ma hoàng cho. Những tình huống này Bạch Tai đều tìm hiểu rõ ràng. Sở dĩ không có đi Hướng Vãn Đồng là cân nhắc đến Hướng Vãn Đồng từng bị liên trảm 8 cái mệnh, thật vất vả bắt đầu đoàn tụ, xác thực cần cái kia. Mà không khí hướng ra bây giờ, hắn sợ sau khi vị lão hổ vương kia biết, ép buộc hắn làm cái giao dịch gì đó. Liên tục suy nghĩ, hắn vẫn quyết định đi tới chỗ Tịch Nhan. Bạch Tai. Tịch Nhan rất bất ngờ, cái căn phòng nhỏ yên lặng có rất ít người đến này, huống chi còn là một nam tử. Tịch Giao cũng tới đến trước cửa, kỳ quái nhìn nam tử bên ngoài cánh cửa này, đều trở thành thần linh cao quý, làm sao còn nhăn nhăn nhó nhó. Hoàng Phi. Bạch Tai tranh thủ thời gian hành lễ, mặc dù đã là thần linh, nhưng thân phận của hắn là thị vệ đế quân, đối đãi với Hoàng Phi hẳn là phải giữ vững đầy đủ tôn trọng. Chàng bảo ngươi tới. Không không, là ta tự mình tới. Có chuyện gì sao? Có một thỉnh cầu mạo muội, tới để phiền phức Hoàng Phi. Vào ngồi. Không cần, nói ở chỗ này là được rồi. Chuyện gì? Ta muốn, ta muốn sử dụng đế huyết của ngài. Bạch Tai hơi chần chờ. Cắn răng nói thẳng, mặc dù vị Hoàng Phi này điệu thấp, nhưng làm việc già dặn, quá phận do dự ngược lại không tốt. Sử dụng. Tịch Nhan không hiểu ý kia. Tịch Giao dứt khoát đi tới, nhìn xem người này muốn làm gì. Ta muốn. Bạch Tai mau chóng nói ra mục đích của mình. Siêu thần cảnh. Tịch Nhan cùng Tịch Giao rất kinh ngạc. Bây giờ giống như tất cả thần linh đều không cam tâm chỉ làm quần chúng, đều đang bế quan chiều sâu, thử trùng kích cảnh giới siêu thần. Nhưng cũng chỉ là thử mà thôi, ý nghĩ sâu trong nội tâm không sai biệt lắm là có thể làm được sẽ có thể làm đến, làm không được coi như thôi. Nhưng tên Bạch Tai này giống như, muốn làm đến thật. Nhưng, loại cảnh giới đó thật sự không phải có quyết tâm có tài nguyên thì sẽ có thể làm được, nếu không Khương Phàm đều có thể mãnh liệt đẩy Kiều Vô Hối, Ngô Chính Nguyên hay những người kia. Bạch Tai cúi đầu. Ta biết có thể là ta có ý nghĩ hão huyền, nhưng tất cả thần linh chúng ta đều đang cố gắng. Tóm lại là muốn tạo nên một kỳ tích, cho đại đế một vui mừng. Người có phần thái độ này thật sự là rất tốt, thế nhưng... chương 3148 khám phá không nói toạt một. Tịch Nhan cũng không phải rất cần viên đế huyết này, dù sao cảnh giới cũng đã đến đỉnh, sở dĩ tiếp nhận viên đế huyết này, một là ân sư thôn thiên ma hoàng ép buộc, hai là nghĩ đến tỷ tỷ. Trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn đang phối hợp với tỷ tỷ hấp thu năng lượng đế huyết bên trong, kích phát tiềm lực, cải thiện huyết mạch. Tịch Giao có chút hé miệng, viên đế huyết này xác thực dùng ở trên thân nàng, đến trước mắt đã thăng hoa linh văn, tăng lên cảnh giới, nàng có cảm giác mãnh liệt, vận mệnh muốn thay đổi. Bạch Tai lúc này đột nhiên đến thỉnh cầu, thật sự là. Để nàng có chút khó mà tiếp nhận. Xin nhờ. Bạch Tai lui lại 2 bước, cúi người chào thật sâu đối với Tịch Nhan. Hắn biết mình rất quá đáng, nhưng chấp niệm sâu nặng đã để hắn bỏ đi tôn nghiêm. Tịch Nhan trần chờ một lát, nhìn về hướng Tịch Giao. Tịch Giao có chút rủ lông mày xuống, trong lòng vô cùng kháng cự, dù sao đây cũng là cơ hội thay đổi số phận của nàng. Nhất là đối với nàng mà nói, nhìn đồng bạn đã từng ở bên cạnh đều liên tiếp đột phá, thành thánh, thánh hoàng, thậm chí là cảnh giới thần linh, duy chỉ có nàng còn đang dậm chân tại niết bàn cảnh, cảm giác trong lòng thực sự là rất khó chịu. Tịch Nhan hiểu tâm tình của tỷ tỷ, nàng có chút hé miệng. Ngươi chờ một lát. Ta đi hỏi một chút sư phụ. Không cần. Tịch Giao thở dài một tiếng, nói. Ta đột phá, ảnh hưởng chỉ là ta, nếu như Bạch Tai đột phá, khả năng ảnh hưởng chính là vận mệnh của rất nhiều người. Cầm đi đi. Tịch Nhan nắm chặt tay tỉ tỉ lại, nói với Bạch Tai. Đế huyết chúng ta đã dùng 1 phần. Bạch Tai vội vàng nói. Có thể, có bao nhiêu đều có thể. Tạ ơn 2 vị Hoàng Phi. Tịch Giao lập tức xấu hổ. Đừng nói lung tung. Bạch Tai đến thật,
Dựa vào liên quan cá nhân, từ Đại Vương và Lý Dần nơi đó mời đến đế cốt, từ An Minh Hề nơi đó mời đến viên đế cốt linh tủy man hoang đế tổ kia, hôm qua còn tìm đến Tịch Nhan, mời đến đế huyết. Khương Diễm đi đến cung điện Đan Hoàng. Đan Hoàng có chút nhướng mày, nhìn về hướng Khương Diễm. Thật, Khương Diễm tùy ý lật tới lật lui bình thuốc rực rỡ muôn màu trước mặt, cười nói. Lá gan thật to lớn nhỉ, ngay cả đồ của Tịch Nhan cũng dám đụng, không sợ thôn thiên ma hoàng dùng một bàn tay đập phế hắn đi. Kỳ thích thánh linh cảnh dễ tạo, kỳ thích đế cảnh. Đan Hoàng lắc đầu, vốn cho rằng Bạch Tai chỉ là vui mừng nhất thời, không nghĩ tới hắn lại bắt đầu sưu tập đế cốt và đế huyết. Cứ như vậy, mình không cho hắn vô hạn tạo hóa đan, chẳng phải là chậm trễ hắn rồi. Ai? Mặc dù cốt hải linh văn của hắn có tiềm lực rất lớn, nhưng hẳn là dừng ở đây rồi. Khương Diễm cũng lắc đầu, cũng không phải rất xem trọng Bạch Tai. Tinh thần như thế này mặc dù có thể cổ vũ, nhưng theo hắn xem ra, muốn siêu thần vẫn như là người si nói mộng. Chuyện hắn siêu tập đế cốt khắp nơi, truyền ra. Không có, hắn chỉ là tìm Lý Dần, Đại Vương, An Minh Hề cùng Tịch Nhan, không có huyên náo mọi người đều biết. Sau khi ta về nhà ta không cảm giác được đế cốt khí tức, hỏi An Minh Hề mới biết. Làm sao An Minh Hề chịu cho hắn đế cốt linh tủy? Khương Phàm giao đế cốt linh tủy cho An Minh Hề, cũng không chỉ là bởi vì biểu hiện của nàng tại Hắc Ma đế tộc, cũng là nhắc nhở nàng, nên chủ hoại kiến lập thiên mạc. Ta đã hiểu, An Minh Hề cũng đã hiểu, nhưng Bạch Tai đều đã tìm đến nàng, nàng lại làm nhị tỷ thì có thể từ chối được sao? Không cần trực tiếp từ chối, có thể uyển chuyển từ chối. Ví dụ như, để hắn đến chỗ hướng Vãn Đồng, không phải nơi đó có viên đế huyết sao? Đan Hoàng lắc đầu. Viên đế cốt linh tủy cho An Minh Hề kia quá đặc thù là rõ ràng muốn đẩy nàng đến thần linh cảnh, ngoài ra còn cho Chu Bất Dĩ, Bách Lý Mạc Yêu số lượng lớn thần vật, mục đích chính là muốn phối hợp Khương Diễm mau chóng chủ hoại kiến lập hệ thống thiên mạc, kết quả, đưa tiễn rồi. Kỳ thật không cần thiết cho hướng Vãn Đồng đế huyết, lại còn là đế huyết đã dung luyện tốt. Khương Phàm càng nhiều là biểu đạt thua thiệt mà thôi. Hướng Vãn Đồng, ha ha, ngài không biết tình huống hướng ra bây giờ sao? Vốn là hướng ra đang yên ổn, nhưng từ sau khi cái lão hổ vương kia đến, đều nhanh biến thành hoa lâu. Quá phận. Đừng nóng giận, ta nói chính là hơi quá, nhưng lão hổ vương này mỗi ngày mang theo nữ tử hướng ra đi dạo khắp nơi. Hàn Ngạo, Chu Thanh Thọ, Cổ Thần, Cổ Tác Nhân, Tiêu Phượng Ngô, còn có Dương Biện trên giường bệnh, vậy cũng là trọng điểm chiếu cố đối tượng. Đám người kia tràn đầy tinh lực, sao có thể chịu được loại dụ hoặc yêu mị này? Tư thế kia, hận không thể một người ôm cả hai. Cái này không phải là vừa vặn sao, hướng ra nhiều nữ tử, chúng ta nơi này nhiều nam tử. Ngài nói thật chứ? Khương Diễm liếc mắt nhìn Đan Hoàng, hắn không tin Đan Hoàng nhìn không ra mục đích thật sự của hướng U Mộng. Không nên nghĩ bọn người Hàn Ngạo đơn giản như vậy, đi theo Khương Phàm trải qua nhiều chuyện như vậy, người lại chất phác cũng có thể khai hóa. Nếu như hướng U Mộng muốn dùng nữ tử tới khống chế nam tử nơi này, cũng là quá xem thường nơi này rồi. Không cần khống chế nam tử, chỉ cần có thể phát huy chút ảnh hưởng đã rất đáng sợ. Hướng Vãn Tình và hướng Vãn Đồng có thái độ gì? Không can thiệp, cũng có thể là can thiệp không được. Vậy thì đúng rồi. Đúng rồi, ta không hiểu ý của ngài. Ta không tiếp xúc qua lão hổ vương, nhưng ta tiếp xúc qua hướng Vãn Tình. Nữ tử kia, ha ha, so với người nghĩ là phải sâu hơn. Đan Hoàng cười lắc đầu, tiếp tục viết đan dược phối phương. Ý của ngài, các nàng đang lợi dụng nàng. Chưa chắc là, các nàng, Thiên Hồ Chiến Vương đánh trận là có thể, đấu trí, chưa hẳn có thể làm. Ta thấy, giống như là hướng Vãn Tình đang lợi dụng lão hổ vương, tiện thể lợi dụng cả tỷ tỷ nàng. Cũng không tính là lợi dụng tỷ tỷ nàng được. Xin lắng tai nghe. Khương Diễm dần hứng thú. Chỉ là hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Ngài nói cái này không có ý nghĩa, hơi đề điểm mấy lần thôi. Khương Diễm kéo lấy cái ghế, tiến đến trước mặt Đan Hoàng. Chương 3149 khám phá không nói toạt hai. Lui lại. Đan Hoàng đột nhiên đưa tay, nghiêm túc nói. Đây chính là đơn thuốc dân gian phiên bản cải tiến vô hạn tạo hóa đan, đương thời hay thậm chí hậu thế, đều là đan phương quý giá nhất. Ta không nhìn đan phương của ngài, có nhìn ta cũng không hiểu. Khương Diễm chuyển ghế kéo dài khoảng cách. Tuy nói cuộc chiến sát thiên cửu tử nhất sinh. Nhưng Khương Phàm liên tục sáng lập kỳ tích, có thể nói là được ông trời trợ giúp, bách chiến bách thắng, cho nên tương lai vẫn đều có thể.
chúng ta liền theo loại thành công tốt đẹp nhất kia kỳ vọng đến dự báo tương lai, rõ ràng nhất có thể thấy được chính là Khương Phàm thật sự thống ngự thiên hạ. Thống ngự thiên hạ, tôn quý cỡ nào, bất kỳ người nào dính chút liên quan đều có thể làm rạng rỡ tổ tông, càng là thân cận, càng có thể được đến ân huệ cùng địa vị. Nhưng, người phải nhớ kỹ một câu, bên trong một cái triều đại mới xây, bất kỳ địa vị gì tiền kỳ cũng đều là dựa vào công tích, trung kỳ dựa vào trí tuệ, trường kỳ dựa vào đấu tranh. Hậu cung, không thể nghi ngờ là nơi kịch liệt nhất. Dù là bây giờ gió êm sóng lặng, tương lai nhất định sóng cả mãnh liệt. Ngươi nhìn tình huống hậu cung bây giờ, địa vị của thiên hậu không thể lay động, sau khi xưng đế càng là như vậy. Ta thậm chí có dự cảm, sau khi xưng đế, nàng đều không cần những khế ước thú kia, trực tiếp khế ước đại đạo. Nhưng hồng hoàng tử kỳ lân côn bằng kia, đều là nhận ân huệ của nàng mà trưởng thành, chờ tương lai sáng lập thần tộc của riêng phần mình, kẻ nào không ủng hộ thiên hậu. Dạ An Nhiên, mặc kệ tương lai có thể xưng đế hay không, chỉ ít thế giới ngũ hành nhất định phi phàm, mà những huynh đệ mà Khương Phàm lập nghiệp kia, kẻ nào không thân cận cùng với nàng. Hỗn độn chiến tộc, sau này còn không phải dựa vào nàng. Đông Hoàng Như Ảnh, tự nhiên không cần nhiều lời, tiếp quản hư không đế thành, thống ngự hư không đế tộc. Dựa theo thái độ Khương Phàm, rất có thể trực tiếp giao Bắc Thái Đại Lục cho bọn hắn. Đến lúc đó chẳng khác nào Đông Hoàng tộc lấy đại lục uy lực, duy trì vị hoàng phi kia của bọn hắn. Mấu chốt nhất là, ba vị này ai không phải trí tuệ cao minh, lòng dạ thâm trầm. Các nàng muốn thực lực có thực lực, muốn bối cảnh có bối cảnh, muốn trí tuệ có trí tuệ, nhất định có thể vĩnh viễn làm bạn bên cạnh Khương Phàm, bảo đảm địa vị tuyệt đối trong hậu cung. Tịch Nhan, nhà đầu kia không tranh không đoạt, thế nhưng phía sau nàng có Thôn Thiên Ma Hoàng. Nếu như Thôn Thiên Ma Hoàng xưng đế, lại sống sót từ cuộc chiến sát thiên, thống ngự huyết ma đại lục. Sau này ai dám khi dễ Tịch Nhan, Khương Phàm cũng không dám. Duy chỉ có Hướng Vãn Tình, đừng nói chính nàng, ta à, đều thay nàng bóp mồ hôi. Tư sắc cùng mị lực này, nhưng thật ra không thể dựa vào nhất là, tương lai Khương Phàm quảng nạp hậu cung. Dưới một ít tình huống chỉ sợ muốn thân bất do kỷ. Ngươi đừng không tin, tương lai Khương Phàm không nạp 7-8 người, ta theo họ ngươi. Đan Hoàng chỉ điểm cho Khương Diễm, tiếp tục viết đan phương. Thường Lăng nhà ta còn không có đi đến, cái này không thể được. Khương Diễm dở khóc dở cười, tiếp tục nghe. Kỳ thật Hướng Vãn Tình đã ý thức được nguy cơ, bắt đầu chuẩn bị, nương tựa theo nàng cùng Tặc Điểu Âm Dương Đồ Đằng phối hợp, liên quan làm không sai, đều thành huynh đệ. Có tầng quan hệ Tặc Điểu này, nàng có thể từ thần võ đoàn đạt được chút duy trì. Nhưng tên Tặc Điểu kia quá tinh, bên trong thần võ đoàn càng là chút nhân tinh, muốn lợi dụng bọn hắn quá khó khăn. Cho nên tầng quan hệ này, có thể sử dụng là có thể sử dụng, nhưng rất khó thật sự dùng. Lúc này Hướng U Mộng tới, đang cùng ý nguyện của nàng. Tuy nói Hướng U Mộng dùng thủ đoạn đưa nữ tử đi khắp nơi có chút thấp kém, nhưng nếu quả như thành thật, cũng coi là cung cấp cho Hướng gia, cho Hướng Vãn Tình chút duy trì. Huống chi, mỹ nữ yêu anh hùng yêu mỹ nhân, vạn nhất chân tướng chỗ ra tình cảm thì sao? Tóm lại, tiếng xấu, Hướng U Mộng cóng, chỗ tốt, Hướng Vãn Tình đạt được. Chờ ngày nào đó, Hướng Vãn Đồng lại đến trên giường Khương Phàm, thì càng hoàn mỹ. Khương Diễm nói, chỉ bằng loại liên quan này, còn giống như không đủ để thật vững chắc địa vị Hướng ra đi. Đan Hoàng cười thần bí. Có cá lớn. Cá lớn gì? Hướng U Mộng ngã quỵ ở đâu? Có ý gì? Ngươi muốn đâu? Khương Diễm khẽ nhíu mày, sau một lát đột nhiên tỉnh ngộ. Bắc Thái Đế Thành. Đan Hoàng nói. Hướng U Mộng không có ở bên cạnh Bắc Thái Đế Quân, là tiếc nuối lớn nhất của nàng, sau khi đi qua tìm nơi nương tựa, lại bị Cung Như Ngọc ức hiếp, mà bây giờ. Lý Dần tiếp quản đế thành, bà ta há có thể buông tha cơ hội. Loại chuyện này, Hướng Vãn Tình không rảnh làm, nhưng Hướng U Mộng khẳng định vô cùng chấp nhất, cũng không tiếc cái giá. Cuối cùng thành tựu, chính là Hướng Vãn Tình. Đã hiểu. Khương Diễm rung động, Đan Hoàng chính là Đan Hoàng, các mặt đều nhìn thấy thấu. Đan Hoàng tiếp tục viết đan phương, thuận miệng nói. Sau này, thần triều thế chân vạc, thiên hạ phát triển, loại chuyện tương tự này không ít được. Chỉ cần không thương tổn phong nhã, không liên quan đến phẩm hạnh, chúng ta khám phá không nói toạc. Đối với chuyện Hướng gia gần đây, hắn không chỉ biết, còn rất duy trì. Vì chính là Hướng Vãn Tình có thể đứng vững gót chân tại hậu cung, để tránh tương lai về sau xuất hiện cung loạn. Khương Diễm nói. Mỗi lần tới cùng tiền bối nói chuyện với nhau, luôn luôn thu hoạch không ít. Không có chuyện khác,
trở về đi, ta chuẩn bị cho tốt đan phương liền muốn chuẩn bị luyện đan. Đan Hoàng giơ tay lên một cái, chỉ đằng trước bên trái. Lấy chút thần dương huyết cùng thần cốt linh tủy bịt nơi đó lại, một thời gian trước Khương Phàm vừa đưa tới. Khóe mặt Khương Diễm giật một cái. Ngài nói thế này là có ý gì? Không cần. Đan Hoàng nhíu mày. Muốn, muốn. Khương Diễm tranh thủ thời gian chạy tới. Hắn tới đây chính là tố khổ, mục đích là thay An Minh Hề đòi hỏi mấy viên thần dương huyết cùng thần cốt linh tủy, những cái vừa rồi kia, tất cả đều là nói nhảm. Đan Hoàng lắc đầu, sao có thể không rõ ràng mục đích của hắn. Chương 3150 Thiên Hậu lên trời. Nửa năm sau, liên tiếp phát sinh hai kiện đại sự, để xí thiên giới đã bình tĩnh lâm vào cuồng nhiệt. Đầu tiên là Thiên Hậu hoàn thành hư hóa bộ phận sau cùng, bắt đầu chuẩn bị thiên phạt. Khương Phàm rút khỏi thân thể từ Dạ An Nhiên nơi đó, phối hợp Thiên Hậu làm chuẩn bị cuối cùng. Đây không thể nghi ngờ là đại sự vạn chúng mong đợi. Thiên Hậu có thể thành công hay không, không chỉ có liên quan đến thực lực tổng hợp của bọn hắn, cũng liên quan đến lấy nhân tộc có thể hay không nghênh đón đế mạch mới. Kiện thứ hai, Đại Vương rốt cuộc cũng hoàn thành hư hóa. Mặc dù giống như rất chậm, nhưng tốc độ đã rất nhanh. Cái này không chỉ là tác dụng của đế cốt đế huyết, còn có công lao của các luyện đan sư cung cấp số lượng lớn đan dược. Chân chính thúc đẩy bước này, là Đan Hoàng thành công luyện ra viên vô hạn tạo hóa đan đầu tiên, tương đương với bước một chân vào lâm môn, để hắn tiến thêm một bước, xuất hiện hư hóa yếu ớt. Cái này khiến tất cả mọi người đang chờ mong Đại Vương đều hung hăng kích động một lần. To con này cuối cùng cũng bắt đầu tranh giành một lần. Kỷ nguyên năm 27, ngày mùng 3 tháng 3, sau 2 tháng Thiên Hậu hoàn thành toàn diện hư hóa, chính thức khởi động Đăng Thiên Kiều. Tất cả mọi người tụ tập đế thành, cùng nhau chứng kiến thời khắc tính lịch sử này. Oanh! Thiên lôi kinh thế, tử điện như thủy triều. Cuồn cuộn lôi vân sôi trào mãnh liệt, đè ép khắp mênh mông thiên địa. Ngẩng đầu nhìn lên trời, nơi đó nghiễm nhiên là thế giới lôi điện, dữ dằn khủng bố, như có thể hủy diệt vạn vật. Đám người cho dù chứng kiến qua hai lần, lần nữa nhìn lên vẫn trong lòng sợ hãi, rùng mình. Bắt đầu, ta một mực bồi tiếp nàng. Khương Phàm cầm trong tay Liệp Thần Thương, đứng sâu trong lôi hải táo bạo. Thiên Hậu có chút nhắm mắt, dứt khoát đạp vào Đăng Thiên Kiều, trong chốc lát, lôi vân sụp đổ, ước vạn lôi chiều tràn ngập đất trời giống như rơi xuống. Toàn bộ thế giới đều đang lay động, mênh mông đại lục đều lâm vào oanh minh. Đế thành oanh minh, đám người thể hiện đau đớn. Toàn thân Thiên Hậu căng cứng, dẫn lôi kiếp sâu thể, ngạo nghễ lên trời. Thân thể gầy gò hư vô kịch liệt ba động, như muốn vỡ vụn, đơn giản đau đến không muốn sống, nhưng bí lực vô lượng cuồn cuộn tại khí hải, mênh mông sinh cơ lao nhanh trong cơ thể, không ngừng mà khép lại thương thế. Đám người nhìn thấy mà hoảng sợ run rẩy, như tự thân lâm kỳ cảnh cảm nhận được đau đớn. Nhưng Thiên Hậu mặc dù toàn thân vặn vẹo, nhưng ngạo ý bay lên trời, không có một tia thất bại, nàng ngẩng đầu nhìn trời, ra sức chống cự, chủ động nghênh đón rèn luyện. Ầm ầm, oanh! Lôi chiều hủy trời diệt đất tràn ngập đất trời để đại địa trung vực chịu đủ trà đạp thủng trăm ngàn lỗ. Bên trên Đăng Thiên Kiều, lôi chiều khủng bố, lít nha lít nhít bạo kích Thiên Hậu, quấn quanh Thiên Hậu, giống như đại xà, giống như cự long, như muốn hủy diệt thân thể gầy gò của nàng thành mảnh vỡ. Thiên Hậu không biết chịu đựng biết bao nhiêu lôi kiếp, lại mắt sáng như đuốc, từng bước lên trời, không có bất kỳ e ngại cùng vẻ mặt đau đớn gì. Giờ khắc này, nàng đợi quá lâu quá lâu. Giờ khắc này, nàng làm đủ chuẩn bị. Đau đớn, với nàng mà nói không đáng kể chút nào. Lại đau có thể đau nhức qua nàng ngàn năm hủy đi xương đốt máu. Lại đau có thể mạnh hơn qua nàng ngàn năm dày vò cùng cô độc. Nàng muốn lên trời. Nàng muốn đi lên đỉnh cửu thiên. Nàng muốn nghênh đón thiên phạt chân chính. Nàng muốn đứng ngạo nghễ trên đỉnh chúng sinh, bồi bạn hắn, bảo vệ lấy hắn, nghênh đón cuộc chiến sát thiên. Trong thế giới mới, Yêu Đồng đứng trên tổ nguyên sơn, nhìn mênh mông lôi kiếp. Hắn rất ngạc nhiên, cũng rất chờ mong, nhân tộc có thể tái tạo đế mạch sau hồng hoang trăm vạn năm hay không, cũng rất chờ mong đế mạch nhân tộc này có thể dẫn dắt thế giới đại pháp tác dạng gì. Sinh mệnh nữ đế xuất hiện ở sâu trong lôi kiếp. Chú ý cuộc chiến lên trời lần này của Thiên Hậu. Một đế mạch hoàn toàn mới sinh ra, sẽ sinh ra ảnh hưởng cường đại đối với nàng. Nhưng nàng bây giờ quan tâm không phải chuyện nhiều một phần lực lượng thiếu một phần lực lượng, nàng quan tâm là Thiên Hậu có thể mang theo pháp tác dạng gì. Thời gian qua đi trăm vạn năm đột nhiên tạo nên đế mạch, độ khó thành công hẳn là cực lớn, nhưng nếu quả như thật thành công,
cũng nhất định mang theo đại pháp tắc đặc thù. Giống Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân, Côn Bằng, Huyền Vũ, Kim Hống, Đằng Xà, Kim Ô, Thái Âm Ngọc Thố, còn có Tử Kim Cự Long, Cửu Thủ Thiên Long, Luân Hồi Cự Long, toàn bộ ở trong đế thành phát ra gào thét to rõ, thông qua khế ước liên hệ, cung cấp năng lượng cho thiên hậu, thậm chí là sinh cơ. Không biết có phải thiên phạt quá đặc thù hay không, giờ phút này thiên hậu tiếp nhận áp bách cường đại vậy mà cũng truyền tới bọn hắn nơi này. Tại thời điểm lôi chiều tràn ngập đất trời trà đạp tàn phá thiên hậu, bọn hắn cũng chịu đựng đau đớn cùng tuyệt vọng lớn lao, chiến khu khổng lồ không bị khống chế run rẩy. Đại vương, Chu Thanh Thọ, bọn người Tiêu Phượng Ngô đứng trên tường thành, nhìn thấy mà hoảng sợ run rẩy. Ngự thiên linh văn thiên hậu thật ra là khế ước linh văn thăng hoa, các ngươi nói, có thể đạt được khế ước pháp tắc hay không? Đừng ra vẻ hiểu biết, có khế ước pháp tắc sao? Mà xem như có, cũng là diễn sinh loại pháp tắc không quan trọng bên trong, thậm chí xen lẫn pháp tắc, có thể chống lên thiên hậu xưng đế. Loại tình huống này của thiên hậu, khẳng định là muốn mang theo siêu cấp đại pháp tắc. Bất kể như thế nào, kiểu gì cũng sẽ có liên quan cùng khế ước. Ngự thiên, khống chế càn khôn, khế ước thiên. Khế ước trời, ngươi dứt khoát nói khế ước khương phàm thì được. Hắc ma đế quân đều là tế thiên, thiên hậu trực tiếp khế ước thiên. Bọn hắn ồn ào mong đợi. Tất cả mọi người khẩn trương, ngóng nhìn. Ầm ầm. Thiên hậu ngự dẫn uy lực tổ thú, cất bước 99 tầng thềm đá, ngoan cường đi tới đỉnh cửu thiên. Hư vô thân thể của nàng vậy mà trở nên mông lung, giống như bất cứ lúc nào sẽ bị chôn vùi, nhưng ý chí nàng như sắt, không sợ hãi, hét lớn một tiếng, thông qua khế ước cường đại, mượn tới sinh cơ cường đại từ toàn bộ khế ước thú nơi đó. Chương 3151 Đế quân nhân tộc thứ 11. Đám Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân phát ra gào thét đau đớn, chiến khu khổng lồ nhanh chóng khô quắt, mệt mỏi gục ở chỗ này. Mà tim thiên hậu hư vô đập loạn, bộc phát ra sinh cơ kinh người, chiến khu mông lung nhanh chóng ngưng thực. Cũng tại thời khắc này, lôi kiếp chân chính trên đỉnh cửu thiên ầm vang rơi xuống. A! À, thiên hậu nắm chặt nắm đấm, nhấc lên vô tận cuồng lực, nghênh kích thiên kiếp thuộc về nàng. Ầm ầm. Hư vô chiến khu của thiên hậu vừa mới khôi phục lập tức vặn vẹo ba động, quỳ trên mặt đất. Lôi kiếp vô tình, liên miên bất tuyệt, oanh thiên hậu không ngừng cúi đầu, cuối cùng cả người gục ở chỗ này. Khương Nghị cau chặt lông mày, suýt chút nữa muốn tiến lên, nhưng nhìn thấy thiên hậu còn có ý thức, cưỡng bức nhịn xuống. Lôi kiếp cuồn cuộn, dần dần hiện ra quang ảnh thần bí, giống như vô số chân châu đang lóe lên, lộn xộn vô tự, lại như có tồn tại một loại liên hệ kỳ diệu nào đó. Số lượng bọn chúng quá lớn, có cường quang vạn trượng, như chiếu thấu vạn cổ, có yếu ớt phiêu miểu, giống như ánh sáng đom đóm. Theo lôi kiếp bạo động, vô số quang ảnh rơi xuống giống như màn mưa, diễn biến ra mưa to gió lớn lôi đình đan xen cảnh tượng thần bí. Thiên hậu bị đánh hư vô mơ hồ, như muốn trực tiếp biến mất. Lôi kiếp càng ngày càng mạnh, quang ảnh càng ngày càng nhiều, mỗi lần bạo động, đều dẫn phát thiên địa cộng minh, gây nên hệ thống thế giới rung chuyển, càng dẫn động thời không vạn cổ cùng ức vạn dân chúng ba động vi diệu. Đây là... Yêu Đồng hơi nhíu lông mày, thể hiện bình tĩnh rốt cuộc cũng nổi lên một chút nghiêm trọng. Đây là... Sinh mệnh nữ đế có chút hoảng hốt, thâm thúy bao phủ vậy mà bịt kín vài tia mông lung. Ngươi, tỉnh! U minh địa ngục, trong hoang dã hắc ám giá lạnh, nơi trước đó sinh mệnh nữ đế giáng lâm, từng sợi u quang bốc hơi, xen lẫn thành hư ảnh mông lung. Nó nhìn lên khung trời hắc ám, cảm ngộ ba động thần bí, trầm thấp nỉ non ung dung phiêu khởi. Ngươi cũng tỉnh, là cảm giác được cái gì sao? Ầm ầm, lôi chiều che trời, bạo động bên ngoài hỗn độn, chút xuống đỉnh cửu thiên. Hư vô chiến khu thiên hậu khi thì phồng lên, khi thì khô quắt, khi thì phiêu miểu, rõ ràng là thừa nhận tra tấn đau đến không muốn sống, nhưng, nàng mơ hồ ý thức còn đang kiên trì. Ta không thể nào bại. Ta muốn đứng lên. Ta từ hạ giới đi đến thiên khải, ta ở thương huyền khiêu chiến cửu châu, ta từ nhân gian rơi xuống luân hồi, ta ở luân hồi khô tọa ngàn năm, ta tại đại diễn chuyển thế trùng sinh, ta từ thánh địa đi hướng thiên hạ. Ta đã trải qua nhiều như vậy, ta không thể nào bại. Ta mang theo chờ đợi của vô số người, ta không thể nào bại. Bọn họ, đều đang ở ngàn năm trước nhìn ta. Bọn hắn, đều trong đế thành chờ ta. Ta muốn đứng lên, ta muốn đứng, lên, tới. Thiên hậu nỉ non hồi lâu, sâu trong đôi mắt đột nhiên bắn ra sáng rực yếu ớt, chiến khu sắp biến mất mãnh liệt ba động, cường thế chống đứng lên. Ầm ầm, lôi kiếp vô tình, dữ dằn nóng nảy,
chiếu thấu thiên địa, oanh minh đăng thiên kiều, dẫn dắt lít nha lít nhít quang ảnh đánh thẳng vào thiên hậu vừa mới đứng lên. Thiên hậu hét giận dữ về phía thiên kiếp, dẫn lôi chiều nhập thể, cưỡng ép rèn luyện. Lần này phấn khởi, xúc động thiên đạo, kinh động đến pháp tắc. Quang ảnh lấp lóe trong tầng mây tập thể bạo động, theo lôi chiều tràn ngập đất trời tràn vào thân thể hư vô của thiên hậu. Thời điểm trước đó, quang ảnh bạo kích, không có để lại bất cứ dấu vết gì, nhưng lần này, quang ảnh vậy mà toàn bộ ở lại trong thân thể thiên hậu. Hư vô chiến khu của thiên hậu bắt đầu nở rộ ánh sáng, càng ngày càng sáng tỏ, càng ngày càng sáng chói, chiến khu nhìn như mảnh mai gầy gò, vậy mà dung nạp ức vạn quang ảnh, lại tiếp tục không ngừng. Ầm ầm, lôi chiều đang bạo động, ánh sáng đang sôi trào. Lôi chiều tàn phá thiên hậu chiếu rọi lôi chiều. Từng sợi pháp tắc ấn ký bắt đầu ở tụ tập hiện lên đến bên trong quang ảnh đếm mãi không hết sâu chuỗi, hình thành liên hệ phức tạp cùng thiên hậu. Khương Nghị chau mày, cẩn thận cảm giác ba động thần bí, đây là pháp tắc gì? Phiêu miểu khó lường, như là không tồn tại, nhưng lại to lớn vô biên, như quanh quẩn xung quanh hắn. Quả nhiên là nó. Ha ha, thập nhị thiên môn đến bây giờ tỉnh hơn phân nửa. Phiền phức thật, lúc này thật phiền phức. Yêu đồng phát ra cười nhẹ quái dị, vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Ầm ầm, lôi kiếp không ngừng bạo động, thiên hậu càng phát ra hừng hực, giống như mặt trời hình người, vậy mà chiếu thấu lôi kiếp, chiếu thấu thiên địa, chiếu thấu vũ trụ, giờ khắc này dung chuyển, thậm chí trùng kích đến hệ thống thế giới, cùng thời gian vạn cổ. Theo thiên hậu bị vô tận mê quang bổ sung, trong sâu nhất thân thể hư vô sáng hơn mặt trời gấp trăm ngàn lần, xuất hiện mênh mông nhảy lên. Đó là trái tim. Sinh mệnh chi nguyên. Trái tim xuất hiện, ngụ ý chân chính bắt đầu biến đổi. Ý thức thiên hậu đại thịnh, nhất định dẫn dắt lôi kiếp sâu thể, thôn nạp vô tận mê quang. Trái tim từ mạch máu tinh mịn bắt đầu, dần dần biến thành đế tâm chân chính, lắng động ra mênh mông huyết hải, trong huyết hải phập phồng vô tận mê quang. Lại sau đó, mạch máu bắt đầu lan tràn, như sợi rễ chạc cây, tung hoành lấy hư vô chiến khu. Ầm ầm, lôi kiếp rèn luyện, cơ thể thành hình. Nhưng thiên hậu tiếp nhận đau đớn nghiêm trọng hơn, số lượng lớn mạch máu cùng thịt tươi vừa mới thành hình liền bị đánh nát, không thể không một lần nữa rèn luyện. Muốn thành đế khu, thiên trùy bách luyện. Cũng là giao hòa chiều sâu giữa hoàn thành cùng thế giới pháp tắc. Khương Nghị nhìn đến đây, mới xem như nhẹ nhàng thở ra, cũng âm thầm bội phục ý chí thiên hậu, vậy mà từ đầu đến cuối đều không có cần hắn bất kỳ cái nhắc nhở cùng trợ giúp gì, quả thực là dựa vào tự mình hoàn thành lần hành động vĩ đại lên trời này. Truyền kỳ như thế này, mới thật sự là truyền kỳ. Chương 3152 Đế quân nhân tộc thứ 12. Bên trong đế thành yên tĩnh im ắng, đều đồng loạt ngẩng đầu lên, nhìn qua khủng bố lôi chiều cường quang chói mắt. Bọn hắn không nhìn thấy tình huống cặn kẽ bên trong, nhưng cường quang vượt trên lôi quang lại chân thực chiếu sáng thiên địa phía dưới cũng mang đến xúc động không hiểu. Mà, lôi kiếp bắt đầu đến bây giờ ròng rã một ngày, Khương Nghị còn không có xuống, lôi kiếp còn không có kết thúc. Đảm bảo sau khi vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất, bắt đầu tạo nên đế khu. Đây coi là thành công không? Ai có thể nói cho ta biết, đây coi như là thành công không? Tô Thiên Sóc, Tô Thiên Tịch, Lâm Ngữ Linh, Tô Triệt đều lo lắng hỏi người bên cạnh. Bọn hắn không biết bí mật thiên kiếp, chỉ là đột nhiên chú ý tới trên mặt mọi người xung quanh nổi lên mấy phần nhẹ nhõm. Dạ An Nhiên trấn an bọn hắn. Vượt qua lôi kiếp, bắt đầu tôi thể, thiên hậu nàng thành công một nửa. Xong rồi. Lâm Ngữ Linh che môi đỏ, vui đến phát khóc. Tô Thiên Sóc, Tô Thiên Tịch mấy người kích động nắm chặt tay, cũng không biết biểu đạt như thế nào. Xưng đế, đây là chuyện trước đó không hề nghĩ qua. Trước đó sau khi cuộc chiến thiên khải kết thúc, còn tưởng rằng thiên hạ đã bình định, không cần thiết lại vội vã tu luyện, không nghĩ tới đột nhiên kéo bọn hắn qua, nói là phải chứng kiến xưng đế. Đế quân, chí tôn chí cao vô thượng, thống ngự chúng sinh trong lòng bọn họ. Hẳn là thành, cũng không biết pháp tắc là gì. Thôn thiên ma hoàng bọn hắn có thể cảm giác được sao? Hắn cảm giác cái rắm, hắn sẽ ăn. Ngươi nha, da dày rồi, để hắn nghe được sẽ ăn ngươi. Ai đi hỏi Khương Thương một chút? Ngươi đi đi, nếu hắn đứng đắn trả lời ngươi, trở về ta gọi ngươi phụ thân. Đám gia hỏa các ngươi thật sự là, ta đều chẳng muốn nói chuyện với các ngươi. Vượt qua thời điểm nguy hiểm nhất, đợi thêm hai ngày liền biết. Bọn người Chu Thanh Thọ trầm tĩnh lại bắt đầu cãi nhau. Nhưng thiên hậu lần này rèn luyện, kéo dài hơn 3 ngày, đều rất nhanh đạt tới loại vấn đề của Khương Nghị.
thẳng đến cuối cùng toàn bộ mê quang đầy trời tiến vào thân thể thiên hậu, lôi chiều táo bạo mới tầng tầng tản ra, để thiên địa khôi phục bình tĩnh. Thiên hậu đứng trên đỉnh phong thần đài, đế khu hoàn toàn mới sinh cơ bành trướng, đế uy như biển, đôi mắt đang mở hí, như có thể nhìn thấu kiếp trước kiếp này, nhìn hết vạn cổ, nhìn thấu tương lai, bên trong đế khu lao nhanh vô tận mê quang, giống như đại dương mênh mông, lại như giống như tinh thần sáng chói, nhìn như vô cùng hỗn loạn, lại duy trì trật tự quỷ bí, sinh ra liên hệ thần bí. Thiên hậu gầy gò thanh lãnh, tràn ngập uy áp thiên địa, đế uy cường đại quan sát chúng sinh. Cỗ đế uy này quá cường thịnh đến như là biển động sôi trào, cuồn cuộn giữa bầu trời, vô biên vô hạn. So với Khương Nghị, Khương Thương lúc trước, cường thịnh hơn không biết bao nhiêu lần. Đây không phải nói thiên hậu mạnh hơn bọn người Khương Nghị, mà là hiệu quả đặc biệt của pháp tắc. Khương Nghị đi đến trước mặt thiên hậu, vậy mà cảm giác giữa lẫn nhau tồn liên hệ đặc thù, đây là một loại cảm giác trực quan rất mãnh liệt lại rất phiêu miểu. Thiên hậu nhìn Khương Nghị trước mặt, vậy mà thấy được hư ảnh phức tạp, hư ảnh lắc lư ở giữa, như là lay động ra Khương Nghị kiếp trước kiếp này, thậm chí lay động ra hư ảnh tương lai phiêu miểu. Nàng nhịn không được giơ tay lên, nhẹ nhàng điểm về phía trán Khương Nghị, trong chớp mắt, toàn bộ hư ảnh xung quanh Khương Nghị nổ tung giống như cuồn cuộn, ở xung quanh trải rộng ra bức tranh chiến tranh thật lớn. Nhưng, bức tranh vừa mới thành hình, mấy đạo hư ảnh thần bí bỗng nhiên giật mình, bỗng nhiên quay người, như chân thực phát sinh, hướng về phía thiên hậu nơi này nổ bắn ra đến hai đạo cường quang. Thiên hậu kêu lên một tiếng đau đớn, lại bị đẩy lui hai bước. Thế nào? Khương Nghị kỳ quái nhìn lên trời, mặc dù ở trong mắt thiên hậu, xung quanh hắn xuất hiện mê quang cùng cảnh tượng chiến tranh, nhưng kỳ thật chính hắn cũng không có phát giác được. Không có chuyện gì, tùy tiện nhìn mà thôi. Thiên hậu rất nhanh khôi phục. Pháp tắc gì? Khương Nghị rất kỳ quái, vậy mà không phát hiện được loại pháp tắc này. Nhân quả. Thiên hậu khẽ nói. Nhân quả. Khương Nghị khẽ giật mình. Ta cũng không biết tại sao phải mang theo loại pháp tắc này. Thiên hậu rất kỳ quái, sau khi ngự thiên linh văn cực hạn thăng hoa, lại là nhân quả. Đây là có liên quan cùng linh văn, hay có liên quan với những chuyện nàng đã trải qua? Nàng kiếp trước kiếp này các loại trải qua, đúng là liên lụy đến nhân quả tuần hoàn. Nhất là từ cửu u thâm không bắt đầu, nàng triệu hoán, tỉnh lại dạ nha độ không, đưa tới hồn phách Khương Nghị trùng sinh, dẫn phát thiên địa kịch biến. Sinh ra một loạt tình thế hỗn loạn to lớn hậu kỳ, cuối cùng tạo nên thời đại hoàn toàn mới bây giờ. Nàng, đúng là mấu chốt toàn bộ hệ thống nhân quả. Nhưng thiên hậu có thể rõ ràng cảm giác được, nhân quả pháp tắc mênh mông thần bí, thậm chí là khủng bố. Bởi vì thiên địa vạn vật, từ xưa đến nay, toàn bộ thế giới vận chuyển cùng phát triển đều không thể rời bỏ nhân quả tuần hoàn, bất kỳ người nào, bất cứ chuyện gì, đều tại thời khắc khắc tạo lấy, nhân. Cũng sẽ ở các loại thời khắc phía sau sinh ra lấy vô số quả, toàn bộ thế giới, ước vạn sinh linh, vạn cổ thời không đều là nhân quả lít nha lít nhít không thể đếm hết sâu chuỗi lên. Đây vẫn chỉ là thiên hậu hiểu biết đơn giản, sau khi cẩn thận nghiên cứu, khẳng định càng khủng bố hơn. Ví dụ như bây giờ, nàng vậy mà có thể từ nhân quả tuần hoàn, thôi diễn tương lai, nhân quả tuần hoàn, quay lại lịch sử. Lại ví dụ như, nàng vậy mà có thể thông qua nhân quả pháp tắc. Cùng Khương Nghị sinh ra liên hệ kỳ diệu, thậm chí có thể hoảng hốt cảm giác được Khương Thương, tinh linh đế quân, hồng hoang thiên long các loại cường giả tồn tại. Lại ví dụ như, nếu như nàng mạt sát nhân quả một người, chẳng phải là tương đương gạt bỏ vết tích tồn tại ở trong thiên địa. Cũng chính là, hoàn toàn biến mất. Chương 3153 tối hậu thư. Sau khi Khương Nghị mang theo thiên hậu trở lại đế thành triệt để lâm vào oanh động. Cái này không chỉ là đế quân hoàn toàn mới của Thương Huyền, càng là đế mạch hoàn toàn mới của nhân tộc. Thiên hậu làm được. Thiên hậu sáng tạo ra kỳ tích, càng khai sáng thời đại thuộc về nàng. Mặc dù mọi người không có quá hiểu rõ ràng trực quan về nhân quả pháp tắc, nhưng đế mạch hoàn toàn mới chắc chắn sẽ không đơn giản. Tình huống cụ thể thì cần thiên hậu TWS mình thăm dò, bọn hắn càng đang mong đợi thiên hậu biểu hiện cường đại. Nữ tử nhanh nhẹn dũng mãnh hai đời này cũng nhất định kéo dài sự cường đại của nàng sau khi xưng đế. Bọn người Ngu Chính Uyên càng rung động, vợ chồng song đế quân, đế tộc mạnh mẽ như vậy, đủ để chân chính thống ngự Thương Huyền, đưa mắt nhìn khắp thiên hạ đều không người dám can đảm khiêu chiến. Khương Nghị thiên hậu song song xưng đế, vợ chồng liên thủ, tương lai cuộc chiến sát thiên cũng nhiều hơn mấy phần thắng. Ai? Tử Kim Cự Long, Cửu Thủ Thiên Long, Luân Hồi Long Thần.
nhìn qua nữ đế hoàn toàn mới từ trên trời giáng xuống, thể hiện tương đối phiền muộn. Ở thời điểm thiên hậu nghênh đón lôi kiếp, rèn đúc đế khu, tựa như trước đó thiên hậu hủy diệt, tạo nên hoàn toàn mới thiên hậu, đến mức liên hệ giữa bọn hắn cùng thiên hậu vậy mà toàn gãy mất. Nói cách khác, bọn hắn cực kỳ mong đợi thiên hậu xưng đế mang tới khế ước phản hồi vậy mà chưa từng xuất hiện. Bọn hắn dùng tôn nghiêm cùng long mạch mình trợ giúp thiên hậu hoàn thành hư hóa sau cùng, kết quả thiên hậu lên trời xưng đế, bọn hắn cái gì đều không có đạt được. Mặc dù khế ước giải trừ, cũng coi như tự do, nhưng cái gì đều không có đạt được. Khế ước cái tịch mịch sao? Chớ không biết đủ, một năm nay, các ngươi lấy được chỗ tốt cũng không ít. Nói không chừng chính là một năm này kích phát để cho các ngươi có khả năng hư hóa. Đương nhiên, chỉ là khả năng, ta thấy ngươi không có mệnh xưng đế kia. Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân liếc mắt nhìn Ngao Lê bên cạnh, rất khinh thường hừ một tiếng. Ta chỉ ít còn có hy vọng, ngươi thì triệt để dừng bước nơi này, phách lối cái gì. Ngao Lê không khách khí hừ một tiếng. Khế ước hoàn thành, ngươi nên lăn. Trong huyết mạch Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân chảy xuôi chiến huyết khiêu chiến cự long tộc, nếu như không phải cùng thuộc khế ước, nó đã sớm khai chiến cùng gia hỏa này. Thiên hậu về tới Tô gia nơi đó, cùng bọn hắn chia sẻ lấy phần vui sướng này. Từ khi chuyển thế trùng sinh đến nay, từ đầu đến cuối tất cả đều bận rộn báo thù, vội vàng chinh chiến, vội vàng ứng phó thiên hạ kịch biến, cho dù sau khi thắng lợi, tất cả đều bận rộn hư hóa, bắn vọt đế cảnh, cơ hồ không có cơ hội gặp mặt cùng người nhà. Rốt cuộc nàng cũng xưng đế, nàng hoàn thành tất cả sứ mệnh thuộc về nàng. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc cũng có thể trầm tĩnh lại. Khương Nghị nhìn thiên hậu cùng người nhà nói đùa, trên mặt cũng lộ ra nụ cười hiểu ý. Liên hệ giữa thiên hậu cùng các khế ước thú đều gãy mất, nàng còn có thể mượn dùng năng lực của bọn nó sao? Đông Hoàng Như Ảnh nhẹ giọng hỏi Khương Nghị, đây thật sự vượt quá dự liệu của nàng. Trước đó còn tưởng rằng thiên hậu sẽ cùng đám khế ước thú của mình trở nên mạnh hơn, thậm chí không cần khế ước thì có thể mượn dùng năng lực càng nhiều yêu thú, không nghĩ tới một cái siêu cấp biến đổi lớn, triệt để đột phá cấp độ khế ước, đến, nhân quả càng thâm ảo hơn càng đặc biệt hơn. Nhưng bọn hắn bây giờ cần nhất là tiến vào cửu u thâm không, săn giết Triệu Thanh Duẫn. Nàng một lần nữa rèn luyện đế khu, bí lực vô lượng đã không có. Nếu khế ước gãy mất, nàng cũng không thể lại mượn dùng lực lượng luân hồi. Tuy nhiên, nếu là lực lượng nhân quả thăng hoa, hẳn là có thể trực tiếp uy hiếp được U Linh Đại Đế. Thiên hậu trung quy vẫn là tân tấn đế quân, còn là lĩnh vực hoàn toàn mới, nàng cần thời gian thăm dò cùng khống chế, nhưng U Linh Đại Đế bây giờ đang tiếp quản cửu u thâm không. Khống chế một tỷ dạ nha, còn có thể mang đi Man Hoang Đế Tổ cùng Thái Sơ Đế Quân. Đông Hoàng Như Ảnh một mực canh cánh trong lòng chuyện U Linh Đại Đế khống chế nàng. Cho nên rất chờ mong thiên hậu có thể lấy lực lượng luân hồi đế cảnh rộng mở cửu U Thâm Không, mang theo Khương Nghị, Tinh Linh Đế Quân, Khương Thương, thậm chí là Hắc Ma Đế Quân, cùng một chỗ giết đi đến, giải quyết triệt để U Linh Đại Đế. Đi một chuyến đến sinh mệnh thần điện. Khương Nghị cảm giác vẫn đến tìm nữ đế thần bí kia nói một chút. Tại thời điểm đế thành đắm chìm bên trong gieo hò, Đông Hoàng Như Ảnh mang theo Khương Nghị, lặng lẽ đi đến rừng rậm Đông Nam Bộ. Nữ đế thần bí chưa từng xuất hiện, nhưng Khương Nghị cũng không có rời khỏi, ở chỗ chờ này. Kết quả chờ đợi dòng dã 5 ngày. Chúng ta đã gặp mặt vài lần, cũng coi như người quen, có thể trước tự giới thiệu hay không? Khương Nghị từ đầu đến cuối không có chân chính làm rõ ràng thân phận nữ đế. Nhân quả pháp tắc từ đầu đến cuối tồn tại ở giữa thiên địa. Nhưng chưa bao giờ thùy hạnh tại chúng sinh, thiên hậu có thể có được cơ duyên như vậy, nên cố mà quý giá, lĩnh hội chiều sâu. Nữ đế từ trong hư ảo đi tới, thanh âm thanh lãnh lại ngạo nghễ. Nhân quả pháp tắc có địa vị rất cao ở bên trong thế giới hệ thống. Vận mệnh đầu tiên, nhân quả thứ hai. Vận mệnh không ra, nhân quả vi tôn. Thế giới bắt đầu phát triển, không nói là khai thiên tích địa, thì cũng nói là vận mệnh bắt đầu, nhân quả diễn biến. Khai thiên tích địa, ý ở thế giới thành hình, nhưng nhân quả diễn biến thì là thế giới phát triển, điểm xuất phát vạn vật diễn biến. Lời nữ đế nói để Khương Nghị cùng Đông Hoàng Như Ảnh đều cảm thấy ngoài ý muốn, biết thiên hậu lấy được nhân quả rất thần bí, nhưng không nghĩ tới mấu chốt như thế. Nàng vì sao có thể tiếp quản nhân quả pháp tắc? Đông Hoàng Như Ảnh thực sự hiếu kỳ, dù sao hiểu từ bên ngoài, ngự thiên linh văn của thiên hậu cùng nhân quả pháp tắc giống như không có liên hệ rất trực tiếp. Chương 3154 chính thức trở mặt. Ngự thiên thần văn, hưởng vạn vật tạo hóa, trưởng chí lý càn khôn, căn nguyên chính là thế giới phát triển cùng diễn biến,
lệ thuộc vào nhân quả đại pháp tắc hệ thống. Nhưng nguyên nhân chủ yếu nàng có thể tiếp quản nhân quả đại pháp tắc hẳn là trận cực hạn điên cuồng kia của nàng tại ngàn năm trước. Chính là hành động vĩ đại nàng huyết tế cả thần triều, mạo hiểm mai táng ngọc tỷ trong thượng thương, thúc thiết kiên trì cửu u thâm không, cuối cùng đã dẫn phát đến một loạt đại biến cục tiếp theo, tình thế hỗn loạn lớn đến có thể liên quan sinh tử tồn vong của thế giới. Cho nên, nàng là nơi mấu chốt quan trọng để cả tràng lịch sử kịch biến, cũng tự nhiên mà vậy tiếp nhận thức tỉnh nhân quả pháp tắc. Gạch nối. Khương Nghị như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, trong này còn có nguyên nhân càng mấu chốt, hẳn là hệ thống thế giới dần dần thức tỉnh. Nhân quả pháp tắc rất thâm ảo, cũng rất phức tạp, cần nàng minh tưởng chiều sâu, cẩn thận diễn biến, chỉ cần có thể phát huy ra tác dụng vốn có, nàng có thể không phụ tên thiên hậu. Sinh mệnh nữ đế chờ mong rất sâu, nhìn lên trời suy ngẫm. Dù sao tại thời đại hồng hoang xa xôi, cánh cửa nhân quả cũng không có đồng ý phóng thích pháp tắc, giao phó cho một nhân tộc nào để tạo nên đại đế, bây giờ lại ngoài ý muốn thức tỉnh, đồng thời quyết định, ủy quyền. Đây rốt cuộc là thiên vị, hay muốn buông tay thử một lần? Sinh mệnh nữ đế từ khi thức tỉnh đã bắt đầu tìm kiếm hệ thống thế giới, muốn trực diện cánh cửa nhân quả, nhưng rất đáng tiếc, cánh cửa nhân quả cũng không có xuất hiện. Vẫn đang bảo hộ bản thân, không muốn tự mình lộ diện. Ta muốn thỉnh giáo ngươi một vấn đề, nếu ngươi biết cuộc chiến sát thiên, thì biết trình độ gian nan, ngươi có muốn ta thắng hay không? Có thể thắng hay không, ở chỗ quyết tâm của chính ngươi. Ở chỗ quyết tâm của ta, cũng ở chỗ trình độ ngoại giới quấy nhiễu. Ta sẽ tận hết khả năng chuẩn bị trận chiến tranh này, nhưng các ngươi, giống như đang thay đổi biện pháp sát chân sau của ta. Ta chuẩn bị cho ngươi hợp tác man hoang đế tổ, cũng thay ngươi trấn an được U Linh Đại Đế. Là Khương Thương lỗ mãng, tạo thành hết thảy trước mắt. Ta từ trước tới giờ không xem trọng man hoang đế tổ, ta càng coi trọng tín nhiệm của con ta hơn. Việc đã đến nước này, ta muốn giải quyết triệt để hai cái phiền phức kia, càng phải thanh lý khống chế luân hồi đại táng. Ngươi mang bọn hắn ra khỏi thượng thương cổ thành, nên phụ trách tới cùng. Tốt nhất là tự mình giải quyết. Hôm nay ta tới là tỏ thái độ cuối cùng, ta có thể luân hồi trùng sinh, là bởi vì dạ nha độ hồn. Nhưng lưu lại ấn ký chính là dụng ý khó dò, hắn bức tử hư không đế quân, không thể tha thứ, nhất định phải cho Thương Huyền một cái công đạo, cho Đông Hoàng tộc một cái công đạo. Hắn hủy diệt Phong Đô, không liên quan gì đến ta, nhưng ta thiếu nợ mệnh Phong Đô Quỷ Hoàng, phải do hắn đến trả. Ta hy vọng có thể mượn miệng ngươi, thuật lại cho hắn hai cái điều kiện. Đầu tiên, giải trừ linh hồn ấn ký cho ta và tất cả mọi người bên ta. Thứ hai, phóng thích Triệu Thanh Duẫn. Thứ ba, trả lại tất cả cánh cửa địa ngục. Thứ tư, giao ra hồn phách man hoang đế tổ cùng Thái Sơ đế quân. Đây là điều kiện của ta bây giờ, cũng là bởi vì dạ nha độ hồn ta, nhường nhịn lớn nhất. Nếu như hắn có thể tiếp nhận, ta cho phép hắn tiếp tục tồn tại, nhưng nếu như hắn không tiếp nhận, ta phải dùng phương pháp của ta giải quyết chuyện này. Khương Nghị đứng dậy, nói với sinh mệnh nữ đế. Đây là điều kiện bây giờ của ta, cũng là thông điệp sau cùng của ta. Xin ngài, cần phải đưa đến. Cửu U Thâm Không, Hắc Ám cùng Tĩnh Mịch là giai điệu vĩnh hằng. Nơi này đã là ở giữa vành đai cách ly sinh tử lưỡng giới, cũng là hư vô không gian u minh địa ngục. Chín tòa cánh cửa địa ngục trở về, để Cửu U Thâm Không triệt để phong bế, tương đương với chỉnh đốn trật tự sinh tử, nắm trong tay con đường Cửu U. Thời điểm trước đó, luân hồi quỷ hoàng vẫn lạc, cánh cửa địa ngục bị cưỡng ép tước đoạt, đến mức xuất hiện trật tự thác loạn. Trật tự thác loạn dần dần biến thành con đường nhỏ bé ở giữa sinh tử lưỡng giới. Cường giả nhân gian giới chính là thông qua những con đường kia tùy tiện xuất nhập u minh địa ngục. Nhưng bây giờ, trật tự chỉnh đốn, vết nứt biến mất, nhân gian giới còn muốn đi ngang qua sinh tử lưỡng giới cũng chỉ có thể thông qua cánh cửa địa ngục. Ai nếu dám can đảm cưỡng ép xông vào, thì tương đương với khiêu chiến toàn bộ trật tự sinh tử, nhất định lọt vào năng lượng mâu thuẫn giữa nhân gian giới cùng địa ngục. Tại Cửu U Thâm Không, nơi thâm thúy nhất, đếm mãi không hết dạ nha chiếm cứ. Bọn chúng bay múa trong bóng đêm, tụ tập trong bóng đêm, gáy to trong bóng đêm, chia ăn linh hồn trong bóng đêm. Bọn chúng giống như hòa làm một thể cùng thâm không vô tận, giống như con dân Cửu U Thâm Không. Bên trong tròng mắt đen nhánh của bọn chúng lóe ra bạch quang quỷ bí, nếu như cẩn thận quan sát, bạch quang càng giống hình ảnh nhanh chóng lấp lóe. Đó là ý thức, nhưng không phải ý thức của bọn nó. Là ý thức mục tiêu bọn chúng khống chế. Một tỷ dạ nha, khống chế một tỷ sinh linh thế gian. Ý thức trong đầu những sinh linh kia giờ phút này đang lấp lóe trong đôi mắt bọn chúng. Đăm chiêu suy nghĩ,
nơi này toàn bộ biết được. Nếu như bọn chúng nguyện ý, thậm chí có thể ảnh hưởng đến tư tưởng của bọn hắn. Quỷ dị mà khủng bố. Sâu trong đám dạ nha, siêu cấp dạ nha, còn sót lại, từ thời đại hồng hoang đến nay đang im ắng nổi lơ lửng, trong đôi mắt nó lóe ra hình ảnh mông lung, đương nhiên đó là ý thức Khương Nghị. Chỉ là sau khi Khương Nghị xưng đế, hình ảnh nơi này trở nên mơ hồ, miễn cưỡng có thể nhìn. Man hoang đế tổ ngồi trên lưng siêu cấp dạ nha, giống như đoàn lỗ đen vặn vẹo, im ắng khuếch tán. Ngưng tụ, giải trừ ấn ký hắn, ta không muốn nhắc lại lần thứ hai. Thanh âm phiêu miểu thẩm thấu hắc ám, quanh quẩn không dứt trong vực sâu vô tận. Chương 3155 sinh mệnh tuyên án, tử vong quyết đoán. Số lượng lớn dạ nha kinh hoàng bay loạn, tiếng gáy to trống rỗng lít nha lít nhít để cho người ta dùng mình. Trong lỗ đen trên lưng siêu cấp dạ nha nổi lên hai đạo u quang, giống như con mắt nhìn phía thâm không. Ngươi không nên tới nơi này. Không cần lừa mình dối người. Ngươi không thể nào chân chính khống chế cửu u thâm không, nơi này thuộc về cánh cửa luân hồi, thuộc về luân hồi quỷ hoàng. Luân hồi quỷ hoàng một ngày không về, cửu u thâm không vĩnh viễn sẽ có lỗ thủng. Nếu như Khương Nghị quyết định điều tra, bằng vào thực lực luân hồi quỷ hoàng đủ để giết vào cửu u thâm không. Thanh âm nữ đế phiêu miểu thanh lãnh, không có bất kỳ tình cảm ba động gì. Đây là nhường nhịn sau cùng của hắn, cũng là thông điệp sau cùng. Dạ nha ấn ký đã giao hòa cùng linh hồn hắn, dạ nha chính là linh hồn của hắn chính là dạ nha. Hắn dám mạo phạm nơi này, đừng nghĩ lại hoàn chỉnh rời khỏi. Ngươi sai, nếu như hắn hóa thành thiên, linh hồn sẽ toàn diện thăng hoa, ấn ký dạ nha không chỉ có bị suy yếu, thậm chí khả năng bị thanh trừ. Hắn còn có thể thông qua dạ nha ấn ký, khóa chặt vị trí chân chính của ngươi tại cửu u thâm không. Luân hồi đại táng đang ở chỗ này của ta, hắn thành không thiên được. U linh, nghịch thiên mà đi tại thời đại không thuộc về mình, là lựa chọn rất không sáng suốt. Ta trước đó tiếp thụ qua điều kiện của các ngươi, cho phép bắt Khương Thương, nhưng thật đáng tiếc, các ngươi làm hư. Tiếp đó, các ngươi nhất định phải dựa theo ta nói làm, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. U linh đại đế bất phi sở động. Ta nhắc nhở ngươi, căn nguyên cơn ác mộng thời đại hồng hoang kia chính là thập nhị thiên môn các ngươi cưỡng ép nhúng tay quy tắc thế giới. Ta không tin các ngươi còn dám dẫm lên vết xe đổ, lần nữa nhúng tay. Vậy thì không phải là cứu vớt, mà là triệt để táng diệt. Nữ đế trầm mặc một lát, đột nhiên nói. Trước khi ngươi đạp diệt phong đô, là đang thử thăm dò cánh cửa tử vong. Thì ra ngươi ỷ vào ở chỗ này. U linh đại đế nói. Ta sẽ không để cho hắn chân chính biến thành thiên, ta không thể nào để hắn thắng được trận cuộc chiến sát thiên này. Ta cần hắn chết tại cuộc chiến sát thiên, cần toàn bộ thần ma thế gian ngã xuống thiên khải chiến trường, ta muốn trùng kiến thế giới thuộc về ta ở trong phế tích thế giới. Đây chính là mục đích của ta, đây cũng là thái độ của ta. Ta vẫn muốn thúc đẩy ngươi cùng man hoang đế tổ phối hợp Khương Nghị, vẫn muốn các ngươi tại trăm vạn năm sau làm một chuyện chân chính có ý nghĩa. Nhưng ngươi cố chấp như thế, ta chỉ có thể nói thật đáng tiếc. Thanh âm sinh mệnh nữ đế dần dần biến mất bên trong hắc ám vô tận. U linh đại đế không tiếp tục để ý tới, tiếp tục xếp bằng ở trên lưng dạ nha, luyện hóa hồn phách man hoang đế tổ cùng thái sơ đế quân. Hắn muốn triệt triệt để biến hồn phách bọn hắn thành con rối, sau đó đi ra bên ngoài thế giới ngưng tụ ra chiến khu hoàn toàn mới. Trong thế giới sau này, hai vị siêu cấp đế quân này chính là vũ khí cường đại để hắn trưởng không thế giới. Lúc này bên trong cửu u thâm không, Triệu Thanh Duẫn đang cưỡi dạ nha nhanh chóng du lịch bốn chỗ, nàng giống như trưởng khống giả toàn bộ luân hồi đại đạo, tuần sát thâm không, kiểm tra cánh cửa địa ngục. Nàng bây giờ tinh thần sáng láng, tinh thần phấn chấn. Thời điểm trước đó ở tại phong đô từ đầu đến cuối không có từ bỏ, tin chắc kỳ tích sẽ xuất hiện. Quả nhiên, phong đô lại bị đạp diệt. Nàng vậy mà được cứu. Không chỉ có như vậy, nàng còn chiếm được đế quân thần bí bảo vệ, còn chiếm được 9 tòa cánh cửa địa ngục. Mặc dù không phải hiểu rất rõ thân phận đế quân thần bí, nhưng nàng biết, nàng không cần chết, nàng cũng sẽ không chết. Nàng tiếp quản cửu u thâm không, chấp trưởng trật tự sinh tử, mà rất có thể giống như dạ nha, du tẩu tại kề cận cái chết, quanh quẩn một chỗ tại bên ngoài luân hồi, vĩnh viễn tồn tại. Bất tử bất diệt, thậm chí thời gian tương lai. Sau khi đám chiến tướng cùng nữ tử dưới trướng Khương Nghị chết, đều cần nàng đến độ dẫn linh hồn, do nàng an bài luân hồi. Đến lúc đó, cường giả Khương Nghị dùng suốt đời tâm huyết tạo nên đều sẽ bị nàng khống chế, thậm chí là hậu đại Khương Nghị sinh sôi cũng sẽ nhận ảnh hưởng của nàng.
Loại chuyển biến thần kỳ này vậy mà để nàng có loại cảm giác thoải mái khi đại thù được báo. Ngàn năm kiềm chế, gần đây dần dần tiêu tán. Nàng giống như rốt cuộc cũng gặp được ánh dạng đông thắng lợi. Địa ngục hoang dã. Sinh mệnh nữ đế hiện ra hư ảnh. Cửu U đã phong bế, ta cưỡng ép giáng lâm duy trì không được thời gian quá dài. Ta chỉ nói một câu, nhân quả đã thức tỉnh, vận mệnh sẽ không lại xa, hệ thống thế giới qua đi trăm vạn năm sắp toàn diện thức tỉnh, đây sẽ là một thời đại tân thiên hoàn toàn không giống. Gạch nối. Thanh âm còn đang phiêu đãng, hư ảnh sinh mệnh nữ đế đã tan thành mây khói. Bởi vì luân hồi chữa trị, nàng làm chủ nhân sinh mệnh, rất khó kéo dài đến lãnh địa tử vong, có thể truyền đến thanh âm đã vô cùng khó khăn. Hoang dã tịch liêu, hắc ám giá lạnh, từng sợi u quang từ dưới đất nhấc lên, xen lẫn thành cái bóng mơ hồ. Nó giống như lão nhân lưng gù, ngước nhìn thâm không, nhìn xuyên cửu u. Sau khi một trận kiềm chế yên lặng, bóng dáng nổi lên gợn sóng, phát ra tùm nói nhỏ. Thôi được, liền thử một lần nữa. Theo cánh cửa tử vong làm ra quyết định, thế giới u minh dần dần xuất hiện biến cố thần bí. Đầu tiên, phía dưới phong đô phá toái, tử vong pháp tắc phun trào trong vực sâu, một cỗ ba động khủng bố mãnh liệt nhảy lên, hắc ám cuồn cuộn, tử vong xen lẫn, phong đô quỷ hoàng cùng ba vị tử thần toàn bộ, khởi tử hoàn sinh. Thứ yếu, u đô quỷ hoàng, âm ngục quỷ hoàng, xâm la quỷ hoàng, vạn ác quỷ hoàng, hoàng tuyền quỷ hoàng, luyện ngục quỷ hoàng, huyết hà quỷ hoàng, toàn bộ nghe được triệu hoán cổ lão mà thần bí. Chương 3156 Luân hồi quỷ hoàng. Cuối cùng, nơi nào đó cửu u thâm không, trong vực sâu hắc ám vô tận bao phủ, ngay cả dạ nha đều chưa từng phát giác được trong bí cảnh, một đóa minh hoa yêu dị lặng yên nở rộ, phóng xuất ra ba động kỳ diệu. Ba động vô hình vô chất, lay động qua minh mông cửu u, bay ra vô tận thâm uyên, truyền đến nhân gian giới chân thực. Nó giống như đang tìm kiếm cái gì, lại như đang đuổi tìm cái gì. Thương Huyền Đại Lục, hư không đế thành, Tịch Nhan đang chỉ đạo tỷ tỷ tu luyện. Đồ đằng trong thân thể ngoài ý muốn thức tỉnh, bộc phát ra luân hồi ba động mãnh liệt. Luân hồi đồ đằng, luân hồi hoa, hoa nở chín cánh, bên trên suýt cửu môn, đối ứng. Chủ nhân cửu u, luân hồi quỷ hoàng. Luân hồi hoa, đóa hoa thần bí luân hồi thâm không sinh ra, hấp thu khí tức luân hồi, tụ tập cửu u linh hồn, vững chắc luân hồi pháp tắc. Vị luân hồi quỷ hoàng đầu tiên chính là thức tỉnh trong nhụy hoa luân hồi hoa. Vị thứ hai, vị thứ ba, đều như vậy. Luân hồi hoa, sinh ra từ thời khắc khai thiên tích địa mới bắt đầu, sinh tử lưỡng giới thành hình, thậm chí có thể nói nó chính là hộ giả luân hồi chân chính. Nhưng, trận kịch biến 50 vạn năm trước kia làm cho cả hệ thống thế giới đều bị trọng thương, bao gồm cả luân hồi hoa. Từ đó, luân hồi hoa yên lặng thâm không, không còn xuất hiện. Cho tới hôm nay, cánh cửa tử vong một lần nữa tiếp quản tử vong đại pháp tắc, trùng kích toàn bộ diễn sinh pháp tắc sở thuộc, luân hồi hoa lần nữa nở rộ. Nó cảm ứng được ba động luân hồi quen thuộc, cho nên không có trực tiếp tạo nên nhụy hoa mới, mà là phát ra triệu hoán. Tịch Nhan đạp trên luân hồi đồ đằng, rời khỏi hư không đế thành. Yêu dị mê quang chiếu rọi đế thành, vô số người lâm vào huyễn cảnh, như là thấy được kiếp trước kiếp này của mình. Khương Nghị đâu? Khương Nghị ở đâu? Tịch Giao không biết tình huống như thế nào, lo lắng tìm kiếm Khương Nghị. Số lượng lớn cường giả bừng tỉnh. Nhưng cảnh giới hơi yếu rất nhanh lại lâm vào trong ảo giác mê ly, cảnh tượng xung quanh đều trở nên cổ lão mà thê lương, mà hình ảnh chồng chất để đầu hắn choáng hoa mắt. Chỉ có các cường giả thần linh cảnh miễn cưỡng giữ vững lại tỉnh táo, liên tiếp bay lên không. Hắn không ở đây, xảy ra chuyện gì? Thiên hậu vừa mới bế quan 3 ngày, bị cưỡng ép mời ra cung điện. Tịch Giao bị Đông Hoàng Như Yên trực tiếp đưa đến thiên hậu trước mặt. Tịch Nhan không biết làm sao, đồ đằng đột nhiên thức tỉnh. Mang theo nàng rời khỏi, nàng nói có loại lực lượng thần bí đang triệu hoán lấy nàng không bị khống chế. Luân hồi đồ đằng. Thiên hậu lập tức đuổi theo. Mặc dù biết Tịch Nhan tiếp quản luân hồi đồ đằng, nhưng cũng vẫn luôn không có quá mức coi trọng, làm sao lúc này thức tỉnh. Lúc Khương Nghị rời khỏi không chào hỏi nàng, nhưng hẳn là tìm kiếm phương pháp phá vỡ cửu u thâm không. Chẳng lẽ lại xuất hiện ngoài ý muốn rồi? Không phải là Triệu Thanh Duẫn đang giở trò đó chứ? Nhưng không đợi thiên hậu đuổi kịp, Tịch Nhan đã rời khỏi, luân hồi đồ đằng nở rộ ánh sáng đến cực hạn, để minh mông thiên địa đều bao phủ bên trong u quang quỷ bí, sau đó cánh hoa oanh minh, giống như lắc lư 9 tòa cánh cửa địa ngục, mãnh liệt xoay tròn, biến mất không còn bóng dáng. Thiên địa trở lại thanh minh, tất cả mọi người từ trong hoảng hốt bừng tỉnh.
Tịch Nhan, không thấy. Thiên Hậu, xảy ra chuyện gì? Tịch Nhan đi đâu? Tịch Giao lo lắng la to. Số lượng lớn cường giả nhao nhao bay lên không, mờ mịt nhìn ra xa xung quanh, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Thiên Hậu đứng tại nơi Tịch Nhan biến mất, cảm ngộ nhân quả pháp tắc, muốn tìm kiếm nguyên nhân biến mất cùng tình huống an nguy Tịch Nhan. Nhưng để nàng ngoài ý muốn chính là, nhân quả pháp tắc rõ ràng vận chuyển bình thường, lại giống như chạm đến đại pháp tắc khác, nhận lấy quấy nhiễu thần bí. Nàng mơ hồ có thể truy tung đến Tịch Nhan, lại nhìn không thấu hư thực. Cửu U thâm không, luân hồi hoa nở rộ bên trong bóng tối vô tận, dẫn dắt luân hồi đồ đằng. Luân hồi đồ đằng bao vây lấy Tịch Nhan, hoành hành bên trong hắc ám vô tận. Mà ba động luân hồi đặc biệt cũng kích thích không Triệu Thanh Duẫn đang tuần sát thâm. Nơi đó có cái gì? Triệu Thanh Duẫn cảnh giác, vậy mà đã nhận ra cánh cửa địa ngục giống như muốn rời khỏi khống chế. Mặc dù nàng chỉ là cưỡng ép chiếm lấy, không thuộc về chân chính ý nghĩa khống chế, nhưng nương tựa theo thái âm cực diễm, vẫn có thể khống chế được nổi. Nhưng bây giờ, cánh cửa địa ngục vậy mà đang chống lại thái âm cực diễm khống chế. Đi qua nhìn một chút. Triệu Thanh Duẫn cảnh giác, cũng có mấy phần chờ mong. Bên trong cửu U thâm không phong tồn rất nhiều bí mật, chẳng lẽ lần này cửu môn tề tụ tỉnh lại cái gì? Cơ duyên, lại tới. Nơi cực sâu trong cửu U thâm không, bên trong đám dạ nha dày đặc, dạ nha liên lạc ý thức Tịch Nhan đột nhiên bay lên không, chạy tới trước mặt U Linh Đại Đế. Lúc trước U Linh Đại Đế tự mình lưu lại ấn ký cho tất cả mọi người bên trong xí thiên giới, sau khi cùng 1 tỷ dạ nha hội hợp, mới chuyển đại bộ phận không quan trọng cho bọn dạ nha. Tịch Nhan, chính là bộ phận không quan trọng kia. Dù sao nha đầu kia trừ thôn thiên ma hoàng trong thân thể, cơ hồ không có cảm giác tồn tại, mà trầm mê ở trong tu luyện, từ trước tới giờ cũng không tham dự các loại hội nghị. Cho dù sau khi Tịch Nhan thành thần, thần uy cường đại ba động cơ hồ xóa đi ấn ký trên thân, U Linh Đại Đế cũng không có để ý. Nhưng ngay hôm nay, dạ nha liên lạc Tịch Nhan đột nhiên phát hiện liên hệ giữa bọn hắn gãy mất. Triệt triệt để gãy mất. Nó không rõ tình huống, chỉ có thể báo cáo cho U Linh Đại Đế. Tách ra rồi. U Linh Đại Đế rất kỳ quái, đó là ấn ký hắn tự mình bố trí, há có thể nói đoạn liền đoạn. Dạ nha hoàn toàn không giải thích được, dù sao đoạn quá đột nhiên, trước đó còn đang giao lưu võ pháp cùng với tỷ tỷ nàng, không có bất kỳ dấu hiệu gì liền biến mất. Đã chết rồi sao? U Linh Đại Đế đứng dậy, tự mình cảm giác những ý thức hắn khống chế kia. Rất nhanh, ý thức tập hợp, đạt được kết luận. Chương 3157 Luân hồi hoa nở. Tịch Nhan thức tỉnh luân hồi đồ đằng, không bị khống chế biến mất. Luân hồi đồ đằng, luân hồi đồ đằng. U Linh Đại Đế đột nhiên có loại thật dự cảm không tốt. Trực tiếp biến mất, chẳng lẽ tiến vào cửu U thâm không? Luân hồi đồ đằng thức tỉnh, là ai đang triệu hoán lấy nó? Bên trong cửu U thâm không chỉ có hắn, ai có thể triệu hoán đồ đằng? Chẳng lẽ là Triệu Thanh Duẫn? Hay cánh cửa địa ngục? Không thể nào. U Linh Đại Đế lại bắt đầu cảm giác ý thức Triệu Thanh Duẫn. Thời điểm lúc trước cứu nàng ra khỏi phong đô, lưu lại ấn ký trên người nàng, mà vô cùng mạnh, chủng loại ấn ký có thể trực tiếp khống chế kia. Trở về. U Linh Đại Đế đột nhiên phát ra uy nghiêm ra lệnh, vang vọng thâm không minh mông, hồi hộp lấy 1 tỷ dạ nha. Nhưng, Triệu Thanh Duẫn há là loại người để ấn ký kia tùy ý bài bố. Sớm tại thời điểm bị lưu lại ấn ký, đã bắt đầu vận dụng thái âm cực diễm bí mật dọn dẹp, cho nên ấn ký mãnh liệt ảnh hưởng đến nàng nhưng không có chân chính khống chế nàng. Trở về, Tịch Nhan mang theo luân hồi đồ đằng tiến vào thâm không. Thâm không nhất định có nguy hiểm không biết. Lập tức mang lên cánh cửa luân hồi, trở về ta nơi dựa sát vào. U Linh Đại Đế thông qua ấn ký thét lên ra lệnh Triệu Thanh Duẫn, đồng thời khống chế dạ nha hoành hành thâm không, truy tung Triệu Thanh Duẫn. Tịch Nhan, luân hồi đồ đằng. Toàn thân Triệu Thanh Duẫn khuấy động thái âm cực diễm, cưỡng ép chống cự lại ấn ký ảnh hưởng, nàng chẳng những không có khẩn trương, ngược lại phấn chấn. Đó là nữ tử của Khương Nghị. Đồ đằng loại luân hồi. Triệu Thanh Duẫn trong khoảng thời gian này một mực tuần sát thâm không, kỳ thật chính là đang tìm kiếm bảo vật siêu cấp có thể làm cho mình lần nữa đột phá. Thời gian không phụ người hữu tâm, nàng há có thể từ bỏ lúc này. Triệu Thanh Duẫn đau đớn chống cự lại triệu hoán, rời khỏi dạ nha, triệu hoán toàn bộ cánh cửa địa ngục, truy tung Tịch Nhan bên trong hắc ám vô tận. Tịch Nhan không biết nguy hiểm đang tới gần, bị đồ đằng bao vây phi nhanh bên trong hắc ám vô tận, như đi thuyền bên trong đại dương mênh mông, mở ra gợn sóng.
ánh sáng luân hồi đồ đằng càng ngày càng hừng hực, luân hồi linh văn cũng đang kịch liệt chiếu rọi. Loại triệu hoán thần bí trong ý thức Tịch Nhan cũng càng phát ra mãnh liệt, thậm chí có lòng cảm mến kỳ diệu đối với hắc ám thâm không tĩnh mịch giá lạnh. Không biết qua bao lâu, trong bóng tối phía trước đột nhiên xuất hiện ánh sáng mỹ lệ, một đóa nở rộ bên trong vòng xoáy hắc ám, đóa hoa thần bí từ mông lung đến rõ ràng, trong chốc lát đập vào mi mắt, vòng xoáy hắc ám bạo động, giống như ác thú dữ tợn, há miệng nuốt Tịch Nhan cùng luân hồi đồ đằng vào. Tịch Nhan không có kêu lên đầy sợ hãi, không có bối rối, trong ánh mắt tất cả đều là đóa hoa cực đại không gì sánh được trước mặt. Như đó là hoa xinh đẹp nhất thế gian, để cho người ta mê say, để cho người ta trầm luân. Luân hồi hoa không có chạc cây, không có lá cây, cũng không có rễ cây, cứ như vậy lẻ loi trơ trọi nở rộ trong bóng đêm, mê quang vạn đạo, trồng chất hướng về bên ngoài khuếch tán, giống như tạo nên tầng tầng luân hồi đại đạo, quang ảnh trùng điệp, hiển hiện thế gian ngàn vạn phồn hoa, ân oán tình cừu. Nó sinh ra tại luân hồi thâm không, cũng nắm trong tay luân hồi thâm không. Nó tuần hoàn theo luân hồi pháp tắc, cũng đại biểu cho chúng sinh luân hồi. Tịch Nhan nhìn một chút, từ từ nhắm mắt lại, mở hai tay ra. Y phục màu tím tung bay, rời khỏi thân thể, lộ ra da thịt trắng noãn như ngọc. Linh văn từ trên trán lan tràn, hướng về toàn thân kéo dài tới. Đồ đằng trở lại thân thể, dọc theo quỹ tích linh văn lan tràn. Luân hồi hoa chập chờn yêu kiều, phiêu nhiên dâng lên, nhụy hoa sáng long lanh, ánh sáng nhạt chọc người. Bọn chúng nhẹ nhàng quấn chặt lấy hai chân Tịch Nhan, thuận đùi ngọc hướng về toàn thân lan tràn. Bao phủ, chín tòa cánh cửa luân hồi vượt qua thâm không, giáng lâm đến xung quanh hắc ám luân hồi hoa ẩn nấp. Bọn chúng toàn thân đen kịt, giống như chín tòa cung điện, rộng rãi mà hùng vĩ, lại như chín tòa quỷ thành, tản ra khí tức âm trầm tĩnh mịch. Bọn chúng tràn ngập khí tức đại dương mênh mông cự triều giống như tử vong, vặn vẹo ra vòng xoáy thần bí xuyên suốt sinh tử lưỡng giới. Như là vượt qua quỷ môn, liền bỏ kiếp trước, đi hướng kiếp sau. Triệu Thanh Duẫn ương ngạnh chống cự lại U Linh Đại Đế, quấy rối truy tung đến nơi này. Nhưng, nơi này trừ cánh cửa địa ngục kinh khủng, không nhìn thấy Tịch Nhan, cũng không thấy được luân hồi đồ đằng. Nàng ở đâu? Nơi này là nơi nào? Triệu Thanh Duẫn đau đầu muốn nứt, mặc dù chế trụ U Linh Đại Đế khống chế, nhưng đối với linh hồn cùng ý thức đều mang đến tổn thương to lớn. Nàng thế nhưng thần linh. Còn từ đầu đến cuối đang lặng lẽ thanh lý, ấn ký lại còn có thể mang đến cho nàng tổn thương lớn như vậy, thứ quỷ kia rốt cuộc là lai lịch gì? Cửu môn trấn thủ hắc ám, cũng hòa vào hắc ám, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Triệu Thanh Duẫn đi đến phía trước một tòa cánh cửa địa ngục, muốn định thần cảm nhận, nhưng U Linh Đại Đế quấy rối, để nàng rất khó ổn định lại tinh thần. Quỷ đồ! Triệu Thanh Duẫn đau đớn đến bực bội, rời khỏi cánh cửa địa ngục, trong bóng đêm dò xét. Nhưng bất luận cảm giác như thế nào đều không có phát hiện bất cứ cái gì. Nàng dứt khoát nhấc lên thái âm cực diễm, đốt cháy mảnh thâm không này. Thái âm cực diễm, thái âm chi hỏa giá lạnh, tử vong chi hỏa âm trầm, tại trong luân hồi thâm không này, hỏa thế nó mãnh liệt hơn càng cường đại hơn xa so với bên ngoài, hơn nữa còn có thể đốt ra chút vết tích luân hồi. À, đây là cái gì? Triệu Thanh Duẫn thả ra thái âm cực diễm vậy mà giống như nhận lấy một loại khống chế nào đó. Toàn bộ tràn vào chín tòa cánh cửa địa ngục vờn quanh ở giữa. Tại mảnh bóng tối nhìn như bình thường lại cuồn cuộn sôi trào, bùng nổ. Triệu Thanh Duẫn phân chấn, trong này khẳng định có bảo bối gì. Đốt cho ta. Triệu Thanh Duẫn tiếp tục kích phát thái âm cực diễm, tràn vào khu vực này. Liệt diễm màu đen bành trướng thiêu đốt, chiếm cứ hắc ám, cũng đốt cháy cánh cửa địa ngục. Chương 3158 đưa về hư không đế thành. Nhưng bất luận nàng cố gắng như thế nào, hắc ám đều không có bất cứ ba động gì, chớ nói chi đốt ra thứ gì. Triệu Thanh Duẫn càng ngày càng sốt ruột, không phải nàng định lực không đủ, mà là đầu đau muốn nứt, rõ ràng cảm nhận được U Linh Đại Đế đang theo nơi này nhanh chóng tới gần. Đốt cho ta, đốt cho ta. Triệu Thanh Duẫn không muốn phí công nhọc sức, cố nén đau đớn điên cuồng phóng thích ra thái âm cực diễm. Nàng nhấc lên nguy hiểm đắc tội U Linh Đại Đế, gian nan truy tung đến nơi đây, nếu như không thu hoạch được gì. Chẳng phải không có chút ý nghĩa nào. Từ khi nàng đạt được đế cốt, mỗi lần gặp được nguy cơ đều có thể biến nguy thành an, nàng tin tưởng vững chắc lần này khẳng định cũng là một loại nào đó bảo bối, có thể làm cho nàng trở nên càng cường đại. Bất luận kiếp trước hay đương thời, nàng kiên trì tín ngưỡng chính là một mực nắm chặt bất luận kỳ cơ duyên gì. Âm âm, thái âm cực diễm kịch liệt sôi trào, khí tức âm xâm cùng thần uy kinh khủng cuồn cuộn thâm không, liên miên bất tuyệt.
Triệu Thanh Duẫn nhìn lại phương hướng U Linh Đại Đế, hơi chần chờ, cắn răng quyết định phóng thích Luân Hồi Đại Táng. Nàng muốn nhờ uy lực và năng lượng kinh khủng của Luân Hồi Táng diệt, phá hủy mảnh thâm không nhìn như bình tĩnh, móc ra đồ bên trong. Nếu như bên trong là Tịch Nhan, vừa vặn cùng một chỗ mai táng. Bảo bối thần bí cùng Luân Hồi đồ đằng đều thuộc về nàng. Nhưng, ngay thời điểm nàng đang muốn thả tay đánh cược một lần, hắc ám đột nhiên sụp đổ, xuất hiện vực sâu kinh khủng, thái âm cực diễm chảy ngược, như đại dương mênh mông ngược dòng, thanh thế to lớn đến bạo động. Một đóa hoa mỹ lệ thần bí cỡ lớn, không nhìn lấy thái âm cực diễm đáng sợ, vọt ra từ trong bóng tối sụp đổ. Nó quá lớn, giống như hòn đảo trấn thủ thâm không, tràn ngập khí tức cổ lão mà thần bí. Nó quá đẹp, như là sáng tỏ thâm không vô tận, mang đến mấy phần thanh lệ cho luân hồi đại đạo. Luân hồi hoa nở rộ, luân hồi ba động kinh khủng mãnh liệt lao ra, đánh thẳng vào hắc ám, lật ngược Triệu Thanh Duẫn. Nhụy hoa như rừng, một nữ tử sáng long lanh mở ra hai mắt sâu thẳm, đôi mắt nổi lên tầng tầng gợn sóng, nhìn thấu hắc ám vô tận, nhìn hết chúng sinh luân hồi. Trên da thịt óng ánh của nàng lóe ra phù văn quỷ dị, phù văn cổ lão mà thần bí giống như chú ngữ, lại như minh văn, trong lúc phất tay như có thể dung chuyển luân hồi đại đạo. Chín tòa cánh cửa địa ngục nhất cử tránh thoát Triệu Thanh Duẫn trói buộc, sôi trào cuồn cuộn tử vong khí tức, rơi xuống trên cánh hoa. Bọn chúng hùng vĩ mà kinh khủng giờ phút này vậy mà cực kỳ giống thần tử triều kiến hoàng chủ. Chính là Tịch Nhan. Thân thể tái tạo bên trong luân hồi hoa, hóa thân luân hồi quỷ hoàng, thụ tử vong cánh cửa sai khiến, tiếp quản cửu u thâm không. Ngươi! Triệu Thanh Duẫn chật vật ổn định, trong ánh mắt lắc lư là đóa hoa to lớn vô biên, trong ánh mắt tập trung nữ tử thần bí trong nhụy hoa. Tịch Nhan! Đó là Tịch Nhan! Nàng đây là đạt được cơ duyên gì? Đóa luân hồi hoa này là cái gì? Vậy mà có thể xúc động luân hồi thâm không? Vậy mà có thể hồi hộp luân hồi đại táng của nàng? Triệu Thanh Duẫn! Ý thức Tịch Nhan khôi phục thanh minh, thấy được nữ tử nơi xa mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Trùng hợp như vậy sao? Nữ tử bị Khương Nghị hận thấu xương vậy mà đứng ở trước mặt nàng như thế rồi. Tịch Nhan mặc dù không thế nào để ý tới chuyện hư không đế thành, nhưng một ít chuyện cũng nên biết. Ví dụ như, Khương Nghị đang suy nghĩ tất cả biện pháp tiến vào cửu u thâm không bắt Triệu Thanh Duẫn, thậm chí không tiếc chờ đợi thiên hậu xưng đế. Kết quả, nữ tử này ngay ở chỗ này. Tịch Nhan, người đạt được cơ duyên gì? Triệu Thanh Duẫn cảnh giác, chấn kinh, tham lam, càng tức giận. Đóa hoa thần bí này khẳng định có ý nghĩa phi phàm, vậy mà có thể làm cho chín tòa cánh cửa địa ngục quy thuật, mà Tịch Nhan xuất hiện từ trong nhụy hoa, giống như tân sinh, vậy mà tản ra khí tức để nàng hồi hộp. Đây coi là cái gì? Đây là cơ duyên gì? Thiên hậu, đông hoàng như ảnh những thứ kia có thể được đến đại cơ duyên còn chưa tính. Nữ tử không có chút nào cảm giác tồn tại này vậy mà cũng nhận được đại cơ duyên rồi. Còn ở trước mặt nàng, tại lĩnh vực nàng khống chế. Đây là lão thiên đang nhục nhã nàng sao? Ta đang hỏi ngươi, ngươi được cơ duyên gì? Nói chuyện. Triệu Thanh Duẫn tức giận giống to, luân hồi đại táng vừa mới đè xuống ầm vang phóng thích. Hắc ám vô tận, mênh mông cửu u, trong chốc lát nổi lên gợn sóng mãnh liệt, số lượng lớn vong hồn đang luân hồi nhận trùng kích, phát ra tê khiếu thê lương, như muốn cưỡng ép chôn vùi. Nữ tử ác độc. Minh văn toàn thân Tịch Nhan lập tức nở rộ vạn trượng ánh sáng, luân hồi hoa ù ù lắc lư. Vậy mà cưỡng ép nắm trong tay luân hồi thâm không? Nàng vẫn là cảnh giới thần linh, không đủ để dẫn động pháp tắc, nhưng luân hồi quỷ hoàng làm người canh giữ hàng đầu U Minh địa ngục, làm người bảo vệ sinh tử lưỡng giới, có được năng lực cực kỳ đặc thù, đó chính là thông qua minh văn, xuyên suốt cánh cửa tử vong, thông qua cánh cửa tử vong, tiếp dẫn luân hồi pháp tắc. Triệu Thanh Duẫn cưỡng ép thả ra luân hồi đại táng, bị Tịch Nhan cưỡng bức ngăn chặn. Mặc dù vẫn có rất nhiều vong linh bị cưỡng ép chôn vùi, mặc dù luân hồi đại đạo nổi lên bạo động mãnh liệt, mặc dù, nhưng Triệu Thanh Duẫn giờ phút này toàn lực thả ra luân hồi đại táng, kém xa 1/10 đỉnh phong, chớ nói chi tổn thương đến Tịch Nhan bây giờ. Tịch Nhan không nói nhảm cùng với nàng ta, chống cự luân hồi đại táng đồng thời phất tay thao túng 9 tòa cánh cửa địa ngục. Oanh! Rầm rầm rầm! 9 tòa cánh cửa địa ngục liên tiếp dâng lên, tầng tầng mở ra tại thâm không. Một tòa kết nối một tòa. Một tòa xuyên suốt một tòa, phía dưới luân hồi pháp tắc trùng kích, 9 tòa cánh cửa địa ngục cưỡng ép oanh mở 9 đầu luân hồi đại đạo, lẫn nhau điệp ra, hỗ trợ lẫn nhau, lấy uy lực vô thượng và năng lượng trùng kích Triệu Thanh Duẫn, cưỡng ép rời khỏi cửu u thâm không. Mục tiêu, Thương Huyền, hư không đế thành.
Chương 3159 ta, chấp tể luân hồi. Bên ngoài hư không đế thành, bọn người thiên hậu lo lắng tìm kiếm biện pháp xé mở cửu u thâm không. Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại tự mình khống chế cánh cửa hư không, trực tiếp lao thẳng đến Long Đế Thành, muốn vừa kéo luân hồi Long Hoàng mới trở về về. Nửa ngày sau Khương Nghị mới về tới đây, sau khi biết được tin tức hắn hận không thể nổ tung nơi này, giết tiến cửu u. Mặc dù tình huống Tịch Nhan lúc đó rất đặc biệt, càng giống như là đạt được một loại cơ duyên nào đó, nhưng bây giờ bên trong cửu u thâm không còn có Triệu Thanh Duẫn, còn có U Linh Đại Đế, còn có một tỷ Dạ Nha. Nếu quả thật có ngoài ý muốn, hắn thật không chịu đựng nổi. Tất cả mọi người rất nôn nóng, rõ ràng đã khống chế thiên hạ, rõ ràng đều đã sinh ra đế quân mới, lại bị ngăn ở ngoài địa ngục. Tưởng tượng U Minh địa ngục trước đó, cảnh giới bán thánh đều có thể ra vào. Các ngươi ở lại, chuẩn bị vào thâm không bất cứ lúc nào. Như ảnh, mang ta về sinh mệnh thần điện. Khương Nghị không thể không trở về Nam Bộ, bức bách sinh mệnh nữ đế tự mình ra tay, nhất định phải mang Tịch Nhan an toàn trở về. Đúng vào lúc này, đất trời oanh minh, bóng tối vô tận trải rộng ra tại bầu trời xanh thẳm, như là đột nhiên từ ban ngày đi đến hắc ám, ba động âm trầm tĩnh mịch cuồn cuộn khắp nơi, để vô số người như rơi vào hầm băng, ớn lạnh toàn thân. Ầm ầm, ầm 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 ầm. Oanh minh kéo dài từ phiêu miểu đến rõ ràng, từ xa xôi đến to lớn. Nương theo tiếng vang cuối cùng giống như nổ tung, hắc ám vặn vẹo, đất trời rung chuyển. Một cánh cửa địa ngục âm trầm hùng vĩ xuất hiện ở sâu trong thiên mạc hắc ám, nơi đó có mây đen áp trời, có âm lôi cuồn cuộn, tử khí cuồn cuộn, quỷ khóc sói gào, theo cánh cửa địa ngục ầm vang mở ra, một thân ảnh chật vật gào thét từ trên trời giáng xuống. Triệu Thanh Duẫn bị cưỡng ép kéo đi ra, chín cánh cửa địa ngục liên hợp trùng kích, tăng thêm nàng vừa mới thi triển luân hồi đại táng, suy yếu đau đớn, đến mức thân thể hoàn toàn mất đi khống chế, trực tiếp từ không trung đánh tới mặt đất. Âm thanh trầm đục, mặt đất sụp ra vết nứt dữ tợn, xuất hiện một cái hố to sâu vài chục thước. Bọn người Khương Nghị cùng mấy ngàn cường giả đưa ánh mắt thuận thân ảnh kia từ trên cao thẳng tới hố đất. Ai? Tịch Nhan sao? Nhưng, Khương Nghị, Đông Hoàng Như Ảnh, Cổ Tác Nhân, Khương Thương, cũng hơi hoảng hốt, ý thức xuất hiện ba đồng kỳ diệu từ luân hồi đại táng. Triệu Thanh Duẫn. Khương Nghị không chần chờ chút nào, hắn gắt gao nắm liệp thần thương ở trong tay đánh xuống phía hố sâu. Ầm ầm tiếng vang, sát khí như rồng, liệp thần thương dẫn động sát lục pháp tắc, cuồn cuộn sát khí vô tận, trong chớp mắt đã nổ bắn ra đánh vào trong hố sâu. Triệu Thanh Duẫn vừa va chạm mặt đất, đầu váng mắt hoa, vô ý thức liền muốn chống người lên, kết quả sát khí tràn ngập đất trời giống như là hàng tỷ tia lôi đình trùng kích ý thức, trước đó đã bị U Linh Đại Đế giày vò mệt mỏi bây giờ lại lập tức lâm vào giết chóc vô tận trong huyễn tượng, ngay sau đó. Phốc phốc giòn vang, liệp thần thương đánh xuyên lồng ngực của nàng. Đóng đinh nàng ngay trong hố sâu. Ba động khủng bố, đế uy cường đại, để thần khu kiêu ngạo của Triệu Thanh Duẫn văng tung tóe huyết nhục, cơ hồ chỉ còn lại có bạch cốt âm u. Đó là Triệu Thanh Duẫn. Tất cả mọi người không kịp phản ứng, vốn đờ nác yên ổn mà làm sao lại rơi ra tới. T. Bọn người Chu Thanh Thọ hít vào từng ngụm khí lạnh, một thương này đánh thật dứt khoát, ngao một cuống họng đa đánh ra ngoài. Đây là đã tưởng tượng bao nhiêu lần trong đầu, mẫu thân nó. Đến mức đều như phản xạ có điều kiện thế này. Thật sự là Triệu Thanh Duẫn. Thiên hậu đều hoảng hốt, cúi đầu cẩn thận ngóng nhìn phía dưới cái hố sâu vạn mét. Bầu trời ù ù oanh minh, chín cánh cửa địa ngục liên tiếp hiện lên, khí tức âm sát tăng vọt, luân hồi lấp lóe ánh sáng, bọn chúng giống như là chín siêu cấp chiến binh, trải qua hắc ám vô tận, vượt qua cửu u minh mông, giáng lâm đến thế giới thật. Ánh mắt Khương Nghị và của bọn hắn lần nữa hướng đến không trung. Chín cánh cửa địa ngục rộng mở cửa lớn, âm lôi cuồn cuộn, minh quang lấp lóe, không gian kịch liệt vặn vẹo, xé mở sinh tử lưỡng giới, rộng mở cửu u thâm không. Tịch Nhan khoác luân hồi đồ đằng, chân đạp luân hồi hoa, từ trong hư vô hiển hiện chân thân. Nàng nhìn lại cửu u thâm không, cách rất xa nhìn đến U Linh Đại Đế đang nhanh chóng đi đường, sau đó. Đầu ngón tay huy động, chín địa ngục cánh cửa toàn bộ khép kín, triệt để cắt đứt liên hệ lưỡng giới. Lấy lực lượng pháp tắc. Pháp lệnh cửu u. Luân hồi thâm không, nàng là chúa tể chân chính. Cửu u thâm không quay về hắc ám, không có một gợn sóng, không có bất kỳ vết tích gì. U Linh Đại Đế hoàn toàn mất dấu Tịch Nhan. Luân hồi hoa làm sao lại đột nhiên thức tỉnh? Vì sao luân hồi hoa lại chọn nữ hài nhi kia? U Linh Đại Đế có loại cảm giác bất an mãnh liệt, chẳng lẽ cánh cửa tử vong thức tỉnh?
cánh cửa tử vong muốn nhúng tay trận tình thế hỗn loạn này. Chẳng lẽ bọn hắn quên bi kịch thời đại hồng hoang kia rồi sao? Trận biến cố đột nhiên xuất hiện này, hoàn toàn vượt qua dự kiến của U Linh Đại Đế, cũng lập tức đẩy hắn lên cục diện cực kỳ bị động. Trước đó nghĩ đến dựa vào cửu U Thâm Không, hắn có thể gối cao không lo. Nắm Triệu Thanh Duẫn cùng Luân Hồi Đại Táng trong tay, Khương Nghị không dám, giết thân, thì không thể, hóa trời, cũng đã chú định thảm bại của cuộc chiến sát thiên, toàn bộ thế giới cuối cùng đều rơi xuống trên tay của hắn. Nhưng bây giờ, Triệu Thanh Duẫn bị kéo đi ra, cửu U Thâm không muốn đổi chủ. Hắn đây nào chỉ là bị động, quả thực là nguy hiểm. Nhất là Luân Hồi Quỷ Hoàng được sinh ra, cửu U Thâm không có chủ nhân tuyệt đối, hắn cùng một tỷ dạ nha của hắn đột nhiên từ chủ nhân biến thành khách. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bên ngoài hư không đế thành. Chỉ mới rời khỏi một ngày ngắn ngủi mà thôi, Tịch Nhan bất luận là từ bộ dáng, dáng người, hay là khí chất, đều phát sinh thay đổi rõ ràng. Trước đó như muội muội nhà bên, điệu thấp an tĩnh, không tranh quyền thế, nhưng bây giờ, nàng đứng ở bên trên luân hồi hoa quỷ bí, giống như tinh linh hoa mỹ lệ lại tôn quý, ở bên trong mê quang quỷ dị lại nhiều thêm mấy phần thần bí cùng cao ngạo. Nàng trải rộng gương mặt cùng minh văn toàn thân, càng tản mát ra cảm giác áp bách giống như pháp tắc cường đại. Chương 3160 Công Chúa, hân hạnh. Tịch Giao nhìn nữ tử thần bí trên bầu trời, vậy mà không dám nhận nhau. Khương Nghị và bọn người thiên hậu đều âm thầm khẩn trương, nghiêm trọng hoài nghi đó còn không phải là Tịch Nhan. Hồng Hoang Thiên Long đều đang cảnh giác, cái sự áp bức này, nguồn năng lượng này, đều quá đặc biệt, nhất là hắc ám mênh mông ở sau lưng Tịch Nhan. Cùng chín cánh cửa địa ngục vờn ở xung quanh nàng, để bọn hắn cảm giác hoảng hốt đó là một vị quỷ hoàng địa ngục nào đó giáng lâm. Luân hồi hoa, bắt đầu sinh ra từ thời khắc khai thiên tích địa, tại thời khắc sinh tử lưỡng giới thành hình, một mực chấn thủ lấy cửu U Thâm Không, cũng đang duy trì trật tự luân hồi, tương đương với cánh cửa luân hồi. Từ xưa đến nay, các đời luân hồi quỷ hoàng đều sinh ra trong luân hồi hoa. Có thể linh văn luân hồi hoa của ta là nguyên nhân, cũng có thể là luân hồi đồ đằng của ta ảnh hưởng. Lần này luân hồi hoa đột nhiên nở rộ, ta vừa tới. Ta đã trải qua tẩy lễ, rèn luyện trong nhụy hoa của luân hồi hoa, sau đó biến thành luân hồi quỷ hoàng mới. Cùng một chút phong đô quỷ hoàng, ta có thể thông qua lực lượng tử vong, dẫn động lực lượng pháp tắc, tại cửu U Thâm Không, thực lực của ta. Có thể so với đế quân, phong đô quỷ hoàng, chủ nhân địa ngục, ta, là chủ nhân luân hồi. Tịch Nhan không đợi Khương Nghị hỏi thăm. Chủ động kể ra trận biến cố đột nhiên xuất hiện này của mình. Mặc dù là thiên đại kịch biến, cơ duyên to lớn, nhưng nàng vẫn bình tĩnh trước sau như một. Bầu không khí bỗng nhiên an tĩnh lại, tất cả mọi người trực nhìn luân hồi hoa nở rộ ở không trung, vừa nhìn về phía Tịch Nhan trong nhụy hoa như tinh linh mỹ lệ, giống như nữ hoàng tôn quý. Luân hồi quỷ hoàng, tiếp quản cửu U Thâm Không. Pháp tắc, luân hồi pháp tắc, còn có thể so với đế quân. Trước hôm nay, bọn hắn còn đang vì chuyện phải làm như thế nào để xông vào cửu U Thâm Không mà buồn rầu xoắn xuýt, kết quả. Đột nhiên, Tịch Nhan trực tiếp tiếp quản cửu U Thâm Không rồi. Bọn hắn cũng coi như thân kinh bách chiến, biết nhiều việc đời, kinh nghiệm từng trải phong phú, giờ phút này vẫn có loại cảm giác không thật. Khương Nghị đột nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ là sinh mệnh nữ đế? Hay là sau khi thiên hậu khống chế nhân quả pháp tắc, kích thích một ít, nhân, cùng, quả, tăng tốc diễn biến? Nhưng mặc kệ như thế nào, Tịch Nhan hóa thân thành luân hồi quỷ hoàng, tiếp quản toàn bộ cửu U Thâm Không, chẳng khác nào để cửu U cùng địa ngục hoàn toàn mở rộng cửa lớn đối với bọn hắn. U Linh Đại Đế, sẽ không còn bí ẩn. Khương Nghị phấn chấn lại kích động, đã quá lâu rồi hắn không có loại cảm giác nhanh đau này. Trước tiên khống chế luân hồi đại táng. Thiên hậu phấn chấn hô to, khổ đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng đã chờ được Triệu Thanh Duẫn về tới. Khống chế luân hồi đại táng thì sẽ lập tức nắm toàn bộ chư thiên lục táng trong tay, thôn vệ di tích thanh thiên, thì sẽ chính thức mở ra cơ duyên hoàn toàn mới. Triệu Thanh Duẫn bị liệp thần thương đính ngay trong hố sâu, đau đớn dẫy giụa, tuyệt vọng kêu thảm. Sát khí của liệp thần thương không chỉ có tàn phá cơ thể nàng mà cũng xâm nhập ý thức vốn đã hỗn loạn không chịu nổi trong nàng. Nàng như đứng khắp nơi núi thây biển máu ở giữa, đầy trời tung bay máu, khắp nơi trên đất thi hài, đưa nhìn bốn phía tất cả đều là giết chóc. Mà nàng, cơ khổ không nơi nương tựa, đưa mắt đều là địch. Nàng lại như bị vây ở trong địa lao năm đó, âm u ẩm ướt, đau khổ bất lực. Sinh tử của nàng, vận mệnh của nàng, hoàn toàn bị người khác khống chế. Nàng giãy giụa lấy,
chống cự lại, nàng đau đớn, nàng thét lên thật chói tai. Nàng đã từng là công chúa thiên quốc cao ngạo, là hoàng phi thần triều tôn quý. Bây giờ nàng là thần linh cường đại, là kẻ được chọn chấp trưởng luân hồi đại táng. Nàng lẽ ra vạn chúng chú mục, nàng nên phong hoa tuyệt đại, nàng hẳn là chủ hoạch kiến lập thế lực mình, quang diệu vạn cổ. Nàng hẳn là có nhân sinh muôn màu muôn vẻ, tuyệt đối không bao gồm chật vật như bây giờ. Khương Nghị, Thiên Hậu, Tần Vị Ương, toàn bộ đi tới xung quanh cái hố to, lạnh lùng nhìn cái đầu đầy máy giấy giụa bên dưới Liệp Thần Thương. Giết nàng liền có thể đạt được luân hồi đại táng sao? Chu Thanh Thọ không biết nương môn nhi từng theo Khương Nghị này từng có cố sự gì, nhưng chỉ chuyện nàng làm những năm này, thật sự là đủ buồn nôn. Sẽ không chuyển rời đến trên thân Tịch Nhan đấy chứ? Tiêu Phượng Ngô đột nhiên nghĩ đến, Tịch Nhan bây giờ không phải càng thích hợp tiếp quản hơn sao? Cũng không đến mức đó, Tịch Nhan là luân hồi quỷ hoàng nào có tiền lệ tiếp quản truyền thừa. Tịch Nhan bây giờ là trấn thủ luân hồi, há có thể tiếp quản đại táng. Ví dụ như luân hồi long tộc kia, từ trên huyết mạch chẳng phải càng thích hợp hơn so với Triệu Thanh Duẫn. Nhưng luân hồi long tộc là bảo vệ luân hồi, cho nên đại táng lựa chọn Triệu Thanh Duẫn. Khi mà mọi người đang nghị luận, Khương Nghị đi tới trong hố sâu. Đối với luân hồi đại táng, hắn nhất định phải có được. Chủ yếu là dưới hoàn cảnh trước mắt, đã không có sinh linh đặc biệt cường hãn thích hợp tiếp quản luân hồi đại táng, mà hắn đã khống chế 5 cái đại táng bên trong chư thiên lục táng, đủ để sinh ra dẫn dắt mãnh liệt đối với luân hồi đại táng. Khương Nghị rút Liệp Thần Thương ra, lạnh lùng nhìn Triệu Thanh Duẫn. Triệu Thanh Duẫn ngừng kêu thảm cùng giãy giụa lại, nhưng ý thức bị tàn phá vẫn còn hỗn loạn mông lung, không phân rõ hiện thực hay mộng cảnh, ánh mắt đều bị máu tươi che ướt nhẹp, thấy không rõ cảnh tượng xung quanh. Ngươi là ai? Triệu Thanh Duẫn nỉ non suy yếu, thử chống cơ thể rách dưới lên, lại nằm lại ở trong hố, ý thức hỗn loạn, ánh mắt mơ hồ, nàng chỉ là bằng cảm giác, phía trước có người nào đó. Họ Khương, tên Nghị, lần này đến đây, bái kiến Tây Ngục Thiên Quốc. Khương Nghị nhẹ giọng một câu, ánh mắt trong nháy mắt đã phức tạp. Triệu Thanh Duẫn hoảng hốt, nhận thanh âm chỉ dẫn, trong ý thức hỗn loạn hiện ra những ký ức trong sâu nhất, vào cái ngày hai người lần đầu gặp nhau đó. Họ Khương, tên Nghị, lần này đến đây, bái kiến Tây Ngục Thiên Quốc. Khương Nghị lặp lại lần nữa, thanh âm phiêu miểu, truyền vào lỗ tai Triệu Thanh Duẫn, kích thích ý thức hỗn loạn. Triệu Thanh Duẫn hốt hoảng, như là rơi vào đoạn ký ức kia, càng ngày càng sâu. Càng ngày càng sâu. Họ Khương, tên Nghị. Chương 3161 Công Chúa, Hân Hạnh 2. Giọng Khương phàm trầm thấp giống như tiếng chuông, dẫn dắt Triệu Thanh Duẫn lạc đường, tìm kiếm mình ngày xưa. Rốt cuộc cũng. Sau khi lặp lại lần thứ 7, Triệu Thanh Duẫn cũng đã mang theo cơ thể đẫm máu chậm rãi đứng thẳng, khàn khàn nói nhỏ. Khương Phàm, ta nghe nói qua, ngươi là tên điên từ Xích Thiên chạy đến. Hai mắt Khương Phàm mông lung, khẽ nói lấy cùng ngày. Công chúa mỹ mạo, diễm quan Tây Bộ, công chúa nổi danh, lan xa trung vực, công chúa, Hân Hạnh. Triệu Thanh Duẫn khẽ vuốt cằm. Khương Phàm, Hân Hạnh. Hai mắt Khương Phàm nhắm lại. Nắm chặt Liệp Thần Thương vung tay lên, làm vỡ nát thân thể đã bị tàn phá của Triệu Thanh Duẫn. Đầu Triệu Thanh Duẫn phóng lên tận trời, rơi xuống cạnh hố, ý thức trời đất quay cuồng, trong lúc hỗn loạn lâm vào hắc ám, hình ảnh trong trí nhớ như ngừng lại cái ngày sáng sớm được cả nước chú ý kia, nàng như ngừng lại tại tường thành cao cứ, quan sát hình ảnh nam tử ngoài thành đang gõ thành. Theo ý thức hắc ám, theo hình ảnh dừng lại, nàng đẫm máu trên gương mặt hiện ra nụ cười thản nhiên. Nụ cười này mỹ lệ tôn quý giống như những năm qua, lại sớm đã cảnh còn người mất. Nụ cười này, giống như công chúa đã từng kia, về tới thiên quốc của mình, về tới nơi bắt đầu giấc mộng, cũng trở về đến ngực mình đã từng. Khương Phàm chém giết Triệu Thanh Duẫn, trong lòng có chút tê dần, dâng trào bi thương. Thiên hậu, Tần Vị Ương và cả đám người khẽ nhíu mày, không nghĩ tới Khương Phàm sẽ cùng Triệu Thanh Duẫn làm một trận xả giao như thế, mà nhìn thi thể tách rời của Triệu Thanh Duẫn, các nàng. Giống như, không có nửa phần vui vẻ khi báo thù. Những người khác hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt đều có chút phức tạp. Vốn cho rằng là trận nhục nhã, là trận chấn áp, là trận trà đạp, kết quả. Trong lòng bọn họ lại thương cảm không nói được. Có người nhìn về phía Khương Phàm, thở dài trong lòng, có lẽ trong lòng của hắn. Cần độ dẫn nàng luân hồi không? Tịch Nhan Dương nhẹ đầu ngón tay, khống chế từng sợi hồn phiêu khởi kia. Đám người trầm mặc. Không người đáp lại. Khương Phàm nói. Xóa đi toàn bộ ký ức,
đưa vào luân hồi, độ nàng chuyển sinh. Phong tồn thần nguyên thái âm cực diễm của nàng, giao cho Cuồng Lan thôn phệ. Vừa dứt lời, ý thức Khương Phàm kịch liệt oanh động, như là thiên địa rối loạn, địa ngục mở cửa, cửu u thâm không bên trong ý thức hải ầm vang trải rộng ra, bóng tối vô tận, tịch liêu vô tận, vong linh cô hồn vô tận. Luân hồi đại táng, đúng hạn mong muốn lựa chọn Khương Phàm. Luân hồi đại táng đã được rời đi. Vĩnh hằng lục đạo của bọn người Đông Hoàng như ảnh cảm giác được trước tiên. Rốt cuộc cũng tập hợp đủ. Thiên hậu thở sâu, khôi phục cảm xúc, nói với bọn người Đông Hoàng Càn. Đi mời Hắc Ma đế quân, Long đế cùng Tinh Linh đế quân, nửa năm sau, cũng chính là vào tháng 9, tề tụ về Thương Huyền. Chư thiên lục táng tề tụ tới Khương Phàm, đối với thời đại này, đối với hệ thống thế giới mà nói, không thể nghi ngờ là một đại sự quan trọng. Bắt đầu từ hôm nay, Cửu Châu thập Tam Hải, giữa thế gian rộng lớn này, bắt đầu xuất hiện nhiều loại tai biến. Có sông lớn lao nhanh, đê vỡ tàn phá bừa bãi, có núi lửa bộc phát, dung nham cuộn trào khắp nơi, bụi nồng che trời, có mưa to như chút nước, lôi điện gào thét, càng có địa chấn liên tiếp phát sinh, đánh rách tả tơi sơn hà, gãy mất địa tầng. Đại dương mênh mông kéo lên sóng lớn ngập trời, mưa to gió lớn liên miên bất tuyệt, thậm chí có biển động mãnh liệt, bao phủ hòn đảo, trùng kích Tân Hải. Năng lượng rối loạn, khiến võ giả tu luyện nhận ảnh hưởng mãnh liệt. Sinh tử luân hồi vặn vẹo, tạo thành số lượng lớn vong hồn chiếm cứ cửu u. Cửu u thâm không, vùng đất một tỷ dạ nha chiếm cứ. Ngươi hẳn là đã hiểu một đạo lý, thiên mệnh không thể trái. Hắn sớm đã chứng minh hắn chính là thiên mệnh, vì sao ngươi lại chấp mê bất ngộ? Giọng của sinh mệnh nữ đế lại lần nữa truyền đến, quanh quẩn trong bóng tối mênh mang, kinh bay lên số lượng lớn dạ nha. Hắn sẽ kế thừa thanh thiên, hóa thân tân thiên, cũng sẽ ở ngày đó, tiếp quản toàn bộ thế giới. Cánh cửa tử vong thức tỉnh, để thực lực vị thiên, mới hắn đây tại tử vong lĩnh vực cực kỳ cường đại, hủy diệt ngươi cùng một tỷ dạ nha cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Ta cùng ngươi gặp mặt trước khi ra tay lần nữa, là hy vọng ngươi có thể một lần nữa làm ra lựa chọn, thận trọng lựa chọn chính xác. Ta có thể ra mặt thay, thay ngươi tiến hành một trận đàm phán. Giọng của U Linh Đại Đế bay ra từ trong sương mù. Trăm vạn năm trước, chính là các ngươi tự tiện can thiệp hệ thống thế giới, tạo thành tai nạn không thể cứu vãn, trăm vạn năm sau, các ngươi lại phải dẫm lên vết xe đổ sao. Tên Khương Phàm này, đáng giá để các ngươi lần nữa mạo hiểm sao? Các ngươi không sợ tạo nên ra người, giết trời thứ hai. Sinh mệnh nữ đế đột nhiên nghiêm khắc. Ta là tới cứu ngươi, không phải đến cùng ngươi thảo luận. Bây giờ, cho ta một câu trả lời chắc chắn. U Linh Đại Đế trầm mặc không nói, mặc dù đã không có lựa chọn nào khác, nhưng ép buộc quy hàng vẫn để hắn rất khó chịu. Sinh mệnh nữ đế nói. Man hoàng đế tổ đã phế đi, ngươi cũng muốn đi chết theo sao? Buông xuống chấp niệm của ngươi, có lẽ có thể đổi lấy tân sinh chân chính cho ngươi. U Linh Đại Đế nói. Đưa cánh cửa hư không cho ta. Ngươi không có tư cách bàn điều kiện. Ngươi rất rõ ràng, Khương Phàm không thể nào mang theo cánh cửa hư không lên trời nghênh chiến. Một khi cánh cửa hư không rơi xuống trên tay người giết trời, hắn sẽ chân chính khống chế lực lượng thời không, thế giới này cũng sẽ biến thành trại chăn nuôi của hắn. Ngươi không có tư cách bàn điều kiện. Ngươi rất rõ ràng, hắn không thắng được. Ngươi không có tư cách bàn điều kiện. Ngươi là đang mạo hiểm. Ngươi, không có tư cách bàn điều kiện. Sinh mệnh nữ đế đe dọa nhìn U Linh Đại Đế, không cho hắn bất cứ chỗ chống hòa giải gì. Linh hồn U Linh Đại Đế kịch liệt ba động, hồi lâu mới khôi phục được bình tĩnh. Ta đồng ý hợp tác, nhưng, hắn tuyệt đối không thể đuổi ta rời khỏi cửu U, không thể thương tổn dạ nha. Ta cũng sẽ không cùng hắn nghênh chiến người giết trời. Sinh mệnh nữ đế đưa tay chỉ đến hai linh hồn đang bị khống chế. Bọn hắn, nhất định phải tham chiến, lấy thân con rối, tự bảo tại cuộc chiến sát thiên. Chương 3162 tề tụ hư không đế thành 1. Khương Phàm bế quan chiều sâu tại hư không đế thành, tìm hiểu ảo diệu về luân hồi đại táng, dung hợp tất cả truyền thừa táng diệt. Theo lĩnh hội cùng dung hợp không ngừng làm sâu sắc, phạm vi tai nạn bên trong thế giới càng ngày càng tấp nập, trình độ càng ngày càng nghiêm trọng. Khương Phàm dần dần xuất hiện cảm giác thần bí, giống như khống chế pháp tắc rời khỏi phạm trù hủy diệt, dính đến tai nạn, hỗn loạn, giết chóc, hắc ám, hỗn độn các loại, tất cả pháp tắc có liên quan cùng hủy diệt trên thế gian. Tựa như muốn trở thành trưởng khống giả của nửa cái hệ thống thế giới. Chẳng phải là nói, nếu như lại dung hợp vĩnh hằng lục đạo thì có thể lĩnh ngộ tất cả pháp tắc,
tiếp quản toàn bộ thế giới. Đây chính là cái gọi là thiên sao. Thiên chính là pháp tắc hóa thân. Khương Phàm đột nhiên phấn chấn, lại cảm thấy hồi hộp. Phấn chấn chính là, nếu như mình tiếp quản toàn bộ pháp tắc, há không phải tương đương với việc hoàn toàn siêu thoát khỏi phạm trù sinh linh bình thường, cũng sẽ không còn là Chu Tước. Thế giới này không có Chu Tước, đám Phượng Hoàng chẳng phải là có cơ hội sinh ra Chu Tước mới. Hồi hộp chính là, đều đã có quyền khống chế tiếp quản toàn bộ thế giới, có thể tùy ý điều động tất cả lực lượng pháp tắc, lại còn muốn bị đổ sát. Trong này chẳng lẽ còn dính đến bí mật khác? Khương Phàm tiếp tục tham ngộ, tiếp tục dung hợp. Tại thời điểm hắn bế quan chiều sâu, Đông Hoàng Như Ảnh, Cổ Tác Nhân, còn có Khương Thương, cũng bắt đầu bế quan, lợi dụng thời gian sau cùng, tìm hiểu lực lượng truyền thừa, tăng thực lực lên. Kỷ nguyên năm 27, cuối tháng 8. Hắc Ma Đế Quân, Long Đế, Tinh Linh Đế Quân, lần lượt đến Thương Huyền Đại Lục. Hắc Ma Đế Quân ngẩng đầu ưỡn ngực, thẳng đến hư không đế thành, giống như không có xem mình như người ngoài. Tinh Linh Đế Quân mang theo Thiên Nghi Nữ Hoàng, Hồng Võ Chiến Thần và số lượng lớn thần linh, cùng nhau đến Thương Huyền, chứng kiến Khương Phàm dung hợp đại thế kỷ. Long Đế lại có chút tâm thần bất định. Bởi vì dựa theo ban đầu ước định, hắn là cần mang theo thi thể Thái Sơ Đế Quân đến tiếp trước. Có bộ thi thể kia, mới có điều kiện giao dịch phía sau. Hắn thật sợ Khương Phàm dùng cái này lấy cớ, không tiếp nhận Long tộc sinh ra đế quân mới. Hắn thậm chí cảnh giác, Khương Phàm có thể mượn cơ hội này, giết hắn tế cờ tại hư không đế thành hay không. Hư không đế thành. Di tích tinh thần ẩn nấp phần lớn tại thâm không, chỉ lộ ra một phần nhỏ, nhưng cho dù như thế này thì vẫn mang đến để cho người ta cảm giác áp bách hít thở không thông. Như là tinh thần cùng thế giới muốn đụng vào nhau, dẫn phát tai nạn tuyệt vọng bất cứ lúc nào. Nội bộ di tích tinh thần có đến hàng vạn cầu nối răng khắp nơi, mỗi đầu đều từ mấy cây số đến mấy vạn cây số không giống nhau, uy lực cực bao la hùng vĩ và rộng rãi. Mỗi cường giả chạy tới nơi này đều rung động, hoảng hốt, lại tán thưởng, càng là cảm thấy mình nhỏ bé. Người trấn thủ Tổ Sơn, Lý Quân Giao, Đại Diễn Thánh Chủ, Tô Thiên Sóc, Ly Hỏa Thánh Chủ, Khương Hồng Võ. Còn có thần Phật Tu Di Sơn và số lượng lớn cường giả đều được mời mà tới. Đây nhất định sẽ là thời gian rất náo nhiệt. Chúc mừng Thiên Hậu, lên trời chứng đạo, vì nhân tộc tăng thêm đế mạch thứ 10. Cùng với tiếng cười cởi mở, Hắc Ma Đế Quân hàng lâm đế thành, cơ thể to béo khôi ngô, mang đến cảm giác áp bách mạnh mẽ, ma khí ngập trời, càng làm cho đám người hồi hộp. Đến nơi này, nên thu liễm thì phải thu liễm. Bên trong đế thành truyền ra thanh âm lạnh lùng của Tinh Linh Đế Quân. Ta chúc mừng Thiên Hậu xưng đế, sao ngươi lại còn không vui mừng rồi? Ngươi có nhi tử, nàng không có, ngươi mạnh hơn nàng cơ mà. Hắc Ma Đế Quân phóng khoáng tự nhiên, thẳng đến đế thành. Tên béo da đen, ngươi chán sống. Tinh Linh Đế Quân giận tím mặt, đồ hỗn trướng này nói chuyện không biết phân trường hợp sao. Ngươi là Tinh Linh Đế Quân, chú ý hình tượng, không nên như một bát phụ. Hắc Ma Đế Quân không thèm để ý, cứ thế tiến vào đế thành. Tinh Linh Đế Quân có hài tử, không phải hài tử của Thiên Nghi sao? Lý Quân Giao đột nhiên tỉnh táo lại, lặng lẽ hỏi Khương Uyển Nhi đang tiếp đãi nàng ở bên cạnh. Cái này, nói rất dài dòng. Khương Uyển Nhi tràn đầy xấu hổ. Bọn người Ngụy Thiên Thu đều lắc đầu, chuyện này sao ngài lại lên tinh thần hăng hái thế? Tuy nhiên mấy tên này đều lặng lẽ vểnh tai, trong lòng âm thầm kích thích. Tinh Linh Đế Quân đều có con trai. Cấp bậc đế quân thật bát quái. Đây cũng không phải là lúc nào đều có thể nghe được. Ta cũng không biết có phải thật vậy hay không, là Chu Thanh Thọ gào to khắp nơi, nói. Khương Uyển Nhi tương đương phiền muộn, không biết nói chuyện của ca ca ở trước mặt mọi người như thế này có thích hợp hay không. Nói cái gì rồi? Đám người tương đương ăn ý thẻ cổ một cái. Thiên Nghi Nữ Hoàng tựa như là phân thân của Tinh Linh Đế Quân. Lúc ấy vì để tạo đế cho Thương Huyền, các nàng thay phiên. Cố gắng, sau cùng hài tử, giống như, tựa như là do Tinh Linh Đế Quân sinh. Giọng của Khương Uyển Nhi dần dần thấp lại, đám người thì cổ duỗi ra lắng nghe. Cuối cùng khi Khương Uyển Nhi nói xong, mọi người đã không tự chủ mà làm thành cái một vòng, đầu toàn tụ ở xung quanh nàng. Đám người nhao nhao đứng dậy, trao đổi ánh mắt, thể hiện vô cùng đặc sắc. Mặt mũi Lý Quân Giao tràn đầy vui mừng, cười gật đầu. Bối phận ta đây trong nháy mắt lại tăng lên mấy cấp bậc, hôm nào tìm Tinh Linh Đế Quân tâm sự. Khương Uyển Nhi kinh hãi, vội vàng nói. Ngài tuyệt đối đừng nói là ta nói. Hắc Ma Đế Quân hàng lâm đế thành,
không nhìn đến ánh mắt lạnh lùng của tinh linh đế quân, cứ đi thẳng đến ngoài cung, trực diện tiếp kiến thiên hậu. Chúc mừng, chúc mừng, thời gian qua đi trăm vạn năm, rốt cuộc nhân tộc cũng sinh ra đế mạch mới, thật sự không dễ dàng. Lần này mời ngươi tới, là muốn cùng nhau chứng kiến Khương Phàm dung hợp và thăng hoa, hy vọng ngươi có thể tuân thủ quy củ, không nên làm chuyện không lý trí. Đến lúc đó, sẽ có tinh linh đế quân, tự mình, làm bạn, với ngươi. Thiên hậu nghiêm túc cảnh cáo Hắc Ma đế quân, trận dung hợp này cực kỳ quan trọng, mặc dù cần Hắc Ma đế quân bọn hắn chứng kiến, nhưng tuyệt đối không hy vọng bọn họ làm phá hư. Đế mạch thứ 10, nhân tộc hậu tích bạc phát tân đế mạch. Hắc Ma đế quân giống như không nghe thấy thiên hậu cảnh cáo, tùy ý đánh giá thiên hậu. Chương 3163 tề tụ hư không đế thành 2. Mời đi. Thiên hậu đưa tay mời. Sau khi ngự thiên linh văn thăng hoa là pháp tắc gì? Nhân quả pháp tắc. Nhân quả, coi bói. Ngươi muốn thể nghiệm một chút. Không cần, thứ này, không biết mới có ý tứ, biết thì sẽ không thú vị. Hắc Ma đế quân dùng sức lắc đầu, thật sự cho rằng thiên hậu là coi bói. Thiên hậu có chút nhíu mày, đây chính là Hắc Ma đế quân. Không giống với những gì nàng tưởng tượng. Hắc Ma đế quân đột nhiên hỏi một câu. Ngươi chuẩn bị làm sao lưu lại truyền thừa? Thiên hậu nghi hoặc nhìn hắn, không có ý đã hiểu. Hắc Ma đế quân đụng đụng phía trước, hạ giọng nói. Qua đi trăm vạn năm rốt cuộc nhân tộc cũng ra đời đế mạch mới, mặc dù là coi bói, nhưng cũng là đế mạch. Ngươi có lý do càng có trách nhiệm, cái đế mạch đặc biệt này cần truyền thừa tiếp. Thiên hậu khẽ nhíu mày, ánh mắt dần dần lăng lệ. Không rõ, ta nói là, ngươi phải nghĩ biện pháp sinh hậu đại, mà phải bảo đảm độ tinh khiết của huyết mạch truyền thừa. Khương Phàm khẳng định là không được, huyết mạch của hắn quá mạnh, có thể tách huyết mạch của ngươi ra, coi như còn lại hài tử, cũng là xuyến nhi, song đế mạch, cho nên ngươi đến tìm mới nam tử, tìm rất nhiều mới. Hắc Ma đế quân nói, rốt cuộc cũng chú ý tới sát ý trong ánh mắt thiên hậu, hắn xoạch hạ miệng, đột nhiên quay đầu nhìn về phía tinh linh đế quân. Ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Tinh linh đế quân lắc đầu, không còn nói nhảm cùng hắn nửa câu. Phương thức tư duy của gia hỏa này so với người bình thường không giống nhau. Hắc Ma đế quân làm bộ không thấy đôi mắt sắc bén kia của thiên hậu, nhìn quanh khắp nơi. Ta nghe nói các ngươi nơi này có vị luân hồi quỷ hoàng. Lại còn là hoàng phi của Khương Phàm biến thành. Khả năng A, bội phục A, nhân tộc, yêu tộc, linh tộc, hắn đều hưởng dụng qua, bây giờ bắt đầu đến quỷ tộc, đi lên chính là cấp bậc quỷ hoàng. Nếu ta không cho hắn cả hai ma nữ cấp bậc ma hoàng, đều có lỗi với đại huynh đệ đói khát khó nhịn kia của hắn. Tiếng long ngâm to rõ vang vọng đất trời, to lớn như sấm, hùng vĩ vô biên, hào quang màu tử kim như biển động lao nhanh, từ phương nam xa xôi mãnh liệt kéo tới. Long đế với chiến khu khủng bố vượt qua 20 vạn mét giống như là dãy núi hoành hành, cách rất xa đã rõ ràng xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Lão bò sát, ngươi tới chậm. Giọng của Hắc Ma đế quân bên trong tử đế thành truyền tới, mang theo vài phần trêu tức. Long đế không chấp nhặt với hắn, không nhìn thẳng. Hắn đong đưa chiến khu, hoành hành về phía trước, thân rồng 20 vạn mét từ từ nhỏ dần, tại thời điểm đi đến trước mặt đế thành, ép đến chừng trăm thước. Nhưng long uy kinh khủng lại không có bất kỳ dấu hiệu yếu bớt nào, mang áp bách huyết mạch cường đại cho tất cả yêu tộc. Ở sau lưng long đế, Ngao Lê, Ngao Tấn, Ngao Minh, ba tôn long thần cũng đều đi theo. Long đế ngắm nhìn di tích tinh thần sâu hư không trong đế thành, ý thức dò xét ba động bên trong. Hắc Ma đế quân cùng tinh linh đế quân đều ở đây. Những người khác hẳn là Khương Thương và Thiên Hậu. Đối với một ít chuyện phát sinh tại Thương Huyền, hắn cũng biết đến. Khương Thương lại tuần tự chặn đánh siêu cấp nhân ma tự xưng là man hoang đế tổ ở bên ngoài huyết ma đế thành cùng hư không đế thành. Thiên hậu càng hoàn thành biến đổi cực hạn, tiếp quản pháp tắc thần bí, trở thành đại đế mạch thứ 10 trong lịch sử nhân tộc. Bây giờ hư không đế thành, thật sự có thể vây bắt thực lực của bọn hắn. Ngao Lê, Ngao Tấn, Ngao Minh, đều trao đổi ánh mắt, nhìn đế thành gần ngay trước mắt, lại có chút khẩn trương. Trước đó tới vẫn chỉ là cảm giác khuất nhục và tức giận. Vậy mà bây giờ lại cảm nhận được e ngại. Khi mà Long Đế đang do dự, bên trong đế thành lại truyền đến thanh âm của Thiên Hậu. Xin mời Long Đế, tiến đế thành. Mặc kệ bọn hắn kích thích thế nào cũng đều không được xúc động. Hiểu chưa? Long Đế nhắc nhở bọn Ngao Lê, bãi động thân rồng giống như cương kiêu thiết chú, tiến vào di tích tinh thần, dọc theo số lượng lớn chấn thủ chỉ dẫn, đi tới phía trước đế thành.
Bọn người Tiêu Phượng Ngô đứng trên lối đi di tích, kiêu ngạo đến dâng trào nhiệt huyết, Long tộc, Long đế, đã từng không ai bì nổi cỡ nào, vậy mà bây giờ lại cúi đầu ở trước mặt bọn hắn. Chu Thanh Thọ ôm khuê nữ bảo bối của mình, cho chỉ trỏ nàng, thổi như bức. Nhìn thấy chín cái đầu rồng kia không? Phụ thân con đây, đã đánh qua. Con lại nhìn đầu kia, là rồng có thể ra vào luân hồi, phụ thân con đây, đã cưỡi qua. Con nhìn phía trước nhất kia, Long đế a, phụ thân con đây, đã uống qua máu. Im miệng. Tiểu khuê nữ vùng cánh tay nhỏ đô đô thịt lên, ngăn chặn miệng của hắn, đừng quấy rầy hào hứng nhìn rồng. Thiên hậu tự mình nghênh đón Long tộc ở cửa thành, dáng người mảnh mai tản ra đế uy hùng vĩ, mang cho bọn ngao lệ áp bách cường đại. Trong đôi mắt thâm thúy kia như có tinh thần lấp lóe, có thể nhìn trộm qua lại, thôi diễn tương lai. Chúc mừng thiên hậu, lên trời chứng đạo, vì nhân tộc tăng thêm đế mạch thứ 10. Long đế tra xét rõ ràng thiên hậu, vậy mà đến bây giờ còn không biết thiên hậu tiếp quản pháp tắc gì. Thiên hậu khách sáo đơn giản, nói. Lần này mời các ngươi tới, là cùng nhau chứng kiến Khương Phàm tiếp nhận chư thiên lục táng cùng vĩnh hằng lục đạo, thuận tiện nghiên cứu thảo luận đại chiến thiên khải tiếp theo. Long đế trần chờ nói. Dựa theo ước định ban đầu, hôm nay ta là hẳn là mang theo di thể Thái Sơ đế quân tới, thế nhưng... Thiên hậu nói. Không sao, Thái Sơ đế quân đã bị chúng ta giết. Ước định ban đầu. Tình huống cụ thể cần ngươi cùng Khương Phàm tự mình thương lượng. Tuy nhiên cách cục song đế cự long, hẳn là sẽ không thay đổi. Rốt cuộc trái tim treo cao của Long đế cũng được buông xuống, nhưng không đợi cảm tạ, thiên hậu lại bổ túc một câu. Bạch hổ đế quân còn chưa có trở lại, đến lúc đó giao cho ngươi xử lý. Long đế đang muốn lộ ra nụ cười lập tức cứng đờ, gương mặt đều co quắp. Hắc hắc, hắc ma đế quân đứng ở cách đó không xa, ôm lấy cánh tay vui vẻ. Làm giao dịch cùng bầy thổ phỉ này, còn muốn chiếm tiện nghi. Nằm mơ đi. 7 ngày sau, Khương Phàm xuất quan, rời khỏi hư không đế thành, tiến vào xí thiên giới. Khương Thương, Đông Hoàng Như Ảnh, Cổ Tác Nhân, cũng đi đến theo. Bọn người thiên hậu nhao nhao tụ tập đến đế thành, ngắm nhìn xí thiên giới phiêu đãng ở trong hư không. Chương 3164 cái gì gọi là thiên một. Ai cũng không biết cái gọi là thiên, cụ thể là cái gì, lại là làm sao tiến hóa làm thiên, sau khi hóa thành thiên, Khương Phàm lại sẽ phát sinh dạng dị biến gì. Đối với trận dung hợp tràn đầy thần bí cùng không biết gì này, điều bọn hắn có thể làm chỉ có thể là chờ đợi và cầu nguyện. Long đế cùng Hắc Ma đế quân cũng rất tò mò. Căn cứ kiến thức có hạn của bọn hắn, mỗi khi truyền thừa thần bí xuất hiện, thiên khải đều sẽ giáng lâm nguy cơ, tựa như 3 vạn năm trước, toàn bộ thần ma đều bị đổ sát. Nhưng, bọn hắn không biết nguyên nhân truyền thừa xuất hiện, cũng không biết đây rốt cuộc tính là gì. Bọn hắn cũng không biết sau khi truyền thừa dung hợp lẫn nhau, sẽ phát sinh dạng dị biến gì. Bọn hắn chỉ biết là sau khi Khương Phàm dung hợp khẳng định sẽ trở nên mạnh hơn, càng nhanh nhẹn dũng mãnh, càng phách lối. Chủ nhân Thương Huyền, khẳng định là ngồi vững vàng. Ta giống như rất chờ mong Khương Phàm dung hợp. Hắc Ma đế quân cau mày, không biết nguyên nhân gì, từ sau khi tới đế thành. Hắn đã không hiểu thấu khi nhìn Khương Phàm rất thân thiết, trong đầu nghĩ, trong lòng đọc tất cả đều là Khương Phàm. Mới đầu hắn còn cảm thấy không có gì, nhưng từ từ cảm giác không đúng sức lực. Nhất là bây giờ, khi Khương Phàm mang theo bọn người Khương Thương tiến vào xí thiên giới, hắn lại không hiểu tại sao mình lại sao động, phấn khởi, thậm chí là khát vọng. Hắn nghiêm trọng hoài nghi có phải mình có cái ý nghĩ gì đặc biệt đối với Khương Phàm hay không. Ta chẳng quan tâm ngươi trở nên mạnh cỡ nào. Chỉ cần Long tộc sinh ra song đế, Long tộc chính là yêu tộc mạnh nhất. Đáy mắt Long đế lóe ra cường quang. Bây giờ nhường nhịn khắp nơi, nhiều lần thỏa hiệp, chính là muốn ngao hồn đi đến Đăng Thiên Kiều, hóa thân Long đế trong lôi kiếp đầy trời. Đến lúc đó, hai đại Long đế liên thủ, chính là đánh đâu thắng đó. Xí thiên giới, Tổ Nguyên Sơn. Khương Phàm đi tới đỉnh núi, gặp được yêu đồng. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng, ngươi muốn đổi ý sao? Yêu đồng cười nói, ta chờ mong đã rất lâu, làm sao có thể đổi ý. Ngược lại là ngươi, thật sự đã chuẩn bị sẵn sàng rồi sao? Một khi dung hợp, ngươi sẽ không còn đường lùi. Khương Phàm nói, ta phải bảo vệ thế giới của ta muốn vì người yêu chí thân của ta, liều mạng một lần. Yêu đồng dựng thẳng ngón cái, tán thán nói. Khi đó ngươi chỉ là muốn trùng kiến thần triều, bảo vệ tôn nghiêm Thương Huyền, kết quả từng bước một đi tới bây giờ. Từ bảo vệ Thương Huyền, biến thành bảo vệ thế giới này.
mặc dù ngươi là con cờ, nhưng ngươi không oán trách, không hối hận, cam nguyện bỏ qua hết thảy, đổ máu tới cùng. Khương Phàm nói, ta bây giờ đã không phải là quân cờ nữa, ta là người chấp cờ cho ván cờ này. Yêu Đồng cười hắc hắc. Ngươi chẳng qua là nhảy ra khỏi một cái bàn cờ, nhảy tới khác bàn cờ. Dung hợp tất cả truyền thừa, hóa thân thành thiên, chính là tiến vào bước đầu tiên của ván cờ hoàn toàn mới. Khương Phàm khẽ nhíu mày. Mỗi lần nói chuyện, ngươi luôn có thể mở cho ta, hôm nay. Cũng tới mấy cái. Yêu Đồng sửa sang lại vạt áo, từ dưới cây đứng lên. Dựa theo hiểu biết của ngươi, cái gì gọi là thiên? Khương Phàm nói. Trước đó không có khái niệm, gần đây sau khi dung hợp chư thiên lục táng, dần dần có nhận biết. Cái gọi là thiên, chính là trí tuệ thiểu năng với tất cả pháp tắc hệ thống của thế giới, gắn bó thế giới vận chuyển chỉnh thể. Đúng không? Yêu Đồng cười nói. Đúng, cũng không đúng. Xin lắng tai nghe. Nếu như người hóa thành thiên, đúng là đang duy trì hệ thống thế giới vận chuyển, nhưng không phải người khống chế tất cả hệ thống pháp tắc, mà là có thể mượn dùng lực lượng pháp tắc. Ta đương nhiên không phải có thể thật sự khống chế. Không, ngươi không có hiểu ý của ta. Ngươi chỉ là mượn dùng, ngươi chỉ là sứ giả của bọn hắn, ngươi chỉ là người quản lý mà bọn hắn tìm kiếm cho hệ thống thế giới. Yêu Đồng mang theo ý vị sâu xa nhìn Khương Phàm, dùng lời nói đơn giản nhất, nói ra toàn bộ bí mật lớn nhất của thế giới. Khương Phàm nhìn Yêu Đồng thật sâu, bỗng nhiên nói. Ngươi chỉ là thập nhị thiên môn. Yêu Đồng nói. Tạo vật chủ, hoặc là chủ nhân thật sự của thế giới này, chính là thập nhị thiên môn, cũng chính là hệ thống 12 đại pháp tắc. Bọn hắn ban đầu chân chính chi phối thế giới vận chuyển, sau này bị khiêu chiến, liền chủ động ẩn nấp, từ hữu hình biến thành vô hình, nhưng ở trước đó, bọn chúng liên thủ nuôi dưỡng một sứ giả, có thể mượn dùng toàn bộ lực lượng của bọn hắn, dùng để trấn áp kẻ phản loạn, dùng để duy trì thế giới vận chuyển, gánh chịu thù hận của các tộc. Toàn thân Khương Phàm nổi lên cơn ớn lạnh dị dạng, mặc dù biết Yêu Đồng sẽ để lộ cho hắn chút bí mật mới, nhưng không nghĩ tới lại ngay thẳng như vậy, thông thấu như vậy, tất cả nghi vấn cùng mê hoặc trước đó, năm ba câu đã liền sáng tỏ. Yêu Đồng đột nhiên hạ giọng. Ngươi bây giờ còn muốn làm thiên mới sao? Mặc dù đó là vấn đề mà hàng tỷ sinh linh mong muốn không thể thành, mặc dù có thể mượn dùng 12 pháp tắc thẩm phán chúng sinh, chúa tể đại đạo, nhưng một khi ngươi thành thiên thật, thì sẽ triệt để bị quản chế bởi thập nhị thiên môn. Khương Phàm nhìn chăm chú con mắt thần bí của Yêu Đồng, nhíu mày không nói. Yêu Đồng nói, ta vẫn câu nói sau cùng kia, lấy thực lực cùng tính cách của ngươi, hẳn là có thể đạt được công nhận của hắn, có thể hoàn toàn rời khỏi với thế giới này, du tẩu cùng vũ trụ thâm không, chinh chiến vạn tộc tinh vực, nghênh chiến cấm khu chúa tể, tìm kiếm bí cảnh vẫn lạc, chứng kiến vô số văn minh hưng suy chìm nổi. Nếu như ngươi đạt được công nhận của hắn, thiên hậu của ngươi, tinh linh đế quân của ngươi, tất cả người thân bằng hữu của ngươi, cũng có thể bảo toàn, đi theo hắn, chinh chiến tinh vực vạn giới. Nhưng, nếu như ngươi nhận lấy mê hoặc, tiếp nhận cái gọi là khảo hạch, hóa thân thành thiên, không chỉ có biến thành con rối của thập nhị thiên môn, còn cùng người giết trời không chết không thôi. Đến lúc đó, không chỉ có ngươi sẽ chết trận, ngươi toàn bộ thân bằng đều sẽ chiến tử, thế giới này đều sẽ lọt vào hủy diệt đả kích. Yêu Đồng nói xong, chỉ ngực Khương Phàm, lại điểm điểm ngực mình. Lấy danh nghĩa đan hoàng thề, lời nói của ta, đều là thật. Ngươi, có thể tin. Khương Phàm nhìn chăm chú Yêu Đồng hồi lâu, đột nhiên hỏi một câu. Ngươi giết trời, cũng đã từng là thiên. Chương 3165 cái gì gọi là thiên một. Yêu Đồng ngưng tụ con ngươi, lại chậm rãi tản ra, trên khuôn mặt trắng nõn lộ ra nụ cười thản nhiên, nhưng không có trả lời. Khương Phàm cũng thấy Yêu Đồng không nói thêm gì nữa, hắn hiểu được, mà còn là toàn hiểu. Cái gọi là người giết trời, rất có thể chính là thiên, mà thập nhị thiên môn tạo nên đầu tiên, chỉ là thiên, không kiểm soát, không chỉ có ép toàn bộ thập nhị thiên môn ẩn nấp, càng tàn sát thế giới, đưa ánh mắt bỏ vào vũ trụ càng thâm thúy. Về phần người giết trời định kỳ trở về, rất có thể là hắn cần bổ sung năng lượng nào đó, mà loại năng lượng này, chỉ có thể là thiên, mới có thể có được. Khương Phàm dần dần suy nghĩ sinh động nhất từ trước đến nay. Từ chuyện người giết trời rời khỏi thế giới này, có thể suy đoán ba tin tức quan trọng. Cái đầu tiên, thiên mới mặc dù có thể giải thích là người quản lý mà thập nhị thiên môn tìm kiếm cho thế giới, nhưng bọn hắn khống chế không nổi thiên mới, hoặc là hai bên ở vào ngăn được. Tình huống cụ thể, cần đến ngày thật sự hóa thành mới có thể xâm nhập nghiên cứu. Cái thứ hai, ngày sau hóa thành mới,
sẽ siêu thoát tại cơ thể, ngưng tụ linh nguyên hoàn toàn mới, loại linh nguyên này vô cùng cường đại, cũng vô cùng khủng bố, đủ để trấn áp cường giả của toàn bộ thế giới. Cái thứ ba, sau khi hóa thành tân thiên, cũng có thể rời khỏi thế giới này. Khương Phàm cùng Yêu Đồng nhìn nhau sau một hồi, trên mặt đều lộ ra nụ cười ý vị sâu xa. Nếu ngươi đã kiên trì, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Yêu Đồng chậm rãi dâng lên, đưa tay mời. Ngươi có thể yên tâm dung hợp, ta sẽ không áp đặt can thiệp. Khương Phàm đi tới chân núi, gật gật đầu đối với Đông Hoàng Như Ảnh, Khương Thương cùng Cổ Tác Nhân, phất tay chém giết Huyền Đàm. Huyền Đàm sớm đã bổ nhiệm, không có dãy giụa, không có phản kháng, mặc cho Khương Phàm xử tử. Khương Phàm không lo lắng Vô Hạn Sơn Hà chuyển hướng ra An Nhiên, bởi vì thời điểm đi đến Tổ Nguyên Sơn, hắn đã rõ ràng lại mãnh liệt cảm nhận được di tích thanh thiên, mà đạo ngấn pháp tắc mặt ngoài di tích thanh thiên đã bắt đầu lấp lóe cường quang. Dung hợp chư thiên lục táng, nửa ngày, lại dung hợp chúng sinh tạo hóa, dựa theo quy tắc vận chuyển của di tích thanh thiên, coi như hắn đã thắng. Sau khi Khương Phàm tiếp quản Vô Hạn Sơn Hà, giáng lâm đến bên trong hắc ám thâm uyên phía dưới Tổ Nguyên Sơn. Nơi này hắc ám giá lạnh, vô cùng mênh mông, giống như là đặt mình vào tại thâm thúy sâu trong vũ trụ. Thoạt nhìn di tích thanh thiên như một cái đầu lâu, nhưng sau khi chân chính tới gần, lại phát hiện nó thật ra là lít nha lít nhít xiềng xích pháp tắc xen lẫn mà thành, số lượng khổng lồ, để cho người ta rung động, nhìn như hỗn loạn lộn xộn, lại ngay ngắn trật tự. Cẩn thận quan sát, ở giữa toàn bộ xiềng xích đều tồn tại liên hệ trực tiếp, rõ ràng độc lập, nhưng lại duy trì sâu chuỗi, thậm chí là giao hòa lẫn nhau. Khương Phàm đã hiểu ảo diệu chân chính cái gọi là thiên, cũng hiểu được ý nghĩa của bầy xiềng xích trước mặt. Hắn mở ra hai tay, trải qua bóng tối vô tận, đi đến trước cái siêu cấp đầu lâu chi phối thế giới này vận chuyển kia. Di tích thanh thiên khổng lồ như tinh thần, càng hướng về phía trước, càng có thể cảm nhận được nó to lớn và khủng bố, càng đến gần, càng có thể cảm nhận được thế giới lưu chuyển thần bí ảo diệu, càng đến gần, càng là có loại ảo giác, thế giới tựa như một sinh mạng thể. Mà di tích cái đầu lâu này chính là thế giới, đại biểu cho trí tuệ cùng ý chí. Toàn thân Khương Phàm nở rộ lên ánh sáng lộng lẫy, bắt đầu từ tế bào, đến tổ chức đến khí quan, lại đến toàn thân, ánh sáng bành trướng, đế uy cuồn cuộn. Di tích thanh thiên kịch liệt rung chuyển, xiềng xích pháp tắc to to nhỏ nhỏ giống như xiềng xích thật sự, từ bên trong hệ thống phức tạp rút đi ra, lao nhanh kéo dài tới chỗ Khương Phàm. Sợi xiềng xích đầu tiên chui vào thân thể. Hàng tỷ tế bào mãnh liệt nhảy lên, tất cả khí quan đều giống như muốn sụp ra. Ngay sau đó, sợi thứ hai, sợi thứ ba. Lít nha lít nhít xiềng xích gào thét lao tới, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông vào thân thể Khương Phàm. Ánh sáng nở rộ khắp toàn thân Khương Phàm càng ngày càng hừng hực, hành tẩu trong thân thể bắt đầu dần dần hòa tan, đó là các tế bào đang tách rời, đang nghênh tiếp thiên uy rèn luyện, đang chịu đựng đại đạo giao hòa. Khương Phàm đi tới. Đi thành chùm sáng thần bí, giống như là tinh vực hoành hành, bên trong có hàng tỷ viên tinh thần, khép lại đi qua phía di tích thanh thiên ở xa xa. Trước đó đã chuẩn bị tốt, bây giờ dung hợp không có bất kỳ lo lắng gì. Nhưng đây nhất định sẽ là một, lữ trình, dài dằng dặc, Khương Phàm không ngừng đi tới, không ngừng tới gần. Đây cũng nhất định là một quá trình, giao hòa, phức tạp, càng ngày càng nhiều xiềng xích, mang đến càng ngày càng nhiều dung hợp. Bên ngoài Tổ Nguyên Sơn, Khương Thương, Đông Hoàng Như Ảnh, Cổ Tác Nhân, đều an tĩnh ngồi xếp bằng ở nơi đó. Bọn hắn ai cũng không nói gì, bởi vì trong lòng ít nhiều vẫn có chút thấp thỏm. Hết thảy đều là Khương Phàm phỏng đoán, nếu như cưỡng ép bóc ra biến cố không tưởng tượng được, rất có thể bọn hắn sẽ bởi vậy mà mất mạng. Bên trong đế thành phía ngoài Tổ Nguyên Sơn, tất cả mọi người đều đang bắt đầu cầu nguyện. Không có ai biết tình huống cụ thể, cũng không biết sẽ phải chờ đợi bao lâu. Thiên hậu cùng tinh linh đế quân thì phân biệt nhìn chằm chằm Long đế cùng Hắc ma đế quân, nghiêm phòng bọn hắn thừa cơ quấy rối. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Bọn hắn đã đợi lại đợi, bầu không khí an tĩnh dần dần trở nên ngột ngạt. Trong sự ngột ngạt mang theo khẩn trương cùng lo lắng. Thời gian ngược lại đi đến ngày thứ 9, đang lúc Hắc ma đế quân và rất nhiều người hơi không kiên nhẫn, bầu trời xa xa lại đột nhiên vặn vẹo, trải rộng ra mảng lớn hắc ám. Thái sơ đế quân. Hắc ma đế quân, Long đế, tinh linh đế quân, đều giật mình trước khí tức quen thuộc. Cánh cửa hư không bên trong hư không đế thành chủ động thức tỉnh, sôi trào lên thủy triều không gian ngập trời, trùng kích tất cả kiến trúc trong đế thành, che mất di tích tinh thần rộng lớn. Thiên hậu, tinh linh đế quân bay lên không trước tiên,
cảnh giác phương xa, sẵn sàng trận địa đón quân địch. Theo hắc ám cuồn cuộn, hai bóng người vượt qua hư không, giáng lâm đến thế giới thật. Đương nhiên đó là Man Hoang Đế Tổ cùng Thái Sơ Đế Quân. Bọn hắn quả nhiên còn sống. Sắc mặt Hắc Ma Đế Quân đột nhiên biến đổi, nắm chặt nắm đấm đạp không bay lên trời. Chương 3166 bắt đầu tạo thiên. Chuẩn bị nghênh chiến. Thiên Hậu lấy tay đánh một chiêu, Liệp Thần Thương gào thét lao tới, âm vang tranh minh, trong ngoài đạo ngấn uốn lượt, trong nháy mắt dẫn động sát lục pháp tắc, như lôi đình vô tận từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy đế thành. Tên đáng chết, thật sự là âm hồn bất tán. Thôn Thiên Ma Hoàng, Hồng Hoang Thiên Long đều tức giận không kiềm chế được, thực sự không rõ ràng làm sao lại giết không chết được gia hỏa này. Long Đế quay quanh, hơi do dự, vẫn đong đưa thân rồng nghênh đến phía trước. Cục diện bây giờ lại quá rõ ràng, hắn không cần thiết phải làm chuyện điên rồ. Vừa vặn xử lý Thái Sơ Đế Quân, để Long tộc hắn dâng tặng lễ vật, tránh phía sau để hắn trực diện với hung thú điên cuồng Bạch Hổ Đế Quân kia. Nhưng, sau khi Man Hoang Đế Tổ cùng Thái Sơ Đế Quân giáng lâm tới đó, cũng không có bất cứ hành động gì, thậm chí đều không có tùy tiện la lên giống như thường ngày. Thiên Hậu cẩn thận quan sát, bọn hắn lại đều đang cúi đầu, đè nén đế uy, giống như ngủ thiếp đi, mà toàn thân đều hơi có vẻ trong suốt, mơ hồ có thể thấy được mạch máu cùng hài cốt, tựa như vẫn thân thể chưa tái tạo xong. Không cần khẩn trương, bọn hắn tạm thời vô hại. Một thân ảnh phiêu miểu xuất hiện ở sau lưng Man Hoang Đế Tổ cùng Thái Sơ Đế Quân, sau khi nhắc nhở đế thành, mới thẳng đi đến phía xí thiên giới. Nàng là ai? Đám người dõi mắt trông về phía xa, muốn nhìn rõ ràng thân ảnh kia, lại mông lung mơ hồ, như thật như ảo, trong thoáng chốc, nàng liền biến mất không thấy. Là nữ đế ở sinh mệnh thần điện kia. Hắc Ma Đế Quân đã nhận ra. Nữ đế gì? Long đế kỳ quái, thời đại thật sự thay đổi. Con chó con mèo nào cũng dám xưng đế. Bọn hắn thế nào? Thiên Hậu cảnh giác chính là Man Hoang Đế Tổ cùng Thái Sơ Đế Quân, vậy mà lại thành thật như vậy. Cần đến xí thiên giới nhìn không? Thiên Nghi Nữ Hoàng khẽ nói, xí thiên giới bây giờ chính là đang trong thời điểm mẫn cảm nhất, há có thể bị quấy rầy. Toàn bộ các ngươi ở lại nơi này, nếu dám mạo phạm xí thiên giới, ta nhất định sẽ đổ toàn tộc các ngươi, ta nói được thì làm được. Sau khi Thiên Hậu cảnh cáo Hắc Ma Đế Quân cùng Long Đế, lại mệnh lệnh bọn người Đông Hoàng Càn. Mang tất cả mọi người về Đế Thành Cung Điện, không nhìn thấy ta, ai cũng không thể đi ra. Trong thế giới mới, Sơn Hà Cẩm Tú, rừng rậm thông mộng, sinh cơ bừng bừng, số lượng lớn giới Nguyên Sơn sôi trào lên ánh sáng ngập trời, như là cơn lốc bao la hùng vĩ, tổ Nguyên Sơn nơi đó càng là có cường quang chiếu xa vạn trượng, như mặt trời rọi khắp dãy núi, nhìn như lúc bình thường cũng không có khác biệt. Khương Thương, Đông Hoàng Như Ảnh, Cổ Tác Nhân, đều lơ lửng giữa không trung, lâm vào ngủ say, nhưng bọn hắn đều ngửa cao đầu, thất khiếu dâng lên cường quang hừng hực, xung quanh hiện lên cảnh tượng thần bí mà hùng vĩ. Vĩnh Hằng Lục Đạo đã bắt đầu di chuyển. Sinh mệnh nữ đế giáng lâm đến nơi đây, đang muốn xông vào di tích thanh thiên, đột nhiên phát hiện yêu đồng bên trên tổ Nguyên Sơn. Đan dược hóa linh. Sinh mệnh. Yêu đồng nhìn sinh mệnh nữ đế. Trên gương mặt thanh tú lộ ra tươi cười quái dị, khóe miệng hơi mở, tràn đầy răng nanh. Ngươi biết ta? Sinh mệnh nữ đế nhìn linh thể đặc thù trước mặt, có loại cảm giác rất kỳ quái. Cũng đã bắt đầu, ngươi tới thật đúng lúc. Yêu đồng không trả lời thẳng. Sinh mệnh nữ đế muốn hỏi thứ gì đó, nhưng lại không biết mở miệng như thế nào. Nơi này lại có viên thuốc linh thể. Vậy mà trước đó nàng không có cảm giác được. Xin mời. Yêu đồng đưa tay mời. Sinh mệnh nữ đế nhìn chằm chằm yêu đồng, xông vào bên trong vực sâu hắc ám dưới tổ Nguyên Sơn. Khương Phàm lần lượt tiếp quản toàn bộ truyền thừa từ Vĩnh Hằng Lục Đạo, dung hợp cùng di tích thanh thiên cũng đi đến giai đoạn sau cùng, tất cả ấn ký pháp tắc lần lượt rời khỏi di tích, dung nhập vào trong thân thể Khương Phàm. Theo thứ tự là, vận mệnh đại pháp tắc cùng nhân quả đại pháp tắc, hư không đại pháp tắc cùng thời gian đại pháp tắc, sinh mệnh đại pháp tắc cùng tử vong đại pháp tắc, chôn vùi đại pháp tắc cùng ngũ hành đại pháp tắc. Vạn kiếp đại pháp tắc cùng cứu rỗi đại pháp tắc, hỗn loạn đại pháp tắc cùng vĩnh hằng đại pháp tắc. 12 đại pháp tắc riêng phần mình dọc theo số lượng lớn diễn sinh pháp tắc mở rộng ra số lượng lớn xen lẫn pháp tắc. Sinh mệnh nữ đế chạy tới nơi này, nhìn dung hợp hoàn toàn mới, thể hiện lạnh lùng hiện ra vui mừng đã lâu. Dung hợp rất thuận lợi. Ta lấy danh nghĩa chủ nhân sinh mệnh, giao phó ngươi sinh mệnh đại pháp tắc. Năng lực toàn quyền khống chế.
Sinh mệnh nữ đế không chần chờ chút nào, đưa tay ở giữa hướng về hệ thống thế giới rộng lớn điều động sinh mệnh đại pháp tắc, đạo ngấn toàn diện bàn bạc ở ngoài cơ thể Khương Phàm. Theo sinh mệnh đại pháp tắc di chuyển, sinh mệnh pháp tắc bên trong diễn sinh pháp tắc, bất diệt pháp tắc, bất hủ pháp tắc, cùng phồn diễn pháp tắc, khô vinh pháp tắc. Bên trong xen lẫn pháp tắc, toàn bộ thức tỉnh, nhận dẫn dắt mãnh liệt, tiến hành giao hòa cùng Khương Phàm càng sâu hơn. Bình thường mà nói, đại pháp tắc là sẽ không trực tiếp chuyển giao cho sinh linh khống chế, bao quát đế quân. Đế quân chân chính khống chế, nhưng thật ra là đại pháp tắc phía dưới diễn sinh pháp tắc bên trong mạnh nhất một cái, hoặc là hai cái. Ví dụ như, Khương Phàm tiếp quản chính là diễn sinh pháp tắc đầu tiên dưới sinh mệnh đại pháp tắc, sinh mệnh. Ví dụ như, tinh linh đế quân tiếp quản tự nhiên pháp tắc, là diễn sinh pháp tắc thứ hai dưới ngũ hành pháp tắc, tự nhiên. Ví dụ như, hư không đế quân tiếp quản hư không pháp tắc, cũng là diễn sinh pháp tắc đầu tiên dưới hư không đại pháp tắc, hư không. Lại ví dụ như, Bắc Thái đế quân tiếp quản hỗn loạn pháp tắc, cũng là diễn sinh pháp tắc đầu tiên dưới hỗn loạn đại pháp tắc, hỗn loạn. Cái gọi là diễn sinh pháp tắc mạnh nhất, không chỉ có tiếp cận đại pháp tắc nhất, cũng có thể xuyên suốt đến đại pháp tắc, cho nên uy lực cường đại nhất. Bây giờ pháp tắc Khương Phàm đang tiếp quản, không chỉ có toàn bộ đại pháp tắc, cũng có toàn bộ diễn sinh pháp tắc. Nhưng trong này có một vấn đề rất trực tiếp, đại pháp tắc không phải ngươi muốn thì có thể dùng, trừ phi đạt được tán thành thật sự. Ví dụ như bây giờ, sinh mệnh nữ đế trực tiếp giáng lâm, chính là đồng ý Khương Phàm chính thức vận dụng sinh mệnh đại pháp tắc. Ta đã bắt đầu, các ngươi còn đang chờ cái gì? Sinh mệnh nữ đế đột nhiên mở ra hai tay, gào thét thật lớn. Lấy sinh mệnh đại pháp tắc, trùng kích toàn bộ đại pháp tắc trong hệ thống thế giới. Chương 3167 bí mật về thiên một. Sâu trong địa ngục, cánh cửa tử vong thức tỉnh, sâu trong hư vô, cánh cửa nhân quả lắc lư, nội bộ xí thiên giới, cánh cửa vạn kiếp oanh minh, sâu trong hư không đế thành, cánh cửa hư không cuồn cuộn. Bốn thiên môn toàn bộ đưa cho trực tiếp đáp lại, tử vong đại pháp tắc, nhân quả đại pháp tắc, tai nạn đại pháp tắc, hư không đại pháp tắc bên trong hệ thống thế giới, mang theo toàn bộ diễn sinh pháp tắc, xen lẫn pháp tắc sở thuộc, rót vào chiến khu đang tụ tập hoàn toàn mới của Khương Phàm. 12 đại pháp tắc, người đã được đến cái thứ 5. Trước khi hắn trở về, ta sẽ cố hết khả năng giúp ngươi tề tựu càng nhiều. Thế giới này, giao cho ngươi. Hy vọng, lần này thứ ta tạo nên chính là hộ giả chân chính của thế giới, không phải người giết trời thứ hai. Thái độ của sinh mệnh nữ đế rất quyết tuyệt, đầy lòng chờ mong. Khương Phàm có thể mãnh liệt cảm giác được 5 đại pháp tắc biến động mãnh liệt. Đại pháp tắc khác chỉ là lưu lại ấn ký, 5 đại pháp tắc này lại như là sống lại, vẫy tay một cái liền có thể hái lấy sử dụng. Sinh mệnh cùng tử vong, 2 đại pháp tắc phối hợp, để hắn như là vẫy tay một cái đã có thể chém giết chúng sinh, bao gồm cả thần ma, càng có thể giữa lúc chuyển tay để vạn vật khởi tử hoàn sinh, để kẻ mục nát giạt rào sinh cơ. Thiên địa vạn vật, thế giới chúng sinh, sinh cùng tử, tất cả chỉ là một cái suy nghĩ của hắn. Hư không đại pháp tắc để hắn trong khoảnh khắc Didax có thể xuất hiện ở các ngõ ngách trên thế giới, để hắn có thể đột nhiên rời khỏi thế giới, ngao du thâm không, để thời điểm hắn tức giận khiến cho hắc ám xâm nhập thế giới. Vạn kiếp đại pháp tắc, ngọn nguồn tai nạn cùng hủy diệt, để thế giới lâm vào sụp đổ cùng tuyệt vọng vô tận, để hệ thống tự nhiên toàn diện tan rã. Nhân quả đại pháp tắc thì để hắn nhìn thấu nhân quả thế giới, thấy được xuyên qua vô tận thời không, chúng sinh vạn vật, tất cả. Tất cả những tuyến nhân quả kia, thuận chuỗi nhân quả, hắn có thể hồi tưởng lịch sử, tìm kiếm nguyên lực vạn vật, càng có thể nhìn ra tương lai, thôi diễn kết quả cuối cùng của chúng sinh. Loại cảm giác này, thật không thể tin hơn. Khương Phàm đắm chìm trong đó, tận tình cảm nhận được pháp tắc kỳ diệu, diễn biến thâm ý. Khi hắn nếm thử cảm giác đại pháp tắc khác sâu hơn, lại phát hiện có 2 đại pháp tắc có tình huống rất đặc thù, cho dù là diễn sinh pháp tắc đều không thể chân chính điều động. Đó chính là vận mệnh, thời gian. Còn có ngũ hành đại pháp tắc, chỉ có thể cảm giác được tự nhiên, cảm giác không đến ngũ hành, hỗn độn hay các loại diễn sinh pháp tắc khác. Tuy nhiên, theo Khương Phàm toàn diện biến đổi, thăng hoa chiều sâu, theo tất cả ấn ký pháp tắc toàn bộ đi đến thân thể thì vị trí trái tim Khương Phàm xuất hiện một cái tinh đoàn kỳ diệu. Lẳng lặng lơ lửng, im ắng xoay tròn. Bên trong nó hừng hực cường thịnh, bên ngoài lấp lánh ánh sao. Nó rõ ràng tồn tại ở trong thân thể Khương Phàm, nhưng lại giống như không bị khống chế. Nhưng nó xuất hiện, lại làm cho Khương Phàm cảm nhận được sự cường đại trước nay chưa từng có, thật giống như linh nguyên, võ giả.
Khương Phàm cẩn thận nghiên cứu, đột nhiên lóe lên linh quang. Thứ này có phải cùng loại với giới nguyên hay không? Chính là, thế giới bản nguyên. Lúc trước hắn phỏng đoán, cái gọi là người giết trời, sát thiên, cũng không chỉ là hủy đi, thiên, càng giống đang dưỡng dục, thiên, đợi đến sau khi thành thục, lấy được năng lượng nào đó. Có thể chính là cái này hay không? Khương Phàm nhận ảnh hưởng từ Đan Hoàng, gặp được chuyện lại có thói quen phỏng đoán, cũng am hiểu phỏng đoán. Cái tinh đoàn thần bí đột nhiên xuất hiện này, lập tức đưa tới một loạt liên tưởng cho hắn. Cái, giới nguyên, này là năng lượng nguyên của hắn, là lực lượng bản nguyên của thế giới, càng là thứ người giết trời cần. Tại thời khắc Khương Phàm chính thức tiếp quản toàn bộ pháp tắc, biến đổi đặc thù, thiên, mới, hư không đế thành đột nhiên xuất hiện hai biến cố ngoài ý muốn. Đầu tiên là Hắc Ma Đế Quân. Hắn đang cảnh giác Man Hoang Đế Tổ, trong đầu lại đột nhiên hiện lên bộ dáng của Khương Phàm. Hắn muốn Khương Phàm. Loại cảm giác quái dị lại hỏng bét này để hắn tương đương phiền muộn. Làm sao không hiểu thấu liền đơn phương hứa hẹn đây? Hắn mãnh liệt lắc đầu, muốn hất dáng vẻ Khương Phàm ra, tản ra cái cảm giác mê luyến kia. Nhưng, bộ dáng Khương Phàm lại tiếp tục phóng đại, tiếp tục uy nghiêm trong ý thức hắn. Ý thức hải nổi sóng chập trùng, hình tượng Khương Phàm che khuất bầu trời, sau đó. Ầm ầm tiếng vang, bên trong ý thức hải trút xuống ra tinh quang, xông ra trong đầu, lan tràn cả đầu, sau đó quét sạch xương cốt toàn thân, huyết nhục, nội tạng, thậm chí là linh hồn. A! À, Hắc Ma Đế Quân gào thét thật lớn, huyết nhục toàn thân vặn vẹo, hài cốt giòn vang, một cỗ đế uy kinh khủng sôi trào giống như nổ tung, như vạn long lên trời, trùng kích bầu trời rộng lớn. Hắc Ma Đế tộc có thể lấy thọ nguyên đổi lấy thực lực. Hắc Ma Đế Quân có thể lấy tế thiên mượn tới thiên thế thiên nộ. Đây mới thực sự là ý nghĩa của khế ước thiên đạo. Trước đó, Hắc Ma Đế Quân khế ước chính là thanh thiên. Mà bây giờ, thanh thiên vẫn diệt, tân thiên thành hình, Hắc Ma Đế Quân khế ước thiên đạo hoàn toàn mới, mà là thiên đạo càng mạnh. Khi mà mọi người đang kinh hãi khi thấy Hắc Ma Đế Quân nổi điên làm gì thì cung điện trong đế thành cũng đang khẩn trương nhìn Kiều Vô Hối ở xí thiên giới đột nhiên ngẩng đầu gáy to, toàn thân vặn vẹo, sôi trào liệt diễm, dưới tình huống không có dấu hiệu nào, huyết nhục văng tung tóe, hóa thành liệt diễm mênh mông, cuồn cuộn trong cung điện. Ở xung quanh, Khương Diễm, Khương Quỳ, Khương Qua, Triệu Thời Việt toàn bộ bị vô hình tung bay ra ngoài. Liệt diễm bạo động, hừng hực mà bành trướng. Bao phủ cung điện, trùng kích đế thành. Bọn Hồng Hoang Thiên Long quá sợ hãi, vội vàng bảo vệ cường giả xung quanh, chống cự lại liệt diễm bạo động. Vô Hối làm sao thế? Kiều Hinh khẩn trương, lại có chút hoảng hốt. Loại cảm giác này. Bọn người Khương Diễm kinh ngạc, mê mang. A, à, linh hồn Kiều Vô Hối đang đau đớn gáy to, liệt diễm sôi trào đang kịch liệt diễn biến. Theo kim quang xuất hiện, linh hồn Kiều Vô Hối bắt đầu dị biến. Chu Tước, Khương Diễm, Khương Quỳ, Khương Qua, Triệu Thời Việt, cùng Kiều Hinh, Kiều Vi Nhi, Khổng Tước các loại, nhao nhao kêu lên đầy sợ hãi. Bọn hắn đã nhận ra huyết mạch áp bách, mà cái sự áp bách này lại tiếp tục bạo tăng, thình lình đến từ Chu Tước. Khi liệt diễm vô tận hóa thành màu đỏ vàng hoa lệ, Kiều Vô Hối dục hỏa trùng sinh trong ánh lửa bạo động. Chu Tước, Chu Tước hoàn toàn mới. Thay xương đổi thịt thăng hoa, hậu tích bạc phát trùng kích. Sau khi Kiều Vô Hối hóa thân thành Chu Tước, đầu liền nhanh chóng hư hóa. Từ thần linh đỉnh phong, bước lên vấn đề siêu thần. Chương 3168 bí mật về thiên hai. Đế thành oanh động. Chu Tước, Kiều Vô Hối hóa thân thành Chu Tước. Không phải nói, giữa thế gian Chu Tước chỉ có một sao. Làm sao lại sinh ra hai? Chẳng lẽ là Khương Phàm chết rồi? Không, không thể nào. Một trận dung hợp mà thôi, làm sao có thể đánh đổi cả mạng sống? Khương Phàm đều đã đi đến bước này, há lại có thể có nguy hiểm tính mạng? Chỉ có một khả năng, Khương Phàm đã thành công. Khương Phàm biến thành, thiên, mới. Khương Phàm phát sinh biến đổi cực hạn, đã không thể nào lại xem như Chu Tước được nữa. Chuyện này bằng với việc thế gian không có Chu Tước, bên trong Phượng Hoàng liền có cơ hội sinh ra Chu Tước hoàn toàn mới. Kiều Vô Hối không thể nghi ngờ là linh văn mặt mạnh nhất trong đương kim Phượng Hoàng yêu tộc cùng Phượng Hoàng. Khương Thương thuộc về nhân linh thể, mà tinh linh làm chủ, thần hoàng làm phụ. Bọn hắn khẩn trương, đang mong đợi, cũng đều thấp thỏm lo âu. Khương Phàm, rốt cuộc thế nào? Không thể chờ, ta thật sự đợi không được nữa rồi. Chúng ta không phải chờ sao ở chỗ này,
không thể đến xí thiên giới nhìn sao? Nơi đó hẳn là không có nguy hiểm gì. Kiều Vô Hối biến đổi, nói rõ nơi đó đã kết thúc, hẳn là chúng ta có thể đi qua. Ta thấy Hắc Ma Đế Quân đang muốn nổi điên, chúng ta vẫn đến xí thiên giới sẽ an toàn hơn. Mọi người đều kiềm chế không được, nhao nhao thúc giục Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Toại. Bọn người Đông Hoàng Càn càng khẩn trương, một là lo lắng cho Khương Phàm, hai là lo lắng cho bọn người Đông Hoàng Như Ảnh. Toàn thể di chuyển, tiến tới xí thiên giới. Tinh Linh Đế Quân cũng không chịu nổi, nàng ra lệnh một tiếng, dẫn đầu bay lên không, cảnh giác Hắc Ma Đế Quân cùng Long Đế. Nhanh nhanh nhanh, đám người xô trào, lo lắng thúc giục Đông Hoàng Càn. Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại, Đông Hoàng Lăng Tuyệt, Đông Hoàng Tộc, toàn bộ phát lực, thôi động cánh cửa hư không, thẳng đến xí thiên giới. Bên trong xí thiên giới, Đông Hoàng Như Ảnh, Khương Thương, Cổ Tác Nhân, đều đã thức tỉnh. Nhưng bọn hắn vô cùng suy yếu, từ linh hồn đến cơ thể, đều giống như bị tách ra thứ gì đó, suy yếu đến mức đau đến không muốn sống. Thiên Hậu đi đến trước Tổ Nguyên Sơn, lại bị Yêu Đồng ngăn cản. Phía dưới rất thuận lợi, người không cần đi đến. Vừa rồi đó là ai? Sinh mệnh. Ai? Nàng đại biểu cho cánh cửa sinh mệnh, hẳn là Khương Phàm đã đề cập với ngươi. Nàng tới đây làm gì? Chuyện tốt, chớ buồn. Yêu Đồng ngồi dưới đại đạo thánh thụ, thản nhiên tự đắc. Thành công không? Thiên Hậu đánh giá tiểu dược hoàn thần bí này. Hắn chỉ mới tới mấy ngày, vì thế giới này mở ra kỷ nguyên mới. Ngươi thay hắn ngẫm lại, nên gọi tên gì cho êm tai đây? Yêu Đồng chăm chú nghĩ đến. Thiên Hậu không để ý đến, tìm tới Khương Thương, Đông Hoàng Như Ảnh cùng Cổ Tác Nhân, đưa cho bọn hắn đan dược, tranh thủ thời gian điều trị thân thể. Chỉ cần không có nguy hiểm tính mạng là tốt, hết thảy hao tổn phía sau đều có thể bù lại. Dưới Tổ Nguyên Sơn, bên trong vực sâu hắc ám. Sau khi Khương Phàm dung hợp toàn bộ, hắn mở hai mắt ra, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đạo ngấn pháp tắc trong trong ngoài ngoài sôi trào khắp toàn thân nhanh chóng ảm đạm, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Hắn vẫn là bộ dáng ban đầu, chỉ là da thịt đã trở nên sáng long lanh, tóc dài đen nhánh như thác nước, thiếu đi mấy phần khí tức sát lục, nhiều hơn mấy phần thái độ siêu nhiên. Hậu kỳ hồng hoang, theo ta thức tỉnh, vạn vật nghênh đón gây giống đại bạo phát, giống loài tăng sinh, thực lực tăng vọt, chiến tranh tùy theo thăng cấp. Một thanh âm thanh lãnh từ trong bóng tối vang lên, thân ảnh sinh mệnh nữ đế phiêu miểu đi tới trước mặt Khương Phàm. Chiến tranh liên tiếp phát sinh, thương vong thảm trọng, các tộc bắt đầu tìm kiếm lực lượng cực hạn, liền bắt đầu đưa ánh mắt nhìn về phía thập nhị thiên môn vượt lên trên chúng sinh kia. Hết thảy mọi thứ trên thế gian đều là kết quả pháp tắc vận chuyển, tất cả mọi thứ trên thế gian đều ảnh hưởng pháp tắc diễn biến, cho nên thập nhị thiên môn chúng ta không thể nào lấy ý nguyện chủ quan của mình trực tiếp nhúng tay sự vụ thế gian, cũng sẽ không thể ngăn cản bọn hắn chiếm lấy và khống chế chúng ta. Cuối cùng, do ta dẫn đầu, liên hợp toàn bộ đại thiên môn, tập kết lực lượng pháp tắc, tạo nên một sứ giả, thay trưởng quản thế giới, trấn áp chinh phạt vạn tộc. Sứ giả đặc thù này tồn tại, lập tức có thể trấn nhiếp vạn tộc, không còn ham muốn thập nhị thiên môn, cũng có thể trấn nhiếp các tộc không còn liên tiếp phát sinh chiến tranh. Để cục diện dần dần mất khống chế ở hậu kỳ hồng hoang, trở lại chính đồ. Dựa theo tưởng tượng ban sơ, cái sứ giả đặc thù này là một công cụ dưới tình huống bất đắc dĩ mà chúng ta nhúng tay vào sự phát triển của thế giới, cũng là tất cả pháp tắc, tiến hành lộn xộn, làm sâu sắc liên hệ, hình thành ngăn được, một cái phương thức quản lý thế giới tốt hơn. Đây chính là Thiên, đầu tiên thế giới sinh ra đời, tên là Thương Thiên. Thương Thiên không phụ sự mong đợi của mọi người, dùng thực lực tuyệt đối trấn áp vạn tộc thiên hạ, đã bình định được cục diện thế giới, cũng làm cho toàn bộ sinh linh đều ý thức được sai lầm của mình. Nhưng, sau khi Thương Thiên bình định thiên hạ lại không có dựa theo ý nguyện của chúng ta vận chuyển thế giới hợp quy tắc, mà là mưu toan khống chế thế giới, thoát khỏi sự khống chế của chúng ta. Dựa theo dự tính lúc trước của chúng ta, là có thể khống chế hắn rất tốt, nhưng nó lại dưới tình huống không có dấu hiệu nào, chiếm đoạt 4 kiện binh khí. Theo thứ tự là, Yên Diệt Chiến Đao, Ngũ Hành Tổ Sơn, Cứu Thục Quyền Trượng, cùng Hỗn Loạn Thiên Trùy. Đây đều là thiên môn nguyên thủy khi thập nhị thiên môn mới bắt đầu sinh ra ngưng tụ ra, lại tương đương với pháp tắc nguyên thủy. Đều là không cần điều động pháp tắc từ hệ thống thế giới, liền có thể trực tiếp phóng thích khí tức thiên, pháp tắc. Hắn ra tay vô cùng nhanh chóng, vượt qua tất cả thiên môn chúng ta ngẫm lại. Cũng may thiên môn khác trong chúng ta, toàn bộ kịp thời phản ứng, trước khi bị cướp đoạt, mang theo thiên khí dung nhập hệ thống thế giới. Hoàn toàn biến mất.
Nhưng, ngũ hành tổ sơn bị tước đoạt, để hắn có được năng lực cường đại khai sáng thế giới, trong thời gian sau đó cũng rời khỏi thế giới này, chinh chiến vũ trụ. Sinh mệnh nữ đế trực tiếp lộ rõ tất cả bí mật cho Khương Phàm. Lần này thậm chí không cần Khương Phàm chủ động đặt câu hỏi, bởi vì lúc trước bất luận giải thích như thế nào, Khương Phàm cũng không có chân chính hóa thành trời, cũng sẽ không hiểu, không thể nào hiểu, bây giờ đã là trời, cũng cảm giác được toàn bộ đại pháp tắc cùng diễn sinh pháp tắc tồn tại, có thể tùy tiện hiểu ý tứ trong lời nói của nàng. Chương 3169 bí mật về thiên ba. Mà hóa thân trở thành trời, cũng có thể chân chính gánh vác trách nhiệm bọn hắn ban cho. Khương Phàm chăm chú lắng nghe, hiểu rõ bí mật phát triển của thế giới. Quả nhiên, người giết trời, chính là trời đã từng, lại còn là trời đời đầu tiên. Trách không được thần thụ thế giới có vô số lần cố gắng, đều không thể tạo nên thế giới mới, thì ra ngũ hành tổ nguyên đã bị mang đi, ngũ hành thiên môn đã quy ẩn. Sau khi người giết trời rời khỏi, chúng ta mưu toan tái tạo thiên, mới, để hắn truy tung, thương thiên, kẻ được lựa chọn chính là đại đế mạnh nhất lúc ấy, thành công hóa thân thành, thượng thiên, chúng ta còn chế tạo cho hắn vũ khí cường đại. Kiện đầu tiên, phong thần đài, cũng chính là đăng thiên kiều nguyên thủy. Đăng thiên kiều nguyên thủy thật ra là vạn kiếp môn diễn biến, khí tức thiên, táng thiên đỉnh. Táng thiên đỉnh ẩn chứa nguyên lực của vạn kiếp pháp tắc, tai nạn cùng hủy diệt, thiên kiếp cùng mai táng. Kiện thứ hai, hồng mông phong bia, nó thuộc về khí tức thiên, đến từ cánh cửa vĩnh hằng diễn biến khí tức thiên, đại biểu cho trật tự nguyên lực. Kỳ thật chúng ta còn muốn cho hắn càng nhiều vũ khí hơn, nhưng bắt đầu từ khi sáng tạo tân thiên, có 5 vị thiên môn liền thiếu thốn. Theo thứ tự là cánh cửa vận mệnh, cánh cửa nhân quả, cánh cửa hư không, cánh cửa thời gian, cùng cánh cửa tử vong. Bọn chúng trước đó phản bội thương thiên chạy trốn, thế giới nguy cơ, quy tội bọn chúng cưỡng ép nhúng tay thế giới. Cho nên lựa chọn yên lặng chiều sâu, không còn nhúng tay thế giới vận chuyển, mặc cho thế giới tự hành diễn biến. Ngũ đại thiên môn thiếu thốn, để thực lực thượng thiên, tại lúc ban đầu đã tồn tại thiếu thốn. Hắn không thể nào điều động uy lực đại pháp tắc bao gồm vận mệnh ở bên trong. Mà, mặc dù cánh cửa vạn kiếp cùng cánh cửa trật tự cống hiến ra thiên khí, lại không cho phép thượng thiên mang đi, chỉ có thể là phối hợp tạo nên đế quân cùng thần ma. Tuy nhiên, thượng thiên vô cùng cường đại. Kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, mà số lượng đế quân xuất chinh lại vượt qua 30 vị, thần linh càng là thuộc về trăm kế. Đều là thiên môn chúng ta điều động tài nguyên của thế giới, phụ trợ đăng thiên kiều cùng hồng mông phong bia tạo nên. Bọn hắn đều lập xuống huyết thệ, lần này đi, sẽ không lại trở về. Bọn hắn muốn thương thiên táng diệt tại vũ trụ, dù là đồng quy vu tận cùng hắn. Bọn hắn không tiếc cái giá, để thế giới quy về yên ổn, giải trừ trận nguy cơ khả năng lan tràn đến hậu thế này. Sau khi đưa tiến thượng thiên, thiên môn chúng ta biết chúng ta đã phạm sai lầm, không nên cưỡng ép nhúng tay thế giới diễn biến, không nên bằng vào ý nguyện của mình làm việc, cho nên toàn bộ thiên môn quy ẩn, dung nhập hệ thống thế giới, không còn xuất hiện hình thái thực chất, ta cũng ngủ say đến thượng thương cổ thành, cũng mang theo số lượng lớn yêu ma, người cùng linh tội ác lúc ấy. Nói đến đây, sinh mệnh nữ đế chậm rãi lắc đầu. Ta không nghĩ tới chính là, thượng thiên lại thất bại. Tất cả cường giả thượng thiên mang đi, đều bại. Ta không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ sau đó, thương thiên bắt đầu ảnh hưởng quy luật phát triển của thế giới này. Cách mỗi mấy vạn năm, đều sẽ thông qua thế giới nguyên lực của chính hắn, kích thích thế giới này diễn biến ra phòng ngự cùng bảo vệ, kích phát thế giới tạo nên tân thiên, sau đó cướp đoạt giới nguyên tân thiên. Các sinh linh trên thế giới này ở phía sau tới làm qua rất nhiều biện pháp bổ cứu, nhưng thật đáng tiếc, đều không thể chống cự thương thiên săn giết. Nghiêm trọng hơn chính là, ở phía sau hắn tới đến thời gian thiên toa, cũng chính là thời gian thiên môn thiên khí. Khương Phàm cẩn thận lắng nghe, yên lặng phân tích, rốt cuộc đã hiểu nguyên nhân chủ yếu cái gọi là người giết trời không thể chiến thắng. Cái đầu tiên, hắn là trời hoàn chỉnh nhất, hắn là thập nhị thiên môn liên hợp tạo nên. Hoàng thiên, thanh thiên, hoàng thiên, ở phía sau đều là trời không hoàn chỉnh, cũng giống với hắn, chỉ có thể mượn dùng sinh mệnh, tử vong, nhân quả. Hư không, vạn kiếp, năm thiên môn đại pháp tắc này, những cái khác đều là diễn sinh pháp tắc, thậm chí mấy cái nào đó ngay cả diễn sinh đều dùng không được. Cái thứ hai, thương thiên nắm ngũ đại thiên binh trong tay, cũng chính là năm loại đại pháp tắc nguyên thủy. Quan trọng nhất trong đó, chính là thời gian. Hắn có thể hoàn chỉnh thao túng thời gian. Cái thứ ba, thương thiên thôn vệ rất nhiều, giới nguyên, của, thiên, đối với vận dụng pháp tắc. Đối với khống chế năng lượng thế giới đã đến trình độ mà người bình thường khó có thể hiểu được.
sinh mệnh nữ đế nói. Cánh cửa nhân quả, cánh cửa tử vong, cánh cửa hư không đều vắng mặt, thượng thiên, tạo nên, lần này vậy mà nhúng tay tạo nên ngươi, đó là dấu hiệu rất tốt. Ta sẽ thay ngươi tỉnh lại cánh cửa yên diệt, cánh cửa ngũ hành, cánh cửa cứu thục, cánh cửa hỗn loạn cùng cánh cửa vĩnh hằng. Cứ như vậy, ngươi có thể gom góp uy lực thập đại thiên môn. Mặc dù còn chưa đủ lấy chống lại thương thiên, nhưng ít ra có sức đánh một trận, lại phụ trợ thiên đế thương lan, ngươi cũng không phải hoàn toàn không có phần thắng. Cánh cửa hư không có thiên binh sao? Khương Phàm rốt cuộc đã hiểu thân phận người giết trời, cũng đã hiểu người giết trời cường đại, trách không được yêu đồng không có bất kỳ cái gì lòng tin nào đối với hắn, trách không được toàn bộ thế giới đều biến thành bãi săn người giết trời, thương thiên xác thực quá quá mạnh. Có, phiêu miểu thiên cung. Ở nơi nào? Vũ khí thương thiên hy vọng nhất lấy được, hẳn là thời gian thiên toa cùng phiêu miểu thiên cung. Thời gian thiên toa đã được, phiêu miểu thiên cung tuyệt đối không thể rơi xuống trên tay của hắn. Ta cần vũ khí đối kháng thời gian thiên toa. Không gian, không thể nào đối kháng thời gian. Thế gian vạn vật đều tồn tại ngăn được, tóm lại có năng lượng có thể đối kháng thời gian. Sinh tử, sống và chết. Thiên binh cánh cửa sinh mệnh cùng cánh cửa tử vong đều là cái gì? Ta chính là linh thể cánh cửa sinh mệnh sinh ra, ta đại biểu cho sinh mệnh, cho nên ta hiện ra hình thái sinh mệnh. Khương Phàm có chút há mồm, sửng sốt hồi lâu, lại trong lúc bất chợt đã hiểu rất nhiều chuyện. Ví dụ như, vì sao nàng sẽ tồn tại trăm vạn năm ở thượng thương, lại cuối cùng trở nên cực độ suy yếu, trách không được nàng cần man hoang đế tổ cùng u linh đại đế còn sống mới có thể cam đoan nàng tiếp tục tồn tại. Trách không được nàng xem ra lạnh nhạt vô tình, thì ra nàng là vũ khí. Thiên binh cánh cửa tử vong cũng không phải hình thái vũ khí, mà là hình thái tử linh. Chương 3170 bí mật về thiên bốn. Bắt đầu cùng cuối cùng của thời gian chính là sinh mệnh cùng tử vong. Sinh tử kéo dài, chính là thời gian biến thiên. Giữa thiên địa, thứ có thể đối kháng thời gian, chính là sinh tử. Về phần phiêu miểu thiên cung, đã dung nhập hệ thống thế giới, cánh cửa hư không không muốn thiên cung rơi xuống trên tay thương thiên, cũng không thể nào để nó xuất hiện ở trên chiến trường. Vũ khí cánh cửa nhân quả đâu? Cánh cửa nhân quả chỉ thức tỉnh, không có hiển hiện chân chính ý nghĩa. Thiên mệnh nữ đế lắc đầu, tình huống cánh cửa nhân quả cùng cánh cửa hư không giống nhau. Chỉ là thức tỉnh, cũng không nguyện ý lại cưỡng ép nhúng tay thế giới kịch biến. Thương thiên, thời đại hồng hoang để bọn hắn ý thức được sai lầm, cũng sinh ra e ngại, bọn chúng hẳn là lo lắng nhúng tay sẽ trực tiếp dẫn đến hệ thống toàn bộ thế giới sụp đổ. Sinh mệnh nữ đế nói. Táng thiên đỉnh, hồng mông phong bia, sống và chết, bốn kiện đế binh, đầy đủ ngươi thi triển. Khương Phàm lắc đầu, không đủ, xa xa không đủ. Nhưng, hắn có thể được đến chỉ sợ chỉ có thể như thế này. Sinh mệnh nữ đế nói. Ngươi có thể an bài Đông Hoàng Như Ảnh nếm thử câu thông cánh cửa hư không? Nếu như hắn đồng ý, nói không chừng có thể gọi phiêu miểu thiên cung, nhưng ta không ôm hy vọng về chuyện này. Khương Phàm nói. Cuồng Lan muốn khôi phục đỉnh phong, còn cần điều kiện gì? Sinh mệnh nữ đế nói. Ta phong ấn tại trăm vạn năm trước, thoát khốn tại trăm vạn năm sau, ta không phải hiểu rất rõ trong chuyện này. Nhưng căn cứ ta quan sát Thương Lan. Nàng tồn tại vô hạn khả năng. Nàng như cũ thuộc về phạm trù pháp tắc, lại không hoàn toàn tại pháp tắc cực hạn, nàng tập kết tất cả nguyên lực hỏa nguyên thế gian, cũng bao gồm tất cả năng lực liên quan đến hỏa nguyên. Ngươi có thể hiểu thành, nàng là hài tử thế giới. Hài tử của thế giới, hài tử thế giới, hài tử trưởng thành, có thể biến thành thế giới. Khương Phàm trong nháy mắt nghĩ đến chân ý trong lời sinh mệnh nữ đế nói. Nàng xác thực có tiềm chất diễn biến bước phát triển mới thế giới. Sinh mệnh nữ đế chậm rãi gật đầu, năng lực phân tích cùng năng lực kéo dài của Khương Phàm đều quá mạnh, cùng hắn nói chuyện rất nhẹ nhàng. Có tiềm chất diễn biến, nhưng thực tế thì sao? Không thể được, nàng chỉ là hài tử. Ta có thể hiểu như vậy hay không, nếu như nàng trở lại đỉnh phong có thể tự hành diễn biến bộ phận pháp tắc, nhưng, pháp tắc nàng không toàn diện, nàng cũng chỉ có thể là pháp tắc. Ngươi hiểu rất chính xác. Hình thái của nàng cùng hình thái người bây giờ kỳ thật tương tự, nhưng không hoàn toàn giống nhau. Nàng là tự mình phóng thích pháp tắc, không nhận thế giới này hạn chế, nhưng nàng thả ra mạnh yếu thì có liên quan cùng thực lực mình, mà không phải rất toàn diện, mà ngươi, có thể trực tiếp mượn dùng pháp tắc toàn bộ thế giới không suy, ngươi vĩnh tồn. Khương Phàm chậm rãi gật đầu, đại khái đã hiểu chuyện gì. Ta bây giờ rời khỏi hình thái sinh linh, không còn thuộc về chu tước,
Phượng Hoàng yêu tộc phải chăng có tư cách lần nữa sinh ra Chu Tước? Kiều Vô Hối đã biến đổi. Năng lực tế thiên của Hắc Ma Đế Quân tương đương với mượn dùng thiên uy lực, ta là trời mới, có thể khống chế thực lực của hắn hay không? Hắc Ma Đế tộc cùng loại với Thiên Nô, sau khi Thương Thiên trấn áp vạn tộc, tự tay tạo nên một chiến tộc thuộc về hắn, chính là Hắc Ma Đế tộc. Lúc Thương Thiên rời khỏi, chỉ mang đi hai nhóm người hầu từ thế gian, một nhóm là Hắc Ma Đế tộc, một nhóm là Tự Nhiên Chi Linh. Ta hiểu được, tạ ơn ngài thẳng thắn. Ngươi là thế giới mở ra kỷ nguyên mới, ta tin tưởng ngươi cuối cùng cũng có thể mang cho thế giới mới hy vọng. Từ hôm nay trở đi, ta tận hết sức lực phối hợp ngươi, nghênh chiến Thương Thiên. Cũng hy vọng ngươi dứt bỏ ý nghĩ cá nhân, tận mình có khả năng, bảo vệ thế giới này. Ta từ đầu đến cuối kiên trì niềm tin của ta, người không phạm ta, ta không phạm người. Ta sẽ quy ẩn thế giới, tìm kiếm thiên môn khác. Nhưng trước đó, ta muốn thay U Linh Đại Đế cùng ngươi làm giao dịch. Giảng. Khương Phàm không tiếp tục mâu thuẫn, không biết có phải là nguyên nhân thăng hoa hay không, tâm cảnh của hắn trở nên vô cùng bình ổn, giống như vạn sự vạn vật đều khai phát, nhìn thấu. Man Hoang Đế Tổ cùng Thái Sơ Đế Quân cũng chưa chết. Lúc ấy sau khi Đế Thành hủy diệt, linh hồn của bọn hắn bị U Linh Đại Đế bí mật mang đi, lợi dụng mệt mỏi đặc thù cơ hội, cưỡng ép luyện hóa thành con rối. Điều kiện U Linh Đại Đế là, nguyện ý giao ra Man Hoang Đế Tổ cùng Thái Sơ Đế Quân, phối hợp ngươi nghênh đón cuộc chiến sát thiên, đồng thời làm tử sĩ, cho đến chiến tử. Đồng thời, hắn sẽ giải trừ bao gồm Thương Huyền ở bên trong, tổng cộng 1 tỷ dạ nha ấn ký, từ đây không còn nhúng tay sự vụ thế gian. Làm trao đổi, ngươi không được lại tổn thương hắn cùng hắn 1 tỷ dạ nha. Nếu như ngươi cuối cùng chiến bại, hắn dùng phương thức của hắn, khống chế thế giới, nếu như ngươi cuối cùng thắng, cần cho hắn một mảnh đại lục. Phạm vi hoạt động của hắn vẻn vẹn cực hạn tại nơi đó, tuyệt đối không hướng ra phía ngoài kéo dài. Man Hoang Đế Tổ cùng Thái Sơ Đế Quân, có hy vọng đoàn tụ chiến khu sao? Ta đã giúp bọn hắn tạo nên chiến khu mới, nhưng còn cần thời gian điều trị, mới có thể trở lại đỉnh phong. U Linh Đại Đế, bảo đảm sẽ không can thiệp ta. Ý của ta là, hai người này xác định là tử sĩ, không phải sát khí an bài ở bên cạnh ta. Cánh cửa tử vong đã thức tỉnh. Luân hồi quỷ hoàng tiếp quản cửu u thâm không, phong đô quỷ hoàng cùng 3 vị tử thần toàn bộ, phục sinh. An toàn của hắn cùng 1 tỷ dạ nha nhận uy hiếp trực tiếp, bọn hắn không dám mạo phạm. Nếu như vậy, Khương Phàm chậm rãi gật đầu, biết phong đô quỷ hoàng sẽ không đơn giản tử vong như vậy. Bọn hắn đang ở bên ngoài, ý thức do U Linh Đại Đế khống chế. Nếu như ngươi không yên lòng, bọn hắn có thể tạm thời rời khỏi Thương Huyền. Rời khỏi Thương Huyền đi. Một tên ở đông, một người ở tây, lựa chọn tòa đảo ngủ say. Không đến cuộc chiến sát thiên, tuyệt đối không thể xuất hiện, nếu như phát giác được bất cứ vấn đề nào, ta tự tay hủy bọn hắn, cũng thân phó cửu u, đồ diệt 1 tỷ dạ nha. Khương Phàm bây giờ đã siêu nhiên đế quân khắp thiên hạ, không lo lắng bọn hắn làm loạn, nhưng hắn không thể nào thời khắc chiếu cố bất luận kẻ nào, cho nên vẫn cẩn thận là hơn. Đã ngươi đồng ý, 1 tỷ dạ nha sẽ ở trong vòng nửa năm. Lần lượt giải trừ tất cả ấn ký. Sau khi sinh mệnh nữ đế nói xong, thân ảnh vặn vẹo phiêu đáng, biến mất trong bóng tối. Chương 3171 Thiên Nô. Khương Nghị yên lặng đứng đấy, nhắm mắt lại tiêu hóa lấy bí mật nữ đế giảng giải. Hắn có loại hoài nghi, nữ đế rất có thể che giấu cái gì, nhưng ít ra 8 phần là chính xác, đầy đủ hắn nhận biết thế giới này, nhận biết chàng nguy cơ này. Hắn không có vội vã rời khỏi, mà yên lặng đứng trong bóng đêm. Cảm ngộ pháp tắc huyền bí, hồi tưởng đến bí mật nữ đế nói. Từ từ, ý niệm điên cuồng trước đó trong đầu chợt lóe lên bắt đầu sinh sôi ở đáy lòng, lan tràn, mạnh mẽ sinh trưởng. Thương Lan, hài tử của thế giới, tự hành diễn biến pháp tắc. Dạ An Nhiên, thế giới ngũ hành tự nhiên, có được hình dáng thế giới, lại không có pháp tắc chi nguyên. Nếu như các nàng phối hợp lại, chẳng phải là Khương Nghị rời khỏi tổ nguyên sơn, tất cả mọi người tụ tập ở bên ngoài. Khẩn trương chờ đợi. Đi ra. Nương theo tiếng la kích động, bầu không khí ngột ngạt lập tức sôi trào. Ánh mắt bọn hắn sáng rực nhìn Khương Nghị trên trời, muốn nhìn một chút có phải có cái gì đặc biệt thay đổi hay không, có cái gì không giống với trước kia. Kết quả, trừ bộ dáng bởi vì da thịt càng lộ vẻ anh tuấn, chính là khí chất nhiều hơn mấy phần phiêu miểu, tư thái nhiều hơn mấy phần siêu nhiên, ánh mắt nhiều hơn mấy phần thâm thúy, sau đó không có gì khác nữa. Cái này so với phong thần như ngọc, oai hùng bá liệt, trong lúc giơ tay nhấc chân thiên lôi cuồn cuộn, địa mạch phun trào,
năng lượng sôi trào trong ảo tưởng bọn hắn, không phải cùng một dạng. Đến mức bọn hắn âm thầm hoài nghi, có phải thất bại rồi hay không? Đùng, đùng, đùng. Yêu đồng đứng trên tổ nguyên sơn, mỉm cười vỗ tay. Thanh thiên tiêu tán, thiên, mới sinh ra. Kỷ nguyên thanh thiên kết thúc, kỷ nguyên mới bắt đầu. Ngươi nghĩ kỹ thế giới của ngươi kêu là cái gì chưa? Khương Nghị nói. Thái Hoàng Thiên. Yêu đồng có chút nhíu mày. Ba chữ. Chữ Thái, ý nghĩa cuối cùng, chữ Hoàng, có nghĩa đế vương. Thời đại của ta, chính là thời đại mạnh nhất thịnh vượng nhất. Thời đại của ngươi, ngươi làm chủ. Ta đã thành thiên, thương thiên hẳn là có thể cảm giác được. Cuộc chiến sát thiên, khi nào bắt đầu? Sau 3 năm, trong vòng 5 năm, không có phiêu miểu thiên cung, vài tỷ khoảng cách dài đằng đẵng. Hắn tự mình đến. Ha ha, đã hiểu. Khương Nghị không có hỏi tới, đi đến đám thân bằng chí cốt đang chờ đợi hắn. Thế nào? Bọn người thiên hậu khẩn trương càng mong đợi nhìn Khương Nghị. Khương Nghị nói, cái gọi là thiên, chính là người quản lý thế giới thập nhị thiên môn bồi dưỡng ra. Ta siêu thoát cơ thể phàm thai, hóa thành pháp tắc chi nguyên, có thể tùy ý điều động tất cả lực lượng pháp tắc, khống chế cùng quản lý toàn bộ thế giới. Đám người định thần lắng nghe, gương mặt cũng vì đó có phản ứng. Toàn bộ pháp tắc, là toàn bộ sao? Đế quân đều khống chế một cái, hắn trực tiếp toàn bộ. Đây là vấn đề kinh khủng gì? Người giết trời, giết chính là cái đồ chơi như thế. Ngay cả loại này đều có thể giết, trách không được có thể tàn sát thần ma, tru sát đế quân. Đã được như nguyện rồi. Khương Nghị nhìn về phía Kiều Vô Hối trong đám người, vậy mà toàn bộ hư hóa, mà sâu trong đầu lâu hư vô ẩn hiện từng điểm ánh sáng kim hồng, giống như là Chu Tước đang tùy tiện bay lượn. Ta cuối cùng cũng được như nguyện, không phụ cái tên Chu Tước. Kiều Vô Hối quỳ một chân trên đất. Trước đó người bỏ ra tất cả, xứng với biến đổi bây giờ, nhưng có thể xứng đáng tên Chu Tước hay không, cuộc chiến sát thiên chính là chứng minh. Khương Nghị vỗ nhẹ bả vai Kiều Vô Hối, đối với nhi tử này, hắn thật hài lòng không thể nào lại hài lòng thêm, cũng thật vui mừng là hắn lột xác thành Chu Tước, chân chính dẫn dắt Phượng Hoàng nhất mạch. Kiều Hinh ở bên cạnh nét mặt tươi cười như hoa, thích nghe nhất Khương Nghị tán dương con trai ngoan của nàng. Thiên hậu hỏi. Sinh mệnh nữ đế đâu? Khương Nghị nói. Giải thích rất nhiều bí mật, đã rời khỏi. Man Hoang đế tổ cùng Thái Sơ đế quân phía ngoài không có nguy hiểm, bọn hắn bị U Linh đại đế luyện thành con rối, sau đó sẽ đi theo chúng ta nghênh đón cuộc chiến sát thiên. Con rối. Đám người kinh hô, hai vị đế quân biến thành con rối. U Linh đại đế thần bí hung tàn như vậy sao? Đi thôi, đừng để Hắc Ma đế quân cùng Long đế sốt ruột chờ. Ta vừa vặn mượn cơ hội giới thiệu tình huống cuộc chiến sát thiên cho các ngươi rõ ràng. Khương Nghị mang theo bọn hắn rời khỏi xí thiên giới, đi tới hư không đế thành. Cho đến giờ phút này, Long đế cùng Hắc Ma đế quân mới chính thức đã hiểu, Khương Nghị muốn bọn hắn tới đây phải chứng kiến chính là cái gì. Thiên. Tên điên này tiếp quản toàn bộ pháp tắc, trực tiếp biến thành thiên. Loại khái niệm hoàn toàn mới khó có thể hiểu được này kích thích bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi tính chân thực lời Khương Nghị nói. Nhưng thời điểm khi Khương Nghị hóa thân vạn đạo pháp tắc, khống chế thế giới mênh mông, ảnh hưởng thiên địa diễn biến, bọn hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ, còn hiểu triệt triệt để. Long đế rốt cuộc cũng không có ý niệm chống cự. Hắc Ma đế quân thì biết hắn nguyên nhân, có ý tưởng đối với Khương Nghị. Hồng Hoang hậu kỳ, thiên hạ vạn tộc nghênh đón gây giống đại bạo phát, giống loài tăng sinh, thực lực tăng vọt, chiến tranh thăng cấp. Khương Nghị tụ tập tất cả mọi người lại một chỗ. Bắt đầu giải thích nguyên nhân thiên xuất hiện, cùng căn nguyên sát thiên loạn cục. Bọn người thiên hậu chờ mong đã lâu với mấy cái bí mật này, đều chăm chú nghe. Hắc Ma đế quân cùng Long đế hoàn toàn không có khái niệm vấn đề này, nhưng đã ý thức được vấn đề nghiêm trọng, cũng nghe hết sức chăm chú. Khương Nghị cẩn thận giải thích, nói một chút ngừng một chút, cho bọn hắn đầy đủ thời gian tiêu hóa cùng hiểu rõ. Thương thiên dự tính sẽ ở 3 năm cùng 5 năm đến, chúng ta theo thời gian 3 năm chuẩn bị. 3 năm sau, Thương Thiên sẽ mang theo chiến binh dưới trướng hắn ngóc đầu trở lại. Mặc dù Thương Thiên vô cùng cường đại, nhưng mục tiêu hắn là ta, cho nên giao cho ta xử lý. Nhiệm vụ của các ngươi là chặn đánh những cường giả dưới trướng hắn kia. Chúng ta không biết hắn mang đến bao nhiêu cường giả, nhưng khẳng định đều là đế cảnh, mà còn là siêu cấp cường giả chinh chiến tinh vực, thân kinh bách chiến chân chính trên ý nghĩa. Bọn hắn không chỉ có đế quân đã từng của thế giới này, cũng có thể là cường giả từ thế giới khác chiêu mộ.
Đối với cuộc chiến sát thiên này, chúng ta bất luận là từ số lượng cường giả hay là thực lực, thậm chí kinh nghiệm chiến đấu, đều xa xa kém hơn Thương Thiên cùng chiến tướng của hắn. Nhưng, chúng ta cũng không phải không có chút phần thắng nào. Chương 3172 Trọng chỉnh Cửu Châu 1. Đầu tiên chính là hệ thống thế giới thức tỉnh, toàn lực hiệp trợ ta chống cự Thương Thiên. Thứ yếu chính là Cuồng Lan, nàng là linh thể 500.000 năm trước thế giới này tạo nên để chiến thiên, ta có biện pháp để nàng trở lại đỉnh phong. Chiến tranh dĩ vãng, ta đều có mấy phần chắc chắn, duy chỉ có lần này, ta chỉ có thể nói có hy vọng. Nhưng, có một chút, nếu như chúng ta chống lại, còn có một tia hy vọng sống, nhưng nếu như chúng ta không chống lại, tất nhiên lọt vào đồ sát của bọn hắn. Mà, nếu như chúng ta thắng, thế giới này khôi phục chính quy, hậu đại chúng ta sẽ không còn lọt vào bất cứ uy hiếp gì. Khương Nghị nói xong, chăm chú nhìn Long Đế. 30.000 năm, sống đủ lâu, cũng nhàm chán quá lâu. Lần này, coi như hiện ra huyết tính của Long tộc, làm kiện đại sự đáng giá bỏ ra toàn lực. Long Đế quay quanh thân rồng, trầm mặc thật lâu. Trước khi đến, luôn luôn lo lắng Khương Nghị sẽ hại chết hắn, không nghĩ tới lại là chứng kiến Khương Nghị biến thành thiên. Trước khi đến, cũng từng có phỏng đoán về tai nạn thần bí ở Thiên Khải, không nghĩ tới vậy mà dính đến di bí hoang cổ thật lớn như vậy. Hắn rung động, thật lâu khó mà bình tĩnh. Hắn cũng khẩn trương, cảm thấy sợ hãi trước đó chưa từng có. Nhưng, hắn nhìn Khương Nghị trước mặt, nhìn lại Thiên Hậu, Tinh Linh Đế Quân, Hồng Hoang Thiên Long, Thôn Thiên Ma Hoàng, Đông Hoàng Như Ảnh, thậm chí là Hắc Ma Đế Quân đã ngạo nghễ ưỡn ngực. Không hề nghi ngờ, bọn hắn đều quyết tuyệt đi đến Thiên Khải chiến trường, khởi xướng khiêu chiến về Thương Thiên chiến đội kinh khủng, không hề nghi ngờ, bọn hắn đều đầy ngập nhiệt tình, nghĩa vô phản cố, sẽ quyết nhất tử chiến tại Thiên Khải, cũng không hề nghi ngờ, bọn hắn đều có hào hùng cùng đại nghĩa. Bọn hắn đều là vì bảo vệ thế giới mà buông tay đánh cược một lần. Bên trong thân rồng nó ngưng tụ đột nhiên nổi lên cơn sóng nhiệt, bành trướng khuấy động toàn thân. Một loại bất khuất đã lâu cuồn cuộn trong lồng ngực, hội tụ thành để hắn đều ngoài ý muốn, cũng rất sao động nói. Bọn hắn đều được, hắn vì sao không được? Long tộc cao ngạo, há có thể co đầu, chờ đợi tử vong. Long tộc cao ngạo, vì sao không thể ngạo nghễ đến chiến trường, nghênh chiến tử vong? Khương Nghị nói. Còn có thời gian 3 năm, ta không buộc ngươi, ngươi trở về từ từ cân nhắc. Nhưng ta chân thành hy vọng Long tộc có thể xuất hiện bên trong chiến đội của ta, còn là hai đầu cự Long. Long Đế xuất phát từ cao ngạo của Long tộc, không có trực tiếp trả lời, nhưng trong lòng đã có đáp án. Hắc Ma Đế Quân triển hiện cơ thể to mọng, cảm nhận được sao động cùng cuồng nhiệt chưa bao giờ có. Ta cảm giác mạnh lên, ta có thể mượn dùng lực lượng của thiên, có phải có liên quan cùng ngươi hay không? Khương Nghị nói, Hắc Ma Đế tộc sinh ra tại hậu kỳ Hồng Hoang, là sau khi Thương Thiên xuất hiện, chiến nô tự mình sai khiến, xử xưng Thiên Nô. Thể hiện trên mặt Hắc Ma Đế quân cứng đờ. Thiên Nô, ngươi xưng hô như vậy, có chút không tôn trọng ta. Khương Nghị nói, một khắc ta tiếp nhận Thanh Thiên, ngươi đã từ Thiên Nô Thanh Thiên, chuyển thành nô của ta. Ngươi có thể mượn dùng bao nhiêu lực lượng của ta, hoàn toàn ở vào thái độ của ta, nếu như ta đồng ý. Ngươi có thể trở nên rất mạnh, vô cùng mạnh, nếu như ta không đồng ý, ngươi không chiếm được bất kỳ thiên uy gì. Nếu như ta nguyện ý, thậm chí có thể triệt để nô dịch ngươi, cho nên. Hãy tôn trọng ta một chút. Mặt đen Hắc Ma Đế quân triệt để đen thui. Đã nói cùng đi nhìn, thiên, kết quả không hiểu thấu thành nô. Những người khác thì hâm mộ nhìn Hắc Ma Đế quân, Hắc bàn này phát tài cờ mờ nờ rờ. Vậy mà có thể mượn dùng lực lượng của Khương Nghị. Khương Nghị thế nhưng là thiên nha. Khống chế tất cả pháp tắc áo nghĩa giữa thiên địa. Cái này không phải nô, đây quả thực là cậu cả ở trong gia phả. Khương Nghị lột xác thành thiên, bắt đầu cường lực bố trí sau cùng. Đầu tiên là tập kết tất cả tài nguyên, bảo đảm Thôn Thiên Ma Hoàng, Hồng Hoang Thiên Long, Đông Hoàng Như Ảnh, Hồng Võ Thiên Thần, Lý Dần, Đại Vương, cùng Kiều Vô Hối, toàn diện hư hóa, trùng kích đế cảnh. Thứ yếu là Long Đế, Hắc Ma Đế Quân, Thiên Hậu, Khương Diễm, cùng Tinh Linh Đế Quân. Không định kỳ đến hải vực luận bàn, tôi luyện chiến đấu kỹ nghệ, tăng lên thực lực thực chiến. Thứ ba là triệu tập tất cả hỏa diễm giữa thiên địa, bảo đảm Cuồng Lan có thể mau chóng khôi phục thực lực. Chuyện thứ tư, cũng là chuyện Khương Nghị phải làm nhất, trọng chỉnh cách cục Cửu Châu. Sau đó chiến tranh là chiến tranh thuộc về đế quân, những người khác không cần thiết bồi tiếp chịu chết, coi như nhất định phải mang, cũng là mang bộ phận thần linh đỉnh phong. Cho nên, rất nhiều người không cần thiết lại ở lại xí thiên giới.
không cần thiết lại bồi tiếp tu luyện. Đầu tiên là Thương Huyền Đại Lục. Vạn Thế Thần Triều, xây dựng lại Thượng Thương Cổ Thành là đế thành, cương vực là trung vực 10 vạn dặm đất chết. Kéo dài an bài trước đó, Chu Tước Cung cùng Đan Hoàng Cung song cung cùng tồn tại, địa vị bằng nhau. Chu Tước Cung khống chế Thần Triều, thống ngự Thần Triều. Đan Hoàng Cung phụ trợ Thần Triều, duy trì Chu Tước Cung. Chủ nhân Vạn Thế, Định Kiều Vô Hối, do Đại Thống Soái Tu La tạm thay nhân Hoàng Vị, toàn quyền phụ trách kiến thiết Vạn Thế Thần Triều. Chủ nhân Đan Hoàng, Định Đan Hoàng, Trung Ly Nặc Định Phó Cung Chủ. Đan Hoàng phụ trách luyện đan, Trung Ly Nặc toàn quyền phụ trách sự vụ Đan Hoàng Cung Chủ hoạch kiến lập. Khương Diễm, Khương Qua, Khương Quỳ, Chủ hoạch kiến lập Tam Đại Thần Hoàng Cung, đời đời bảo vệ Chu Tước Thần Cung. Trong đó, Khương Diễm định Thiên Mạc làm thống lĩnh, Chủ hoạch kiến lập hệ thống tình báo Thiên Mạc. Nạp Lan Thanh Cảnh, Chu Bất Dĩ, An Minh Hề, Bách Lý Mạc Yêu, Độc Cô Kiếm Linh, tất cả đảm nhiệm phó thống lĩnh. Khương Quỳ, Chủ hoạch kiến lập Vạn Thế Thần Triều Thập Đại Tập Đoàn Quân, Tần Vị Ương, Hướng Vãn Đồng, Hoàng Bánh Nướng các loại phụ trợ phối hợp, Khương Qua, phụ trách hợp quy tắc nội bộ Hoàng Thành, nội bộ Thần Triều, gia tộc cùng cường tộc các nơi Thương Huyền. Triệu Thời Việt, phụ trách Chủ hoạch kiến lập Thiên Võ Điện, trấn thủ Đan Hoàng Cung. Khác phụ trợ thiết trí Tứ Đại Đan Thánh Cung, ở riêng bốn bộ cương vực Thần Triều. Giải trừ chức vụ Hoàng Vệ, giải tán Hoàng Thất Thần Võ Đoàn. Lấy Cơ Lăng Huyên, Thương Hàn Nguyệt, Tiêu Phượng Ngô, Du Cảnh Chiến, Khương Uyển Nhi, Yến Khinh Vũ mấy người, Chủ hoạch kiến lập võ viện lệ thuộc trực tiếp Hoàng Thất, Ngũ Hành Học Viện. Lấy Khương Diễm, Khương Qua cùng Khương Quỳ cầm đầu, Chủ hoạch kiến lập quân võ viện. Hoàng Bánh Nướng, Hứa Thiên Kỳ, Tô Triệt mấy người đảm nhiệm chức đạo sư. Chu Thanh Thọ, Chủ hoạch kiến lập Tinh Thần Thần Cung, là chủ nhân Bắc Vực Thương Huyền. Chương 3173 Trọng Chỉnh Cửu Châu 2. Hàn Ngạo, Chủ hoạch kiến lập Long Thần Điện, là chủ nhân Nam Vực Thương Huyền. Tặc Điểu, Chủ hoạch kiến lập Kim Ô Thần Cung, là chủ nhân Đông Vực Thương Huyền. Ngô Chính Uyên, Chủ hoạch kiến lập Hỗn Độn Thần Cung, là chủ nhân Tây Vực Thương Huyền. Kim Hống, Chủ hoạch kiến lập Đại La Thần Sơn, là chủ nhân Tây Bắc Thương Huyền. Bạch Tai, Chủ hoạch kiến lập Cốt Hải Thần Điện, là chủ nhân Tây Nam Thương Huyền. Đăng Sa, Chủ hoạch kiến lập Kim Xà Thần Cung, là chủ nhân Đông Bắc. Cổ Tác Nhân mang theo Bát Bảo Thánh Thụ trở lại Đông Nam, là chủ nhân Đông Nam. Còn lại Khổng Tước Sơn, Tam Thủ Luân Hồi Sư, Thiên Bằng, Thôn Thiên Cự Long các loại đều do Khương Qua an bài, phân tán các nơi Thương Huyền. Mặt khác, Khương Bân vào ở Cự Long Đại Lục, mở rộng từ Kim Thiên Long Tộc. Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân, xuất Kỳ Lân Yêu Tộc cùng Mặc Gia vào ở Bạch Hổ Đại Lục, chỉnh đốn cục diện, để Kỳ Lân đặt chân. Côn Bằng, tiếp quản Thần Khấp Chi Hải, Thái Âm Ngọc Thố trở lại Hư Vọng Chi Hải, Dương Biệt, trùng kiến Hải Thần Đảo, Cổ Thần, trùng kiến Thiên Kiếm Thần Cung, trung thủ Thần Dụ Chi Hải. Đông Hoàng Tộc, dẫn đầu Lan Gia, dắt tay Phật Môn, tương lai tiếp quản Thái Sơ Đại Lục. Thôn Thiên Ma Hoàng, tương lai tiếp quản Huyết Ma Đại Lục. Đại Vương, tương lai tiếp quản Huyền Vũ Đại Lục. Lý Dần, tương lai tiếp quản Bắc Thái Đại Lục. Thế giới mới rời khỏi Thương Huyền Đại Lục, đi đến Hải Vực, chủ hoạch kiến lập Đại Lục thứ 10. Khương Nghị tự mình ra mặt, đọ sức chiều làm biển, thay đổi địa tầng, mở rộng quy mô thế giới mới đến 30 vạn dặm. Đây chỉ là Khương Nghị an bài nhạc dạo chủ yếu, dính đến các mặt cụ thể đều cần Tu La dắt tay Khương Diễm, Khương Quỳ cùng Khương Qua tiến hành kỹ càng mưu đồ cùng điều phối. Kỳ thật Tu La rất không nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ phức tạp hảo như biển mây như thế này, này bằng với việc Khương Nghị triệt để bài trừ hắn bên ngoài cuộc chiến sát thiên. Nhưng, trùng kiến thần triều là tâm nguyện kiếp trước của hắn, có thể tự mình đảm nhiệm người phụ trách chủ yếu, cũng là an ủi cùng tín nhiệm mà Khương Nghị dành cho hắn. Còn nữa, chủ hoạch kiến lập thần triều cùng chỉnh đốn Thương Huyền chuyện này, dính đến lợi ích các tộc các phái các mặt. Người bình thường thật đúng là không dám nhận, nhất định phải để tồn tại đặc thù đã có uy tín, lại có lực ảnh hưởng, còn cùng các tộc các phái tạm thời, không quen, như hắn đến chủ tính an bài trung cực. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khương Diễm, Khương Quỳ cùng Khương Qua, kỳ thật cũng rất không tình nguyện, trước đó bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng muốn nghênh đón cuộc chiến sát thiên, kết quả Khương Nghị vậy mà an bài nhiệm vụ như vậy cho bọn hắn. Nhưng, chủ hoạch kiến lập thần triều cùng chỉnh đốn Thương Huyền đúng là một chuyện rất quan trọng. Nếu như không thể nào đủ coi trọng, nếu như không thể nào an bài thích đáng, Vạn Thế Thần Triều thậm chí Thương Huyền Đại Lục sẽ vừa mới phát triển bắt đầu đã chôn xuống tai họa ngầm. Dù sao thần triều rất mạnh,
Thương Huyền cũng thật sự rất mạnh, mỗi người đều là công thần, mỗi người đều có bối cảnh, mỗi người đều có thực lực khủng bố, lẫn nhau cũng đều có liên hệ đặc thù. Bọn hắn nhất định phải đều làm tốt điều phối các mặt mới có thể áp xúc tai họa ngầm đến ít nhất. Mà theo Khương Nghị tuyên bố, chủ yếu an bài, Xí Thiên Giới cùng Hư Không Đế Thành dần dần bắt đầu náo nhiệt. Cái này không chỉ là Khương Nghị ân thưởng cho bọn hắn, cũng dính đến đời sau cùng tộc đàn của mình, càng liên lụy đến lợi ích quần thể bề bộn, bọn hắn đều lần lượt tiếp nhận an bài, bắt đầu chuẩn bị. Chu Thanh Thọ, Hàn Ngạo, Ngô Chính Nguyên đều riêng phần mình lao tới ngoại vực, triển khai kiến thiết thần tộc, cùng với khống chế chỗ khu vực. Các gia tộc cũng tích cực tìm kiếm liên quan, mưu đồ an bài tốt hơn. Sau khi Khương Nghị làm tốt bố trí, không tiếp tục tiến hành bất kỳ can thiệp gì nữa, phân ly ở hư vô thâm không, cẩn thận cảm ngộ vạn đạo pháp tắc, nghiên cứu phong thần đài. Đây là một tôn, thiên khí tức, hắn trước mắt có khả năng khống chế duy nhất, mà là nguồn gốc từ tại cánh cửa vạn kiếp, là chân chính nguyên lực tai nạn, hủy diệt, giết chóc, thậm chí là thiên kiếp các loại vấn đề, là sát khí siêu cấp. Về phần liệp thần thương, Thương Nghị đã chuyển giao cho Khương Thương. Chủ yếu là bởi vì Khương Thương khống chế thương khung pháp tắc, có thể càng nhiều đại nạn hơn phát huy ra uy lực tập kích cùng bộc phát của liệp thần thương. Tháng 10, năm 2018, sau khi Khương Nghị phong thiên hơn một năm, thôn thiên ma hoàng dẫn đầu hoàn thành toàn diện hư hóa. Cuối năm 2018, trải qua 2 tháng chuẩn bị, Khương Nghị tự mình dẫn phát lôi kiếp, rèn luyện thôn thiên ma hoàng. Thôn thiên ma hoàng lên trời, nghênh đón lôi kiếp rèn luyện, tiếp nhận pháp tắc khảo nghiệm. Thôn thiên ma hoàng muốn tiếp quản pháp tắc đương nhiên chính là thôn vệ pháp tắc. Nhưng thôn vệ pháp tắc vô cùng đặc thù, cũng không chuyên thuộc về thiên môn đại pháp tắc nào đó, mà là đại biểu cho quá trình vô tự hỗn loạn đại pháp tắc cùng đại biểu cho trật tự vĩnh hằng đại pháp tắc kiềm chế lẫn nhau cùng đối kháng lẫn nhau, diễn sinh ra pháp tắc đặc thù. Thôn vệ pháp tắc, tức thuộc về hỗn loạn pháp tắc, cũng thuộc về vĩnh hằng pháp tắc. Cái gọi là thôn vệ, chính là vạn vật rối loạn, sau đó một lần nữa dung luyện. Cho nên thôn vệ loại năng lực này, ở dưới đế cảnh liền vô cùng nhanh nhẹn dũng mãnh. Một khi xưng đế, thôn vệ pháp tắc càng là khủng bố. Đã là, phấn toái giả, thế giới vạn vật, càng là, đế tạo giả, trật tự vạn vật, tức có thể thôn vệ thiên địa, càng có thể nuốt hết tinh thần, có được tiềm lực vô hạn. Cũng chính là bởi vì như thế này, từ xưa đến nay thôn thiên ma tộc rất khó sinh ra đế quân, nhưng chỉ cần thành công, nhất định là siêu cấp cường giả ma tộc. Đối với thôn thiên ma hoàng bây giờ mà nói, thời khắc này rèn luyện đau đến không muốn sống. Hắn tự nhận là ý chí cứng cỏi, vũ dũng không sợ, nhưng lôi kiếp kinh khủng bao giờ cũng không còn tê liệt giả hắn, trong đầu của hắn mỗi giây đều hiện lên mấy chục lần suy nghĩ từ bỏ, cũng lặp đi lặp lại thể nghiệm lấy đau đớn của tử vong. Khương Nghị không có áp đặt can thiệp lôi kiếp, chỉ là thỉnh thoảng kích thích hắn, khích lệ hắn. Kỷ nguyên năm 2018, ngày 23 tháng 12, thôn thiên ma hoàng xưng đế. Tiếp quản thôn vệ pháp tắc, sau đó đi Tân Hải, cùng thiên hậu. Khương Thương mấy người đối kháng, lịch luyện. Mấy tháng sau, chuyện Khương Nghị mong đợi nhất xuất hiện. Sau khi Cuồng Lan hấp thu Thái Âm Cực Diễm, Tử Vi Thần Viêm, Phần Thiên Diệt Thế Viêm, Bát Hoang Tuyệt Diễm, Thái Dương Thần Viêm bên trong tất cả hỏa diễm, rốt cuộc cũng xuất quan. Kế hoạch điên cuồng của Khương Nghị chính thức đưa vào danh sách quan trọng. Chương 3174 Thế Giới Cuồng Tưởng. Vân Thu Vũ Huyết, Phong Lôi đột nhiên ngừng lại. Dạ An Nhiên sụi lơ ngay trong bụi cỏ, ánh mắt mê ly, khí tức lộn xộn, ngay cả ngón tay đều không muốn động. Khương Nghị nằm chết dí ở bên cạnh, nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Sơn cốc tĩnh mịch, hoa dại phiêu hương. Ở trong thế giới thuộc về bọn hắn này, bọn hắn hoàn toàn cởi trần, không có một sợi vải, lẳng lặng nằm ở nơi đó, hưởng thụ lấy dư vị sau điên cuồng. Sớm tại trước khi Khương Nghị lột xác thành, thiên. Dạ An Nhiên còn từng nghĩ tới sau khi Khương Nghị thăng hoa, hẳn là không có hứng thú đối với loại chuyện này, không nghĩ tới lại điên cuồng hơn. Mỗi tháng đều sẽ tới 5-6 lần. Mỗi lần đều chuyển rời tiểu thế giới của nàng đến trong không gian hư vô, sau đó. Một bên vuốt ve an ủi, một bên kích phát tự nhiên pháp tắc cùng hỗn độn pháp tắc hội tụ tiểu thế giới ngũ hành. Đây chính là hệ thống thế giới pháp tắc vận chuyển, cho nên mỗi lần kích tình va chạm, đều nương theo năng lượng dung chuyển tràn ngập đất trời. Chấn động đến toàn bộ thế giới ngũ hành đều đất rung núi chuyển. Ban đầu nàng thật không quen, cũng e lệ dãy giụa, sau này từ từ thích ứng, thậm chí còn mê say. Loại phương thức giao lưu kinh thiên động địa này không chỉ có mang đến vui vẻ cực độ trên thân thể, cũng mang cho thế giới ngũ hành kích thích mãnh liệt,
dẫn phát năng lượng sôi trào, ngũ hành lưu chuyển.